Chương 1356 câu này vừa nói ra khỏi miệng, Mạnh Đa cùng Cổ Tư Đạc hai tu sĩ Vu Man tướng mạo dữ tợn, càng như là mắc bệnh sốt rét, hai người một trái một phải, như là thờ Bồ Tát đem lý rượu nâng đến một bên, hô to gọi nhỏ, "Ông trời của ta ơi, thôn xà lão đệ người tự đi tìm chết, lại đem hai chúng ta liên lụy vào làm gì? Ngươi là một người trần chuồng không hề vướng bận, chúng ta lại còn có một động một miêu tộc nhân, có chút vô ý, chính là kết cục diệt sạch cả tộc, cái đó không nói giỡn được đâu." thấy hình tượng Lý Diệu không sợ trời không sợ đất, hai tu sĩ Vu Man có chút hối hận đã nhắc lên quan hệ với hắn. Nhưng lời đã ra khỏi miệng, cũng không thu về được, chỉ có thể hoa chân múa tay, sinh động như thật hướng phía Lý Diệu kể gốc gác lai lịch linh thú thượng nhân, để thanh niên lỗ mãng nghe con mới sinh này biết lợi hại. Nói tới, linh thú thượng nhân xem như hung nhân vùng Vu Man 7-80 năm trước, thậm chí trăm năm trước đã cực kỳ sinh động. Nghe nói gã ban đầu là con trai chạy chủ xích vũ chạy Tây Bộ Vu Nam, sau khi lão trại chủ chết nên do gã tới tiếp nhận vị trí trại chủ. Nào ngờ lúc ấy trong xích vũ trại, có mấy nhân vật giả tâm bừng bừng, bái ở môn hạ vài vu sư bên ngoài, học được một ít vu pháp cổ thuật, giáp tâm bất lương, giả sưng giữa lông mày gã có một cái bớt to như vậy, là tà thần nhập thể, báo hiệu điểm xấu. Vì bảo đảm trong trại bình an, phải đem thanh nha tà thần ở mi tâm gã cứng rắn cậy ra, thật ra ý tứ chính là muốn dồn gã vào chỗ chết. Linh thú thượng nhân và kẻ địch ác đấu liên hoàn may mắn thoát được cái mạng, từ đó không biết tung tích. Thật ra lại là bái ở môn hạ đoạn trường sơn phi lôi động ngũ âm lão tổ, còn có một sư huynh tên là Hắc Nguyệt Tôn Giả. Bởi vì vết bớt màu xanh này giữa mi tâm của gã, cực giống một con chim to dương cánh bay lên, mà tất cả cơ duyên của gã, lại là từ vết bớt con chim quái dị này mà ra, bởi vậy ngũ âm lão tổ liền đặt cho gã cái tên là Linh Thứ. Mấy chục năm sau, Linh Thứ thượng nhân luôn cùng sư huynh Hắc Nguyệt Tôn Giả, cùng nhau ở trong phi lôi động theo ngũ âm lão tổ tu hành về sau không biết vì sao, ngũ âm lão tổ lại bỗng chết bất đắc kỳ tử. Dựa theo vùng vu man âm thầm đồn đãi, là hai sư huynh đệ gã cánh chim cứng cáp rồi, ham pháp bảo thần thông của sư phụ, thừa dịp ngũ âm lão tổ chưa chuẩn bị, đem sư phụ đánh lén giết chết. Hai sư huynh đệ sau khi đem pháp bảo thần thông của sư phụ chia nhau, liền đều xuống núi, linh thú thượng nhân tự nhiên là về xích vũ trại báo thù. Thẳng đến giờ phút này, gã làm việc vẫn còn ở trong hạn độ, mặc dù gã đem vài kẻ thủ thiên đao vạn quả, Tựa như cũng không có gì không ổn. Nào ngờ, linh thú thượng nhân này lại là tên hỉ nộ vô thường, tàn nhẫn hiếu sát, thậm chí tâm lý biến thái. Sau khi trở lại xích vũ trại, gã không những đem mấy tộc nhân ngày xưa hãm hại hắn, đều lấy thủ đoạn tàn khốc nhất chậm rãi tra tấn chết, thậm chí ở trên tiệc rượu tộc nhân còn lại đều kinh sợ bởi dâm uy của gã, hoan hô hắn làm trại chủ nhiệm kỳ mới, bịt cửa trại, đem toàn trại cao thấp mấy trăm người, hết thảy giết không còn một mảnh, chó gà không tha. Ngày xưa bọn hắn nói xấu ta bị tà thần nhập thể, thế nào cũng phải móc sống ra mi tâm của ta, mỗi người các ngươi đều sợ đầu sợ đuôi, nửa tin nửa ngờ, thậm chí hoàn toàn đứng về bên bọn hắn, vì trong trại bình an, mặc kệ thật giả đều phải lấy ta huyết tế. Hắc hắc, muốn ta nói, các ngươi mới là bị tà thần nhập thể, vì trại an toàn, tạm để ta tới lần lượt móc ra đầu óc các ngươi nhìn xem, rốt cuộc có tà thần hay không. Nghe nói, lúc ấy linh thú thượng nhân chính là vừa nói như vậy, vừa một tay một người bóp nổ đầu tộc nhân đang sống sờ sờ. Loại hành vi phát rồ, cực kỳ bi thảm này, mặc dù ở trong mắt miêu là ăn tươi nuốt sống, không thông giáo hóa, cũng nghe rợn cả người đến cực điểm. Mà cái này còn xa xa chưa phải chấm dứt. Kẻ thù tuy giết chết toàn bộ, nhưng những kẻ thù này ngày xưa là bái ở môn hạ một ít vu sư bên ngoài, lại là ở dưới các vu sư đó khuyến khích, mới sinh ra lòng mơ ước. Linh thứ thượng nhân liệt kê một phần danh sách, tổng cộng tìm được 7 vu sư, ngay cả cả nhà cả trại bọn họ đều giết chết, ngay cả nửa con rắn trong trại cũng chưa từng buông tha. Hung danh linh thú thượng nhân bởi vậy truyền khắp toàn bộ Vu Man. Gã cố tình làm bậy như thế, khiến toàn bộ Vu Man đều lòng người hoảng sợ, nghe thấy hai chữ linh thú mà biến sắc, đương nhiên cũng có không ít tu sĩ Vu Man muốn trừ hại. Lúc này, liền biểu hiện ra thủ đoạn của linh thú thượng nhân. Kẻ này kế thừa một thân y bát của Ngũ Âm lão tổ, công pháp mạnh mẽ độc ác, lại trước đó đem toàn bộ trại của mình đều giết sạch, không có chút điểm yếu cùng vướng bận từ đó về sau gã có thể ở trong rừng rậm vu man qua lại vô tung, xuất quỷ nhập thần, rất khó bắt giữ được tung tích của gã. Huống chi, gã am hiểu sâu đạo lý nhổ cỏ tận gốc, khi xuống tay con mũi cũng không bay lọt, đem kẻ thù của mình cao thấp giết sạch sẽ, chưa từng buông tha cho nửa khổ chủ. Tu sĩ vu man muốn đuổi giết gã, phần lớn chỉ vì duy trì vu na ngũ lộ trật tự và bình tĩnh, không phải khổ chủ, cũng không có thù hận trực tiếp với gã. Gã còn ở toàn bộ vu man phát ra tin tức, đem tất cả chân tướng năm đó đều nói rành mạch cũng tuyên bố mình sở dĩ làm như vậy chẳng qua là trả thù mà thôi có thù oán với gã thì phải cẩn thận già trẻ cả nhà cả tộc cả nhà rơi vào kết cục giống với tám trại bọn xích vũ trại nhưng nếu không oán không thù gã cũng sẽ không tùy tiện đại khai sát giới dù sao gã bây giờ chỉ có một mình chân trần không sợ đi giày muốn cha ra rốt cuộc có người nào hợp thành đội ngũ đuổi giết đến đối phó gã là chuyện dễ dàng những người này ở núi non trùng điệp truy cha tung tích gã trong trại nhà mình khó tránh khỏi có chút chỗ không chiếu cố đến, nói không chừng phải nhờ gã đi quan tâm đôi chút. Tin tức như vậy thả ra, đội ngũ tu sĩ vốn lòng đầy căm phẫn, muốn trừ hại cho dân, liền lập tức giải tán ngay tại chỗ, ai muốn tốn sức mà không thu hoạch, đi trêu vào kẻ như vậy. Tóm lại, linh thú thượng nhân là một tên điên phát dồ, thủ đoạn độc ác, khi cuồng tính đại phát ngay cả thành trại của mình cũng có thể diệt môn như thế này. Liên tục diệt tám trại, vẫn có thể ngang ngược, đi ngang ở một giải Vu Nam ở trong vu nam tu chân giới trăm năm trước, trừ gã cũng không có ai khác. Linh thú thượng nhân ngày xưa từng bị tộc nhân phản bội, từ đó về sau trở nên tính quái gở, về sau hung danh cực thịnh, vẫn độc lai độc vãng, không vướng bận gì. Gã từ tám nhà bị diệt chiếm được lượng lớn tài nguyên và công pháp, sau khi tu luyện hai ba mươi năm, mơ hồ có xu thế trở thành cao thủ số một vu nam. Lúc này, vùng vu nam liền càng thêm không ai dám trêu vào gã, ngẫu nhiên xuất hiện trước mặt người đời, vô luận đến một động nào một trại nào, trong lòng thổ dân đều run sợ, hồn phi phách tán, đối với gã nói gì nghe nấy, ta cần ta cứ lấy, trở thành tồn tại như thần ma, không dám làm trái chút nào. Mặc dù gã ngang ngược xuất hiện ở trước mặt tu sĩ Vu Man, tuyệt đại bộ phận tu sĩ Vu Man sợ hãi dâm uy của gã, cũng chỉ có thể nén giận, cung kính xưng hô gã một tiếng thượng nhân. Ước chừng năm 60 năm trước, sư huynh Hắc Nguyệt tôn giả của Linh thú thượng nhân lại đưa thư tới, nói mình gặp một món dị bảo sắp xuất thế, mời linh thú thượng nhân cùng nhau thăm dò bắt giữ khác với linh thú thượng nhân sư huynh gã hắc nguyệt tôn giả đi lại là con đường tu hành thường quy của tu sĩ vu man cái gọi là con đường tu hành thường quy đó là ở sau khi tu luyện có thành tựu xuống núi tìm kiếm một bộ lạc nghiêu trại trở thành hộ pháp tế ti vu sư trong bộ lạc giúp bộ lạc bắt giết linh thú đối kháng yêu thú đấu pháp hàng phục tế ti vu sư bộ lạc đối địch mà tất cả chi phí ăn mặc cùng tài nguyên tu luyện mình cần thì do bộ lạc được bảo hộ cung cấp. Nếu tu vi càng sâu, có thể cung cấp thần thông pháp thuật càng nhiều, thì bộ lạc cũng sẽ chậm rãi thịnh vượng phát triển, địa vị cùng tài nguyên của tu sĩ Vu Man này, tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Nếu thật sự thần thông quảng đại, có cầu tất ứng, còn có thể một hơi trở thành đại vu của ba năm bộ lạc, thậm chí mở rộng sơn môn, thu nhiều môn đồ, đem đệ tử của mình đều bồi dưỡng thành vu sư cùng tế ti của bộ lạc khác, vậy thì càng khá hơn nữa. Hắc Nguyệt Tôn giả đi chính là con đường này cũng kế thừa y bát ngũ âm lão tổ, hắn cũng làm được cực kỳ xuất sắc, cùng lúc linh thú thượng nhân trở thành hung nhân số một vu nam, sức ảnh hưởng của hắn cũng mở rộng đến mấy chục bộ lạc phạm vi ngàn dặm, còn kết giao không ít tu sĩ trung nguyên. Mơ hồ có ý tứ trở thành đại biểu chính diện của Vu Nam tu chân giới. Về phần lời đồn ngày xưa khi sư diệt tổ, ở trong mắt Trung Nguyên tu chân giới, chẳng qua là tranh cãi nho nhỏ giữa thổ dân man hoang, lại không có chứng cứ rõ ràng, là chuyện không đáng nhắc đến hắc nguyệt tôn giả và linh thứ thượng nhân quan hệ rốt cuộc như thế nào người ngoài không biết tóm lại không biết hắc nguyệt tôn giả ở trong thư hứa hẹn cái gì linh thứ thượng nhân vui vẻ phó ước chuyện xảy ra sau đó thì khó bề phân biệt mọi thuyết xôn xao dựa theo ý kiến hắc nguyệt tôn giả sau đó truyền ra là ở lúc ra ngoài mạo hiểm linh thứ thượng nhân bị yêu thú gây thương tích thân chúng kịch độc ngã xuống vách núi vạn trượng không biết tung tích lại có không ít tu sĩ vu man nói là hắc nguyệt tôn giả thừa dịp sư đệ chưa chuẩn bị Tựa như ngày xưa đánh lén ngũ âm lão tổ, đem gã giết chết. Về phần Hắc Nguyệt Tôn giả vì sao làm như vậy? Có lẽ là danh dự địa vị của hắn từ từ long trọng, có linh thú thượng nhân một sư đệ hung danh lớn như vậy, không biết mang đến bao nhiêu liên lụy và phiền toái, có lẽ là hắn đã sớm mơ ước một nửa truyền thừa của ngũ âm, lão tổ ngày xưa phân cho linh thú thượng nhân, muốn giết người đoạt bảo, lại có lẽ là linh thú thượng nhân hạ sát thủ trước, kết quả mình làm mình chịu. Những thứ này đều không quan trọng. Quan trọng là, linh thú thượng nhân hung nhân ai nghe người đó biến sắc, cuối cùng mai danh ẩn tích, trong mấy chục năm đều chưa từng nghe tin tức về gã. Tuy như thế, Trung Quy là chưa xác nhận tin linh thú thượng nhân chết, hung danh của gã thật sự quá mức làm người ta sợ hãi, thẳng tới hôm nay, vẫn không ai dám ở ban ngày ban mặt, lớn tiếng đàm luận linh thú thượng nhân đúng sai. Nếu không, nếu gã còn có một chút xíu khả năng chưa chết như vậy, bị một tên điên hỉ nộ vô thường, trừng mắt tất báo, động cái diệt cả nhà người ta như vậy nhằm vào, cũng không phải thú vị đâu. Mạnh Đa và Cổ Tư Đạc đều là hộ pháp cùng Vu sư địa vị tôn sùng trong mấy trại của mình, trong nhà nhiều người, chạy cũng không chỗ nào để chạy, tự nhiên không muốn chọc tai bay vạ gió như vậy. Thì ra là một nhân vật hung diễm thao thiên như thế. Trong lòng Lý Diệu Yên lặng tính toán, đối với nguyên nhân linh thú thượng nhân sở dĩ ở trong động phủ ở ẩn mấy chục năm, cuối cùng có hiểu biết đại khái. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hắc Nguyệt Tôn giả nói, chưa chắc là nói dối càng có khả năng là nửa thực nửa giả giữa hắc nguyệt tôn giả và linh thú thượng nhân hai sư huynh đệ cùng nhau khi sư diệt tổ có lẽ thực có mâu thuẫn rất sâu làm hắn trăm phương nghìn kế muốn diệt trừ đối phương nhưng cũng có khả năng là linh thú thượng nhân đã sớm phát hiện một chỗ động phủ cổ xưa ẩn chứa bàn cổ chiến khải và truyền thừa của tu sĩ tiền bối có ý muốn bế quan mấy chục năm lại sợ bị kẻ thù cùng sư huynh tìm được cho nên mới tương kế tự kế vui vẻ phó ước ngụy trang ra biểu hiện giả dối chúng kịch độc ngã xuống vách núi vạn trượng nói không chừng gã ở trong hang tiềm tu mấy chục năm đem truyền thừa của tu sĩ tiền bối đều dung hội quán thông lại ở sau khi luyện chế ra 9981 thanh phệ hồn âm sát đao chuyện thứ nhất muốn làm chính là tìm được sư huynh hắc nguyệt tôn giả diệt cả nhà hắn may mắn ông trời có mắt ngay tại lúc âm mưu của gã sắp thực hiện được lại gặp lý diệu tên nguyên anh ngoài hành tinh dã man không phân rõ phải trái này lấy tinh khải chấn áp làm gã hồn phi phách tán Vĩnh Viễn không siêu sinh, linh thú thượng nhân thân phận này, thật sự quá thích hợp. Trong lòng Lý Diệu lẩm bẩm, đầu tiên, tên nguyên anh này không phải là tự dưng toát ra, nên móng sư thừa đều dành mạch, hơn nữa là người ở 100 năm trước đã có chút danh tiếng. Thế giới cổ tu, phần nhiều là kẻ bế quan mấy chục năm, 100 năm, lão quái vật mai danh ẩn tích mấy chục năm tái hiện nhân gian, là chuyện đã quá quen mắt. Tiếp theo, linh thú thượng nhân là thiên sát cô tinh trời xanh tính hung ác nham hiểm hỉ nộ vô thường, tàn nhẫn háo sát, luôn luôn độc lai độc vãng, thật sự quen thuộc tướng mạo tính cách của người này, sợ là chỉ có một mình sư huynh Hắc Nguyệt tôn giả. Nếu thật sự là bế quan mấy chục năm, tu luyện công pháp tà dị quỷ quyệt, như vậy tính cách và tướng mạo xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, cũng rất bình thường. Chỉ cần đừng đụng phải sư huynh gã Hắc Nguyệt tôn giả, thì không sợ bị nhìn ra sơ hở. Hơn nữa lấy hung danh lớn của kẻ này, cho dù người ngoài sinh lòng nghi ngờ, chỉ sợ cũng không dám đối mặt thử. Huống chi, linh thú thượng nhân tuy là hung nhân tiếng thối rõ ràng, nhưng nghe hai tu sĩ Vu Ma này giới thiệu, mấy chục năm trước gã luôn hoạt động ở Vu Nam, chưa từng rời khỏi địa giới Vu Nam, cũng chưa ở đại kiền tu chân giới phạm huyết án kinh thiên động địa, cho nên với nhóm người tu chân chủ lưu, chưa thể nói là có thù gì không đợi trời chung. Từ sau khi một hơi diệt giết tám bộ tộc, hung danh gã chuyển khắp toàn bộ Vu Nam, hơn nữa sau đó phát ra lời hung hăng, không có tu sĩ Vu Ma nào dám chính diện đối địch gã nữa đưa tay không đánh người đang cười, toàn bộ thổ dân Vu Man đều đem gã cung phụng như thần ma, cũng không cần thiết hạ sát thủ, cho nên mấy chục năm sau, gã trái lại không tạo sát nghiệt quá lớn. Cho nên, kẻ này tuy là hung nhân thành danh đã lâu, lại còn chưa tới trình độ mỗi người đều muốn giết. Vốn một giải Vu Nam đã tự thành hệ thống, Trung Nguyên Thượng Bang, cũng đem bọn họ coi là phiên lạ ăn tươi nuốt sống ăn thịt người để đối đãi, sẽ không lấy lễ pháp quy củ Trung Nguyên để yêu cầu nghiêm khắc bọn họ, chỉ cần bọn họ lúc đến Trung Nguyên thành thành thật thật hai bên có thể tường an vô sự. Đương nhiên, mang một cái danh trời xanh tính hung ác nham hiểm, hỉ nộ vô thường, tàn nhẫn hiếu sát như vậy, đối với dung nhập tu chân giới chủ lưu, trung quy có rất nhiều bất tiện. Nhưng ý tưởng bây giờ của Lý Diệu lại đã xảy ra chuyển biến vi diệu, hắn không phải đem đại kiền triều đình coi là đối tượng đàm phán duy nhất. Đại kiền, bạch liên giáo, hỗn thiên vương, quỷ tần, bốn phương thế lực này đều cần thiết khảo sát. Thân phận linh thú thượng nhân, có lẽ sẽ lọt vào tu chân giới chủ lưu đại kiền bài xích nhưng ở chỗ hỗn thiên vương, bạch, liên giáo khởi nghĩa nông dân như vậy, cùng với quỷ tần thế lực mới phát giã tâm bừng bừng muốn thay đổi triều đại như vậy, nói không chừng ngược lại có thể như cá gặp nước. Nhân vật phản diện có chỗ tốt của nhân vật phản diện, lý diệu mục đích chuyến này là khảo sát, khảo sát chưa chắc phải tiến hành từ chính diện. Nếu một bên thế lực nào đó biết rõ hắn là hung nhân giết hại vô tội, tàn bạo bất nhân, thậm chí nhìn thấy hắn tế luyện hơn 200 hồn phách trẻ con cũng thờ ơ, còn chuyện trò vui vẻ với hắn, Vậy điều kiện khác của thế lực này có thích hợp tới đâu nữa, cũng không cần thiết đàm phán. Càng quan trọng hơn là, nếu là nhân vật chính phái một thân chính khí, hành hiệp trượng nghĩa, Lý Diệu sao có khả năng giết chết đối phương, cướp lấy thân phận của hắn chứ? Quyết định rồi, chính là dùng thân phận linh thú thượng nhân để hoạt động, khảo sát mạnh yếu cùng đạo tâm của Đại Kiền, Bạch Liên Giáo, Hỗn Thiên Vương và Quỷ Tần bốn thế lực, cũng điều tra động hướng của chân nhân loại đế quốc, cùng với nguồn gốc tín hiệu thần bí 100 năm trước đợi cha ra manh mối, mọi việc đều yên ổn, thì xây dựng cánh cổng vũ trụ, triệu hồi hạm đội vũ trụ đến từ liên bang, thu phục cổ thánh giới. Lý Diệu không phải một người thích giả heo ăn thẳng lằn. Huống chi, ở trước mặt đám vu man dã nhân này giấu đầu lộ đuôi, làm màu tạo thế, quả thực là vũ nhục đối với kỹ năng diễn xuất tinh diệu của mình. Đã xác định thân phận linh thú thượng nhân này không có phiền toái quá lớn, hắn cũng không muốn dây dưa thêm nữa. Lập tức chuẩn bị phát ra khí thế, hiện ra mặt mũi thật của linh thú thượng nhân, để từ chỗ vu nam ngũ lộ chiêu thảo chế trí sứ lăng thủ kính cùng với con gái hắn tử cực kiếm tông nữ kiếm tu lăng lan nhi sưu tập được tin tức cấp bậc cao hơn một câu của hai tu sĩ vu man lại cắt ngang động tác của lý diệu thôn xà lão đệ đừng nói lung tung linh thứ thượng nhân lão nhân gia hắn tùy dạo chơi bốn biển hành tung mờ mịt vô định mấy chục năm chưa hiện thân nhưng sư huynh hắn hắc nguyệt tôn giả lại là đại vu thủ đoạn cao minh nhất vu nam ngũ lộ chúng ta đã bước lên nguyên anh cảnh giới địa vị tôn sùng vô cùng Vu Nam trăm tộc, một bộ tộc nào, không phải cung cung kính kính, thờ như thần linh đối với hắn. Ngay cả lần này, lão đại và lão nhị hỏa lỗ bộ tộc chịu bãi binh đàm phán, còn không phải Hắc Nguyệt Tôn Giả lên tiếng, bọn họ không thể không nghe sao. Hắc Nguyệt Tôn Giả là chủ trì lần đàm phán này, trước mắt đã ở hỏa lỗ thành trại ổn định cục diện, hắn và Linh Thứ Thượng Nhân cùng ra từ một môn phái, không ít thần thông đều giống nhau như đúc, thôn xà lão đệ nếu chê bai đối với thần thông của Linh thú Thượng Nhân, nói không chừng sẽ rước lấy Hắc Nguyệt Tôn giả không vui, vậy không xong lạp. Hắc Nguyệt Tôn giả là người triệu tập và người trung gian của một lần đàm phán này, hơn nữa còn là một gã cấp nguyên anh, tin tức này lại khiến Lý Diệu trở nên do dự. Nếu muốn hiển lộ ra thân phận linh thú thượng nhân, người khác có lẽ không dám tới điều tra nghi ngờ, nhưng một cửa ải sư huynh Hắc Nguyệt Tôn giả này này, là vô luận như thế nào cũng không qua được. Chuyện này không giải quyết sạch sẽ, ngày sau nhất định để lại phiền toái nói không chừng sẽ ở thời khắc mấu chốt trở thành điểm yếu trí mạng của hắn lý diệu đành phải kiềm chế ý tưởng lập tức biến thân thúc giục cự mãng tiếp tục đi mấy ngày sau đó bọn họ luôn chạy đi trong núi rừng theo hoàng long kỳ và lệnh mộ binh của đại kiền vương hướng vào sâu trong rừng rậm phát ra lại có không ít tu sĩ vu man đến sẵn sàng góp sức các loại chiến kỳ hình thù kỳ quái càng thêm rêu giao hẳn lên lý diệu dù sao theo mạnh đa cổ tư đặc hai lão bánh quẩy trong tu sĩ vu man này lăn lộn giả bộ tư thái tuổi trẻ hăng hái, không phân phải trái, ngu ngốc, lại từ trong miệng hai người lừa ra được không ít tình báo. Chỉ tiếc, bọn họ đều là người nơi kém văn minh, tuyệt đại bộ phận tình báo trong bụng đều là một góc vu nam, đối với hiện trạng trung nguyên tu chân giới, hiểu biết thật sự không nhiều. Lý Diệu dùng ra toàn thân chiêu thức từ chỗ quá xuân phong học được, cũng chỉ từ trong miệng bọn họ lại lấy ra một tin tức quý giá. Một trăm năm trước, cổ thánh giới là có người tu chân hóa thần kỳ, nghe nói khi đó đại kiền vương triều và u vân thảo nguyên phân biệt xuất hiện một hóa thần tu sĩ tung hoành vô địch đánh đâu thắng đó không gì cản nổi hai người còn từng xảy ra một trận quyết đấu kinh thiên động địa không thể tưởng tượng tuy sau trận quyết đấu đó hai hóa thần tu sĩ đều không biết tung tích có người nói bọn họ song song mất mạng có người nói bọn họ phá vỡ hư không mà đi cũng có người nói bọn họ ở trong quyết đấu lĩnh ngộ thiên địa chí lý huyền diệu khó giải thích bế quan tu luyện vô luận như thế nào 100 năm thời gian đối với hóa thần tu sĩ mà nói thật ra không dài, hai người bọn họ vô cùng có khả năng còn lấy hình thái nào đó sinh tồn. Hơn nữa, 100 năm trước đã là hóa thần tu sĩ, lại trải qua trăm năm tu luyện, trời biết có thể cường đại tới trình độ nào. Lý Diệu đối với 100 năm cái điểm thời gian này là rất mẫn cảm. 100 năm trước, hai hóa thần tu sĩ ở trong quyết đấu đỉnh phong thần bí biến mất, cũng là 100 năm trước, cổ thánh giới hướng thiên nguyên, phi tinh hai giới gửi đi tín hiệu cổ quái giữa hai việc này sẽ tồn tại liên hệ nào đó không nhất định phải tìm được hai hóa thần tu sĩ này khuyên bảo bọn họ đứng về phía liên bang nếu hai tên hóa thần gia nhập quân viễn trinh liên minh đế quốc đả kích đối với liên bang liền quá lớn vừa nghĩ đến cảnh tượng hai tên hóa thần lão quái che giấu hành tung thẩm thấu đến thủ đô liên bang đại khai sát giới lý diệu liền nhịn không được ra đầu phát tê từng đợt huống chi hai tên hóa thần đều là nhân vật lãnh tụ tu chân giới lập trường của bọn họ vô cùng có khả năng quyết định lập trường của mấy trăm tên nguyên anh vô luận bọn họ nghiêng về một bên nào cũng sẽ mang đến phản ứng dây chuyền hậu quả không phải liên bang có thể thừa nhận lý diệu không khỏi âm thầm may mắn lúc trước đối với cần hay không thực thi một lần thăm dò phiêu lưu cực cao khoảng cách siêu xa như vậy còn có không ít dị nghị bây giờ xem ra may mắn mình đến đây còn có cơ hội thay đổi tất cả dọc đường đi nhanh người ngựa mệt mỏi chiêu thảo sứ lăng thủ kính và tử cực kiếm tông nữ kiếm tu lăng lan nhi đều đi ra gặp mặt các tu sĩ vu man. Lăng thủ kính còn tốt, tuy là quan to triều đình, bản thân lại có được tu vi kết đan kỳ sơ dai, nhưng đối với bọn họ đám man di vùng khỉ ho có gáy này, cũng không làm màu quá nhiều, phóng ra thủ đoạn, ra sức lung lạc. Nữ kiếm tu kim đan lăng lan nhi ngược lại có vài phần cao ngạo lạnh nhạt. Cô Trung Quy là đại cao thủ cấp kim đan, đến từ danh môn chính phái trung nguyên tu chân giới, đại bộ phận tu sĩ vu man đều tự mình hiểu lấy, có thể bắt chuyện với cô đôi câu, đã đủ hài lòng mấu chốt là lần này đại kiền đánh bạc vốn gốc đại quân lăng thủ kính mang đến trừ đao kiếm binh giáp chính là lượng lớn tinh thạch và pháp bảo chỉ cần tu sĩ vu man đồng ý góp sức cho triều đình mỗi người đều thắng lợi trở về trong lúc nhất thời sĩ khí tăng vọt có vài phần ý tứ thiên binh hạ phàm uy phong lẫm liệt nhưng lý diệu am hiểu quan sát đọc biểu cảm nhỏ bé từ cơ thịt khuôn mặt có rúng cùng con người có rút lại của lăng lan nhi lại nhìn ra cô có chút nôn nóng bất an cùng thấp thỏm lo âu thả ra tàu kiêu long đi nghe lén cô đối thoại với phụ thân mới biết được vốn từ cực kiếm tông còn có một đám cứu viện mạnh do một kiếm tu cấp nguyên anh dẫn dắt mấy ngày trước nên hội hợp với bọn họ rồi không biết vì sao mãi không tới đích tới của đại quân thành trấn quy mô lớn nhất vu nam hỏa lỗ đại trại lại là gần ngay trước mắt truy cập halayzi com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé rừng cây phía trước bỗng trở nên thưa thớt là bị một dòng sông lớn nước sông màu đỏ uốn lượn quét ra một mảng lòng chảo và đồng bằng cực lớn. Bên cạnh khe núi, một tòa thành lớn màu đỏ dựa vào núi mà xây, tất cả tường thành đều là dùng xích cương thạch toàn thân đỏ rực xây đắp thành, mơ hồ bốc lên hơi thở màu đỏ, có thể ngăn cách rắn rết côn trùng xâm nhập, lại không làm người ta cảm thấy nóng bức không chịu nổi. Xa xa nhìn lại, trời quang mây tạnh, rất có mấy phần hương vị muôn hình vạn trạng. Bên này là thành trại Hỏa Lỗ tộc, bộ tộc lớn nhất Vu Nam Ngũ Lộ, cũng là trung tâm kinh tế, chính trị cùng quân sự đại kiền vương triều thẩm thấu ở Vu Nam trình độ sâu nhất, trình độ giáo hóa cao nhất. Giờ phút này, hai bên hỏa lỗ thành trại, cách nhau hơn 10 dặm, lại là doanh chứng liên miên, chiến kỳ phấp phới, phân biệt đóng quân một mũi đại quân man tộc đủ mọi màu sắc, hình thù kỳ quái. Bên này là quân trận của hai anh em hỏa vô kỵ và hỏa vô cữ. Hai người chiến đấu quấn chân nhau nửa năm, lại là ai cũng không làm gì được ai, đã sớm sức cùng lực kiệt, đấu tiếp, chỉ sợ toàn bộ hỏa lỗ bộ tộc đều phải sụp đổ, không còn tồn tại. Lại thêm đại vua Hắc Nguyệt Tôn Giả uy vọng cao nhất trăm tộc vu Nam, ra mặt hòa giải, hai người lúc này mới không cam tâm tình nguyện tạm thời bãi binh. Lại là âm thầm, phân biệt hướng chỗ dựa sau lưng mình, đại kiên và quỷ tần cầu viện, chờ cường viện tới, lại chơi một trận lớn. Giờ phút này, man binh hai bên tuy ngừng chiến, nhưng trên bầu trời lại có ba năm bảy tu sĩ vu man đánh nhau. Khói độc muôn hồng ngàn tía bay loạn, trướng khí màu sắc sặc sỡ tràn ngập, thỉnh thoảng có các loại yêu thú giữ tận dương nanh múa vuốt, trông rất đẹp mắt. Đây đều là tu sĩ Vu Man hai bên Hỏa Vô Kỵ và Hỏa Vô Cữ mời tới. Tu sĩ Vu Man ở một góc, không có qua lại nhiều với trung nguyên tu chân giới, ngược lại là ân oán khúc mắc với nhau quá sâu, vì tranh đoạt dân cư, tài nguyên cùng động thiên phúc địa ít đến đáng thương của Vu Nam, thường thường sẽ kết mối thù không đợi trời chung. Nếu một đôi kẻ thù vừa lúc phân biệt bị Hỏa Vô Kỵ cùng Hỏa Vô Cữ mời đến, chia ra trận doanh khác nhau, tự nhiên là kẻ thù gặp mặt, hết sức đỏ mắt, lập tức đánh nhau to lại không phải vì đứng ở bên đại kiền hay là quỷ tần đại đạo chi tranh như vậy, thuần túy là chặt đứt thủ oán riêng mà thôi. Khi Lý Diệu lẫn vào trong đại quân đi vào, vừa lúc nhìn thấy một tu sĩ vu man dữ tợn, khủng bố quanh thân bao trùm da rắn màu vàng, như cự mãng, bị một kiếm của đối thủ chặt mất nửa cánh tay, ở giữa không trung máu tươi phun tung tóe, hú lên quái dị ngã xuống. Lập tức từ trận doanh hỏa vô kỵ liền có mấy chục tên man binh lao ra, ba chân bốn cẳng đem hắn nâng về trận doanh bên ta mà trong trận doanh bên ta cũng chuyển đến từng đợt tiếng xôn xao ồ ồ trong quân trận hỏa vô cữu đối diện lại là huyên náo vang trời chống trận vang loạn âm thanh ủng hộ vang vọng mấy chục dặm xung quanh ồ ngay cả kim hoàn lão tam cũng thua rồi sao còn cụt một cánh tay Hi hi, ngày lành của hắn cũng coi như đến cuối rồi mạnh đa và cổ tư đặc hai tu sĩ vu man vui sướng khi người gặp họa không bởi vì kim hoàn lão tam và mình là cùng một trận doanh liền sinh ra chút nào cùng chung mối thu ý thôn xà lão đệ, nhìn thấy tảng đá đen bên kia chưa? Đó là hắc thạch đại lôi đó, tu sĩ vu man chúng ta muốn thanh danh lên cao, một bước lên trời, không thiếu được phải đi lên hắc thạch đại lôi một chuyến. Mạnh đa và cổ tư đạc mặt mày gian rảo nói, hôm nay chỉ là đánh nhỏ quậy nhỏ, không coi là so đấu thật sự, đợi ba ngày sau hắc thạch đại lôi chính thức bắt đầu, người nếu có thể ở bên trên liên tục thắng người trận, cam đoan mỗi một bộ tộc vu nam đều sẽ biết đại danh của lão đệ ngươi. Lý diệu nhíu mày, trong lòng có chút giờ khóc giờ cười, cái gọi là hắc thạch đại lôi, lại là một khối đá đen lớn cực kỳ đột ngột bên cạnh hỏa lỗ thành trại, bên trên trơn nhẵn như bàn, dài rộng lại tới 7-80 mét. Nghe nói, trăm tộc vu man có tranh cãi gì không hóa giải được, đều sẽ lên hắc thạch đại lôi, ở dưới điều kiện tương đối công bằng, dùng nắm đấm, đao kiếm và khói độc để giải quyết. Mà lần này giữa hỏa vô kỵ và hỏa vô cữu, về tranh chấp vị trí hỏa lỗ tộc trưởng rốt cuộc hoa rơi nhà ai, lại phải dùng bách thắng đại lôi thanh thế lớn để quyết định. Cái gọi là bách thắng đại lôi, chính là hai bên đều tự phái ra mấy trăm kiêu tướng cao nhân, từng người ra sân quyết đấu, người thắng tiếp tục ở lại, kẻ thua đuổi khỏi sân, xa luân chiến như thế, thẳng đến lúc một bên nào đó lấy được trăm trận thắng lợi đầu tiên, coi như thắng lợi cuối cùng. Vì phòng ngừa một bên nào đó mời một siêu cấp cao thủ, như là đỉnh phong cường giả Kim Đan, Nguyên Anh, xuất hiện trường hợp buồn cười lấy một địch trăm, quy củ bách thắng đại lôi là, một cao thủ nhiều nhất chỉ có thể thắng liên tiếp 10 trận thì không thể xuất chiến nữa. Cho dù Nguyên Anh lão quái, nhiều nhất cũng chỉ có thể giúp bên ta thắng được 10 trận thắng, 90 trận còn lại vẫn cần nhờ chiến hữu khác cố gắng. Nhưng, Bách Thắng Đại Lôi còn có một quy củ, cho phép thua không cho phép hàng, cũng không có cái gọi là bỏ quyền, nếu muốn bỏ quyền, vậy coi như hoàn toàn thua. Nói cách khác, nếu một bên trong đó thật sự phái một nguyên anh lão quái ra sân, đối diện biết rõ không địch lại, cũng phải trước sau phái ra 10 chiến sĩ đi chịu chết, trả giá 10 cái mạng mới có thể đem nguyên anh đối phương tiêu hao xuống sân. Đây là quy tắc trò chơi tương đối tàn khốc nhưng đối với một tuyệt thế cường giả ra sân mà nói, lại cũng tính là đúng mức. Cho nên, bách thắng đại lôi kiểm tra không phải chiến lực cá nhân cao thấp, mà là thực lực chỉnh thể của một thế lực, bao gồm có thể đẩy ra mấy chục tử sĩ thấy chết không sờn, đi tiêu hao cao thủ tuyệt đối không có khả năng bị chiến thắng của đối phương. Mạnh đa và cổ tư đặc thổi phòng Lý Diệu có thể lấy được 10 trận thắng liên tiếp, đó là lại đang bắt nạt hắn ngốc ngách vô tri lấy hắn tiêu khiển. Không biết, đáy lòng Lý Diệu cũng đang âm thầm tự diễu muốn khen kên lý diệu hắn tung hoành vũ trụ mấy chục năm từng đấu đá với tiêu huyền sách bạch tinh hà kim đồ dị lữ túy cao nhân đa mưu túc trí trí kế bách xuất như vậy hôm nay thế mà lại bất đắc trí đến mức đánh cái gì lôi đài với một đám dã nhân lý diệu ghét nhất phải đánh cái quỷ gì lôi đài vừa dài vừa thối người nếu luận võ chọn rể còn chưa tính quân quốc đại sự tính mạng mấy trăm ngàn vạn người thế mà muốn ở trên lôi đài quyết định thật sự là chuyện cười xem ra đánh giá đối với chỉ số thông minh của dân bản xứ cổ thánh giới lại phải điều chỉnh xuống một cấp số vu man dã nhân thích võ đài thì thôi đường đường chiêu thảo chế chí sứ cũng mù quáng tham gia theo thật sự là vớ vẩn tuyệt luân lý diệu tương đối phản cảm hạ quyết tâm hắn mới không ra sân đi làm siếc khỉ muốn đánh võ đài các người chậm rãi đánh đi chờ sau khi hắn thăm dò rõ chi tiết của hắc nguyệt tôn giả lại tính toán tiếp phương diện hỏa vô kỵ vừa rồi tổn hại một viên đại tướng chính là lúc sĩ khí hạ thấp bỗng chuyển đến tin tức quân đội vương triều đến sĩ khí lại chợt tăng lên chỉ một lát vài tên man tộc cưỡi trâu to đen như mực chạy vội ra một con trâu to dẫn đầu còn chưa đứng vững một thanh niên mặc áo bò rộng tay áo lớn ăn mặc không khác gì sĩ tử trung nguyên chỉ là sắc mặt có chút đen liền lăn xuống quân đội vương triều quân đội vương triều rốt cuộc đến rồi lăng đại nhân người này tự nhiên là hỏa vô kỵ đứng ở bên đại kiền Vu Nam Ngũ Lộ chiêu thảo chế trí sứ lăng thủ kính từ trong đám người lao ra, ân uy cùng sử dụng một phen với hỏa vô kỵ, người hát ta khen hay, chấn an bơm hơi. Lý Diệu lại không có tâm tư nghe bọn họ nói nhảm, đem thị lực vận chuyển tới cực hạn, xen lẫn một luồng thần niệm, hướng doanh trướng đối diện ngoài mười dặm nhìn lại. Lại thấy đối diện trên một ngọn đồi nhỏ, có một thanh niên diện mạo sắp xỉ hỏa vô kỵ, lại mặc đồ vu man bản địa, cưỡi một dị thú giống ngựa nhưng không phải ngựa, giống sói mà không phải sói, lại mang theo vài phần thần vận giao long, cùng vài tên kỵ sĩ bên người cùng nhau hướng nơi này dõi nhìn. Vài tên kỵ sĩ này thân hình cao lớn, làn da hơi có chút ngả vàng, xương gò má nhô lên cao cao, trên vành tay đeo vòng vàng to nhỏ, trên mặt che kín nếp nhăn gió lạnh xé rách, hình dung kỳ vĩ, không chung một lộ số với thổ man Tây Nam. Bọn họ mặc giáp nhẹ ra yêu thú thô giáp lại thực dụng, sau lưng cắm chéo một cây trường cung màu đen đậm, dù chưa cài dây lại mơ hồ tản mắt ra một hơi thở tanh máu ngay cả lý diệu ngoài vài dặm cũng có thể rõ ràng cảm giác được đó nhất định chính là hỏa vô cữu cùng với người quỷ tần ủng hộ hắn lý diệu như có hứng thú quan sát bảy người đứng ở bên cạnh hỏa vô cữu đều là tu sĩ quỷ tần quanh thân lượn lờ linh khí người tu chân cổ thánh giới tựa như không quá hiểu đạo lý tàng hồn liễm khí áp chế cảnh giới thường thường mình có bao nhiêu tu vi thì phô trương phóng ra cuồn cuộn không ngừng tiêu hao thiên địa linh khí nhưng cũng bại lộ thực lực của mình đây cũng là bệnh chung của thế giới cổ tu thực lực bảy tên tu sĩ quỷ tần này cũng không tính là mạnh nằm giữa luyện khí cùng trúc cơ nhưng lý diệu từ trên người bọn họ lại cảm nhận được một hơi thở sát phạt chiến trường phi thường nồng đậm bọn họ giống như quân nhân thiên truy bách luyện thấy chết không sờn hoàn toàn khác người tu chân bình thường chưa trải qua huấn luyện quân sự hóa thời gian dài khí chất quân lính tản mạn chỉ bảy tên khinh kỵ binh phân tán ở trên ụ núi nhỏ, đã mơ hồ sắp hàng thành một chiến trận sắc bén, tản mát ra khí thế của thiên quân vạn mã. U Vân Quỷ Tần, quả nhiên có vài phần môn đạo, trách không được có thể địa vị ngang với Đại Kiền. Lý Diệu âm thầm tán thưởng. Lúc này, Lăng Thủ Kính và Hỏa Vô Kỵ lời trường hợp cũng nói sắp xong rồi, từ trong hỏa lỗ thành trại lượn lờ mây lửa, lại bay ra một mảng lớn linh khí mây đen thanh thế to lớn, trên đám mây một người trung niên mặc áo bào đen, miệng vuông mặt to, tướng mạo đường đường đứng thẳng là Hắc Nguyệt Tôn giả, mạnh đa và cổ Tư Đạc hai tu sĩ vu man ở bên cạnh Lý Diệu kêu lên quái dị. Hắc Nguyệt Tôn giả là tu sĩ Nguyên Anh, càng là đại vu pháp lực mạnh nhất Vu Nam mũ lộ, được vô số man tộc ngu muội vô tri coi như thần ma mà sùng bái. Hắn vừa xuất hiện, ngàn vạn man binh cùng vu tu vô luận trận doanh hỏa vô kỵ hay là hỏa vô cữ, hết thảy quỳ xuống quỳ bái, trong miệng phát ra gầm rú cùng nhiệt mơ hồ không rõ. Lý Diệu mắt, tâm tư xoay chuyển cực nhanh, thân là sư huynh của Linh Thú Thượng Nhân hắc nguyệt tôn giả chỉ sợ là chướng ngại lớn nhất cho thân phận giả mạo của hắn tự nhiên phải quan sát kỹ một phen hắc nguyệt tôn giả chậm rãi hạ xuống ở phía trước đại quân hai mắt thâm trầm như biển trên khuôn mặt trắng bạch nhìn không ra chút biểu cảm nào hắn là nguyên anh lão quái thân phận tôn sùng vô cùng ngay cả nữ kiếm tu kim đan lăng lan nhi đến từ thiên hạ đệ nhất kiếm phái tử cực kiếm tông cũng không thể không chui ra khỏi màn xe cung kính chào hắn vãn bối tử cực kiếm tông lăng lan nhi thay gia sư thiên thanh tử hướng hắc nguyệt tôn giả vấn an. Gia sư nói, từ 20 năm trước ở San Hà Phong gặp mặt tiền bối, phẩm kiếm luận đạo, được lợi không phải là ít, 20 năm qua thường xuyên nhớ tới, hy vọng tiền bối khi nào có thể tới tử cực kiếm tông, làm trên dưới tệ tông, đều có thể lãnh hội phong thái cao thủ vu nam. Lăng lan nhi vái thật sâu chấm đất, hành đại lễ. Hắc nguyệt tôn giả mỉm cười, thanh âm ôn hòa thuần hậu, không có chút khẩu âm vu man tây nam như dòng suối veo trong núi dễ nghe êm tai lăng tiểu hữu mau mau đứng lên ngươi là kim đan kiếm sĩ trẻ tuổi nhất tử cực kiếm tông mấy trăm năm qua danh tiếng to lớn ngay cả ta ở lâu tây nam cũng thường xuyên nghe được kiếm vua trăm binh khí tử cực kiếm tông cũng là tôn sư kiếm đạo thiên hạ ta sớm đã có ý muốn đi quý phái quấy dày nhưng luôn bị việc thế tục quấn thân không tách ra được còn mong tôn sư thiên thanh tử thứ lỗi nghe nói hắn thoáng đè thấp thanh âm nói, hôm nay Bắc Địa Phong Vân tụ hối, cao thủ tập hợp, muốn tái hiện việc trọng đại ngàn năm trước, là một lần đại hội đấu pháp luận kiếm, quyết định khí vận thiên hạ thay đổi triều đại. Ta tuy là một dã nhân nơi kém văn minh sinh trưởng ở nơi vu man chứng khí, nhưng cũng có tâm muốn đi quan sát phong thái thiên hạ anh hào, chỉ tiếc không quen cảnh vật con người Trung Nguyên Si, nói không chừng đến lúc đó còn phải nhờ quý phái dẫn kiến thay. Câu này hàm nghĩa cực sâu, cẩn thận nghiền ngẫm, mơ hồ có ý tứ đứng ở bên đại kiền tu chân giới, thậm chí kết minh với tử cực kiếm tông. Lăng Lan Nhi vui mừng quá đỗi, lại thi đại lễ, đang muốn nói chuyện, Hắc Nguyệt Tôn giả lại mỉm cười khoát tay áo, quay sang bên Lăng Thủ Kính, "Lăng đại nhân." Lăng Thủ Kính tuy cũng là kết đan tu sĩ, nhưng hắn là quan to triều đình, lần này đến là lấy thân phận đại kiền thiên sứ, mà không phải thân phận người tu chân. Cho nên, Lăng Thủ Kính phải đợi Hắc Nguyệt Tôn giả hướng hắn vấn an trước, lúc này mới chắp tay chào. Lăng Đại Nhân, cục diện bây giờ ngài cũng thấy rồi, Hắc Nguyệt Tôn giả chỉ chỉ hai bên man binh phía sau phân loại, ở hai bên hỏa lỗ thành trại, Dương cung bạt kiếm, cười khổ nói, 30 năm trước, ta từng vân du tứ hải, kiến thức đại kiền rộng lớn giàu mạnh và trung nguyên tu chân giới sâu không lường được, Vu Nam ngũ lộ chúng ta chỗ xa xôi, người thưa, dân trí chưa mở, ở trước mặt đại kiền, chẳng qua là một hạt cho bụi nho nhỏ, chỉ cần nhẹ nhàng hắt xì một cái, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Với ta mà nói, là một ngàn một vạn cũng không dám đối địch với đại kiền, nguyện ý vĩnh viễn là bức tường tây nam đại kiền vĩnh cố sông núi vu nam chẳng qua đại kiền tuy cường đại u vân quỷ tần lại cũng không yếu những năm gần đây u vân tu sĩ lục tục xuất hiện ở vu nam cưỡng bức lợi dụng vừa đấm vừa xoa đối với bộ lạc chúng ta có số rất ít bộ lạc không thể chịu được đối phương ăn mòn đe dọa chuyển hướng quỷ tần ta cũng không thể làm gì được ta cũng từng đi các bộ lạc đó khởi binh vấn tội nhưng người ta phản bác lại một câu ta liền không còn gì để nói người ta nói bọn họ đều là con dân đại kiền hiếu thuận vốn cũng không muốn quay sang đầu nhập quỷ tần chẳng qua có chút nào không theo người quỷ tần sẽ đại khai sát giới mà quân đội vương chiều lại ngoài tầm tay với không thấy bóng dáng trung quy không thể chờ mắt nhìn tộc nhân mình bị giết hết chứ ta tuy là một tên nguyên anh nhưng thế đơn lực cô quỷ tần tu sĩ kết đàn kết đội rơi đốt cầm gậy mà đến dựa vào một mình ta làm sao có thể bảo hộ trăm tộc vu nam chứ cho nên việc hôm nay mới có thể ầm ý đến mức như vậy ta cũng chỉ có thể khuyên bảo hai huynh đệ hỏa vô kỵ và hỏa vô cữu, tạm thời bãi binh, chờ thiên binh quân đội vương triều đến, chủ trì công đạo, hổ thẹn, hổ thẹn nha. Dù sao, xin lăng đại nhân yên tâm, tuyệt đại bộ phận trong trăm tộc vu nam, vẫn là lòng hâm mộ vương hóa, hướng về triều đình, chẳng qua là sợ hãi dâm uy quỷ tần, mới không thể không nén giận, lá mặt lá trái mà thôi. Chỉ cần ba ngày sau trên hắc thạch đại lôi, chúng ta có thể hoàn toàn áp chế quỷ tần tu sĩ, vậy bản thân ta trở xuống, Vu Man trăm tộc tự nhiên vẫn kiên quyết đứng về bên triều đình. Hắc Nguyệt Tôn giả cũng là nhân vật lợi hại, nói đều là lời nói thật. Dù sao Vu Nam Ngũ Lộ chỉ là một quả trứng gà nho nhỏ, Đại Kiền và Quỷ Tần hai tảng đá cứng rắn này, bọn họ ai cũng không thể trêu vào, đành phải mời hai tảng đá cứng phân ra cao thấp trước. Tựa như vì xác minh Hắc Nguyệt Tôn giả bất đắc dĩ, hắn còn chưa dứt lời, từ trong trận doanh hỏa vô cữu đối diện, lại lao ra mấy chục tên tu sĩ Vu Man và ba Quỷ Tần lang kỵ hóa thành một đầu mũi tên, lao thẳng về phía chiêu thảo đại quân, lại đứng cách bọn họ một mũi tên, diễu võ dương oai, lớn tiếng rít gào, hoàn toàn không đem thiên uy triều đình để vào mắt. Hắc Nguyệt Tôn giả vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn lăng thủ kính, ta tuy ở Vu Nam có chút danh vọng nho nhỏ, nhưng những kẻ trời xanh tính điêu ngoa, kiệt ngạo bất tuân này thật sự cứng cổ không nghe ta, ta trung quy không thể động cái là giết tới, giết máu chảy thành sông, chó gà không tha chứ. Lăng thủ kính mặt đầy xương lạnh, quay đầu nhìn gia đình Huyền Hổ Thiết vệ quanh mình, trầm giọng nói: Phương Đại Trung, Tả Thiên Quân, cắt đầu mấy tên quỷ tần trở về. Cái gọi là gia đình, không phải là tạp dịch ở nhà tưới hoa quét rác, mà là tử sĩ dũng mãnh từ nhỏ bồi dưỡng. Tiêu số tiền lớn đập ra, chỉ biết có lăng ra, không biết có thiên tử. lập tức có mấy tên tiên phong vẻ mặt âm lạnh, linh khí cường đại vượt đám người kia mà ra, chiến đao nhuốm máu ở trong vỏ đao phát ra tiếng hổ gầm bụng đói kêu vang. Lý Diệu ban đầu tránh ở trong đám người xem kịch vui thình lình bên cạnh không ít lão bánh quẩy trong tu sĩ vu man đều huyên náo hẳn lên khuyến khích bọn họ đám nhị lăng tử ngu ngốc này đi ra ngoài chơi trước một trận xem ra tu sĩ vu man bên này cùng trong tu sĩ vu man bên kia lao tới không ít người đều có mâu thuẫn cực sâu lại là muốn mượn đao giết người làm mất mặt đối thủ rồi nói sau trong lòng lý diệu thầm mắng hận không thể đạp mạnh đa và cổ tư đạc hai cước có ý có đầu rút cổ không ra nhưng lúc hắn ở đoạn đầu nhai ra sân đã tạo hình tượng tứ chi phát triển đầu óc đơn giản. Mắt thấy đại bộ phận tu sĩ Vu Man đều cợt nhà hướng hắn ồn ào, ánh mắt lăng thủ kính, lăng lan nhi, hắc nguyệt tôn giả và hỏa vô kỵ đều quét đến trên người hắn. Hắn cũng chỉ có thể kiên trì, kêu quái dị oa oa, thúc giục cự mãng dưới khố, cùng mấy chục tu sĩ Vu Man và một đám huyền hổ thiết vệ khác sốt ruột lập công, cùng nhau xông ra ngoài. Hai chi quân đội đông nghìn nghịt, hỗn loạn, hình thù kỳ quái, không chút kết cấu hung hăng lao vào nhau. Lý Diệu lại là cố ý tìm tới ba gã quỷ tần lang kỵ. Đến cũng đến rồi, hắn tự nhiên cần nhân cơ hội kiểm tra một phen cân lượng của người quỷ tần. Bá, Bá thanh khoái đao huyễn hóa ra ánh đao dài 4-5 mét, từ đỉnh đầu hắn suýt soát xẹt qua, chặt đứt mấy sợi tóc của hắn. Chiến đao người quỷ tần luyện chế không tệ, ít nhất có thể giúp linh năng bọn họ lao ra ngoài cơ thể 4-5 mét, cũng tụ mà không tan, là cổ pháp bảo tiêu chuẩn khá cao. Càng làm Lý Diệu kinh ngạc hơn là vật cưỡi của bọn họ, yêu thú được xưng long lang. Loại yêu thú này dung hợp lực xung phong của chiến mã và sói đói hung tàn, còn mơ hồ mang theo một tia uy áp giao long. Mặc dù nhìn thấy cự mãng dưới khố lý diệu cũng không sợ, ngược lại mở ra cái mồm to như chậu máu, hướng đầu của cự mãng hung hăng cắn tới. Yêu thú khá tiên tiến, đã mơ hồ mang theo vài phần bóng dáng sinh hóa chiến thú, không biết là người quỷ tần tự mình nghiên cứu phát triển ra kỹ thuật sinh hóa, hay là chiếm được sinh hóa truyền thừa của thời đại hồng hoang. Lý Diệu một lần nữa tránh một thanh chiến đao cắt, cự mãng hung hăng lắc đầu, đem một kỵ sĩ đối phương húc lào đảo, nhân cơ hội quay đầu bỏ chạy. Vù, vù, vài đạo linh năng cường đại lượn lở, uy lực có thể so với viên đạn mũi tên tinh thạch từ bên người hắn xẹt qua, ở hai bên hắn ầm ầm phát nổ, đem hắn nổ mặt xám mày cho. Đám đông tu sĩ vu man phát ra một đợt tiếng cười quái dị. Lăng thủ kính, lăng lan nhi, hỏa vô kỵ và hắc nguyệt tôn giả lại là mắt sáng ngời. Kẻ này thực lực tương đối không tầm thường, lăng thủ kính nói với hắc nguyệt tôn giả là không tệ hắc nguyệt tôn giả mỉm cười không biết đang nghĩ cái gì chỉ nháy mắt trên chiến trường bùng nổ ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết rốt cuộc thấy mạng người hai bên đều tự cắt lấy mấy cái đầu của đối phương dần dần thoát ly tiếp xúc bởi vì ba gã quỷ tần lang kỵ lãng phí rất nhiều thời gian ở trên người lý diệu huyền hổ thiết vệ có thể đại khai sát giới tuy không cắt được đầu người quỷ tần lại một mình chém giết vài tên tu sĩ vu man thắng lợi trở về, nhất thời nhắc lên từng đợt ủng hộ, chiến ý cất cao. Ngày mai ngay tại trước trận cử hành đại điển sắc phong, chính thức sắc phong người làm Vu Nam thổ ti của Đại Kiền ta, vì Đại Kiền ta thủ hộ bức tường tây nam, vĩnh cố non sông. Lăng thủ kính nói với hỏa vô kỵ, không đợi hỏa vô kỵ cảm động đến rơi nước mắt, ánh mắt sắc bén lại hướng trận doanh đối diện bắn đi, thanh âm ẩn chứa linh năng, chấn động phạm vi vài dặm, thiên triều đại quân đã tới, ít ngày nữa còn có cường viện tới, ba ngày sau trên bách thắng đại lôi nhất định khiến lũ sâu bọ không phục vương hóa kia, hết thảy hóa thành bột phấn. Trong lúc nhất thời, trận doanh hỏa vô kỵ hoan hô nhảy nhót, trận doanh hỏa vô cữ lại lặng ngắt như tờ, sĩ khí ngã xuống đến cực điểm. Hắc Nguyệt Tôn giả nheo mắt, yên lặng quan sát linh khí đám người lăng thủ kính cùng với quân dung huyền hổ thiết vệ, không biết đang nghĩ cái gì. Lý Diệu lại là mặt xám mày cho ngồi xổm một bên, lạnh lùng đánh giá hắn, hơi động tâm, tựa như ngửi được một tia khí tức âm mưu. Vào đêm, ngoài hỏa lỗ thành trại, đại quân lăng thủ kính mang đến, đã dựng lên doanh chứng liên miên phập phòng. Huyền hổ thiết vệ và man binh bản địa cùng nhau, ở dưới hừng hực lửa trại, hưởng thụ tiệc rượu của hỏa vô kỵ, một mặt đón gió tẩy trần cho quân đội vương triều, một mặt khác lại là khao kẻ sĩ ban ngày chém giết trung dũng quả cảm. Rượu mạnh, heo nướng, giã hỏa, cô gái man tộc tràn ngập phong tình dị tộc vừa múa vừa hát, không khí nhiệt liệt đến cực điểm. Dầm, dầm, dựa qua ba tuần đồ ăn qua năm món khi tất cả mọi người đều mặt đỏ tai hồng nhiệt huyết sôi trào tráng hán trong huyền hổ thiết vệ nâng lên mấy chục cái dương gỗ lớn nặng nề dùng búa đập vỡ khóa sắt đạp đổ vô số vàng bạc châu báu tinh thạch linh quặng thiên tài địa bảo đều từ bên trong phân tán ra bảo vật muôn màu sặc sỡ linh khí bức người làm toàn bộ tu sĩ vu man đều hai mắt đăm đăm nhịp tim hầu như dừng lại các vị đều là trung thần liệt sĩ đại kiền ta lời khác cũng không cần nhiều lời lăng thủ kính được mấy cốc rượu mạnh từ trung nguyên mang đến xuống bụng khí chất hoàn toàn khác với ban ngày tràn ngập sát khí lạnh lẽo tung hoành xa trường quả thực như một con hổ đứng thẳng lên giống người hắn trầm giọng quát những tinh thạch pháp bảo linh đan thần dược này còn có các loại thần thông bí pháp đã không xa ngàn dặm khiêng đến vu nam thì không nghĩ tới lại vất vả khiêng về nữa ba ngày sau bách thắng đại lôi tổng cộng dự bị phải có 300 người tham gia huyền hổ thiết vệ chúng ta ra 100 người 200 dũng sĩ còn lại, lại cần từ trong các vị chọn lựa. Ngày mai bắt đầu, sẽ ở trong các vị chọn 200 dũng sĩ mạnh nhất, toàn bộ tinh thạch, pháp bảo cùng công pháp trước mặt các ngươi, đều do 200 dũng sĩ này chia đều. Đây chỉ là khao thưởng trước cuộc chiến. Chờ lúc các ngươi ở trên Bách Thắng đại lôi, lại có biểu hiện xuất sắc, còn có ban thưởng nhiều hơn mấy lần. Các vị tuy sinh ở đất Vu Nam chứng khí, nhưng đều là vô song quốc sĩ đại kiền ta, chỉ cần các vị trung thành và tận tâm đối với đại kiền, Đại Kiền là sẽ không bạc đãi mọi người. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mấy thùng lớn tinh thạch, pháp bảo và thần binh lợi khí trồng chất một chỗ, như một ngọn núi báo lập lòe tỏa sáng, ở dưới cây đuốc to bằng cánh tay chiếu rọi, càng thêm biểu hiện ra hào quang lóa mắt đẹp mắt như bụi gai thủy tinh. Một ngọn núi bảo vật to như vậy, 200 tu sĩ vu man chia đều, nếu ở trên bách thắng đại lôi có thể thắng mấy trận, còn có khao thưởng càng thêm hậu hĩnh. Lý Diệu đã nghe được không ít tu sĩ vu man đổ nước miếng ào ào, bọn họ tuy sở trường nuôi rắn dưỡng quỷ, phun ra nuốt vào trứng khí, ở vùng khỉ ho có gáy này độc bá một phương, nhưng các bảo vật hoa mỹ cùng tinh thạch tinh thuần đến từ thiên triều thượng bang, đừng nói chưa bao giờ gặp, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe nói. Lý Diệu thờ ơ lạnh nhạt, ngay cả hai lão bánh quẩy kia, mạnh đa cùng cổ tư đạc, cũng tránh không được con mắt đảo loạn, hít thở dồn dập, từng hoa văn đỏ từ cổ bò lên bên tai, hiển nhiên là bị tiền tài giao động tâm thần. Nếu không phải trước núi bảo vật, có huyền hổ thiết vệ sát khí lạnh lẽo, linh khí lượn lờ cầm đao chấn thủ, mà nữ kiếm tu kim đan lăng lan nhi kia lại ở phía sau lạnh lùng nhìn bọn họ. Lý Diệu nhắm chừng không ít tu sĩ Vu Man trực tiếp lao lên rồi. Lập tức, tu sĩ Vu Man người người anh dũng, mỗi người dẫn đầu, đều đem ngực vỗ ầm ầm, bọ cạp lớn, rắn độc cùng các loại dị thú kia càng dương nanh múa vuốt, quỷ khóc sói chu vang tận mây xanh, bảo đảm ngay cả quân chướng hỏa vô cữu cách mười mấy dặm cũng có thể nghe được. Không ít tu sĩ Vu Man tranh nhau, giờ phút này chỉ muốn gia nhập hàng ngũ 200 dũng sĩ. Lăng thủ kính lại cười ha ha, ra hiệu mọi người an tâm một chút chớ vội, bản xứ mới đến. Đối với thủ đoạn của các vị anh hùng Tây Nam đều chưa lĩnh giáo, giờ phút này vô luận chọn ai, đối với mọi người đều là bất công. Ngày mai bắt đầu, còn có 3 ngày thời gian, chúng ta liền ở trong quân luận bàn tỉ thí. Mọi người ở trước mắt bao người thể hiện thủ đoạn, đều hiền thần thông, ai cao ai thấp, đều không có gì để nói. Các vị cho rằng có được không? Đến, hôm nay không nói chuyện binh đao chỉ uống rượu chúng ta từ thần đô xa xôi vạn dạm mang đến lăng tiêu túy còn đây là thiên tử ban thưởng triều đình ân điển mọi người không say không về ở trong từng đợt tiếng hò hét thật to đám đông huyền hồ lực sĩ lại khiêng ra từng thùng rượu ngon tản ra mùi thơm nồng đậm rót vào trong cốc rượu sừng châu riêng biệt của vu nam lại là đậm tới mức như mật đường đặc biệt một thùng rượu sắp đổ hết một tia cuối cùng treo ở trên mép dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng liên miên không dứt như vĩnh viễn rót không hết Đám đông man nhân nhìn thấy mà con mắt cũng sắp nhảy ra khỏi hốc mắt, nhảy đến trong cốc rượu đi tắm rửa một lần thật kỹ. Mọi người lập tức như cá voi hút nước, hô to gọi nhỏ, điên cuồng uống say không còn biết gì, chỉ một lát đã say như bùn nhão, tiếng ngáy vang lên liền mạch. Lý Diệu cũng đem Lăng Tiêu Túy nuốt vào ngụm lớn. Một báo động mơ hồ sâu trong não vực, lại khiến hắn bắt đầu cẩn thận phân tích đối với thành phần rượu. Quả nhiên, trong rượu có thành phần thuốc mê cực mạnh nếu không các tu sĩ vu ma này, không có khả năng nhanh như vậy đã say ngã. Nhưng hiệu quả gây mê tuy mãnh liệt, tính chất lại tương đối ôn hòa, sẽ không tạo thành chút tổn thương nào đối với thân thể con người, sáng sớm ngày mai là có thể tỉnh lại. Vu Nam ngũ lộ chiêu thảo chế trí sứ lăng thủ kính này, không đơn giản nha. Lý Diệu lại chưa từ trên người lăng thủ kính cảm giác được một chút ác ý nào. Huống chi các tu sĩ vu ma này đều là đứng về phe triều đình, trừ phi lăng thủ kính muốn phản bội đến trận doanh quỷ tần, nếu không vô luận như thế nào cũng không có khả năng bất lợi đối với các tu sĩ vu man này. Lý Diệu dứt khoát cũng giả bộ say mềm, như một bãi bùn nhão sụi lơ trên mặt đất, lạnh lùng quan sát hành vi của lăng thủ kính. Tiệc rượu kéo dài khoảng 2-3 canh giờ, còn chưa có ý tứ ngừng lại. Lý Diệu chú ý, sau khi lượng lớn tu sĩ vu man đều say ngã, lại trà trộn vào rất nhiều binh sĩ vu man bình thường dưới chứng hỏa vô kỵ, thay thế các tu sĩ vu man này, tiếp tục uống rượu mua vui, lớn tiếng huyên náo, mà không ít tu sĩ Vu Man bao gồm hắn ở trong, đều bị Huyền Hổ Thiết Vệ nâng đến sâu trong quân doanh, trong một lều lớn gia châu nhìn như bình thường. Có người cậy miệng của hắn, hướng trong miệng hắn cho vào một ít chất lỏng nóng bỏng vừa tanh vừa chua, khó có thể nuốt xuống. Lý Diệu dùng cuống lưỡi hấp thu vi lượng thành phần, tinh tế phân tích, phát hiện là thuốc kích thích độ hưng phấn thần kinh, làm người ta từ trong gây mê nhanh chóng thức tỉnh. Lập tức dùng sức ho khan vài tiếng, từ từ tỉnh lại, cực kỳ mê mang nhìn bốn phía không khí tiệc rượu điên cuồng uống say không còn biết gì không còn sót lại chút gì đây là một ngôi liều lớn lạnh lẽo tràn ngập mùi máu tươi ngay cả cây đốt hừng hực thiêu đốt quanh liều lớn cũng tản mắt ra hào quang màu xanh lam đậm lạnh như băng nơi ánh sáng màu lam tới gương mặt mọi người đều phát xanh trắng bệch như là xác chết lăng thủ kính vừa rồi còn vẻ mặt ôn hòa thậm chí có chút hành vi phóng đãng giờ phút này lại mặc một bộ xích hổ thôn kim khải hai cây bát giác kinh thần giản giao nhau ở sau lưng ngồi vắt chân chễm chệ ở trung ương quân trướng, mặt không biểu cảm, như làm từ kim loại, lạnh lùng nhìn bọn họ chằm chằm. Xung quanh là hai ba mươi tên huyền hổ thiết vệ như sói như hổ, tất cả đều là người tu chân loại tiên phong, đội chính trong quân, chiến đao ra khỏi vỏ, ánh đao không ngừng phun ra nuốt vào. Bọn họ không chút che giấu linh khí của mình, linh khí kích động, đem quân trứng ra châu thật dày bơm căng lên giống như bóng bay. Lý Diệu quay đầu nhìn nhìn chung quanh mình, còn có sáu bảy mươi tu sĩ vu man, vẻ mặt mê mang tương tự từ say rượu tỉnh lại chớp mắt ngây thơ vô tri hoàn toàn không rõ là chuyện gì xảy ra có một số tu sĩ vu man tâm tư hơi nhanh nhạy còn tưởng quân đội vương triều sẽ muốn động thủ với bọn họ a à, một tiếng lại không biết như thế nào cho phải sợ tới mức run rẩy bọn họ nhân số tuy nhiều lại là từ các trại các động tập kết lại chưa nói tới có bao nhiêu quen thuộc với nhau không ít người thậm chí từng có mâu thuẫn nhỏ thuần túy là đám ô hợp tự nhiên không có khả năng đoàn kết nhất trí như quân đội vương triều các vị an tâm một chút trời nóng vội, bản xứ không có ác ý, chẳng qua bên ngoài nhiều tai mắt, bất đắc dĩ mới dùng phương thức này, mời mọi người đến một chuyến. Giọng điệu nói chuyện của lăng thủ kính, lại hoàn toàn khác với trên tiệc rượu vừa rồi, tràn ngập sát khí lạnh lẽo cùng cứng rắn như đao thép cạo xương, thậm chí so với thần thái ban ngày, càng có thêm một phần sát khí. Hắn khẽ ho khan một tiếng, vài tên huyền hổ thiết vệ, liền đem núi bảo vật vừa rồi trồng chất ở bên ngoài, một lần nữa nâng đến trong liều quân sự. Giờ phút này, các pháp bảo, tinh thạch cùng binh khí đó đều hỗn tạp cùng một chỗ, càng khiến người ta hoa cả mắt, không kịp nhìn. Bây giờ, trong đại trướng của bản xứ, tổng cộng có 68 anh hào vu nam, các bảo vật này, tất cả do các ngươi chia đều. Lăng thủ kính câu này vừa ra khỏi miệng, thật đúng là long trời lở đất, làm toàn bộ tu sĩ vu man hồ đồ đều bật cao 3 mét. Mọi người đều không dám tin tưởng lỗ tai của mình, đầu lưỡi tham lam cũng sắp thẻ ra rồi. Không phải vừa rồi còn nói, muốn cần 3 ngày thời gian để luận bàn kiểm tra, thực lực người mạnh nhất, mới có tư cách được chia một phần 200 số bảo vật này sao? Các tu sĩ vu man này, tuy chưa từng học số học hiện đại, nhưng cũng biết, 68 người chia một núi bảo vật so sánh, với 200 người chia một núi bảo vật, mỗi người chiếm tiện nghi nhiều hơn rất nhiều. Chỉ có Lý Diệu hơi động tâm, mơ hồ hiểu mưu tính của lăng thủ kính, không khỏi lớn tiếng trầm trồ khen ngợi vì trí mưu cùng quyết tâm của vị chiêu thảo sứ này. 67 tu sĩ vu man này bên cạnh Lý Diệu, không phải từng trải sâu nhất, thực lực mạnh nhất, mà là từ trong trại xa xôi tin tức bế tắc nhất đi ra, đầu óc ngu ngốc nhất, trung thành và tận tâm nhất đối với triều đình. Bao gồm các tu sĩ ban ngày dành trước sung phong liều chết đi ra đánh nhau chết sống, với đối diện, vô luận lúc ấy biểu hiện như thế nào, cho dù thất bại thảm hại, tất cả cũng đều bị triệu tập đến nơi này. Ngược lại, mặc dù là tu sĩ vu man công nhận thực lực xuất chúng, thành danh đã lâu, chỉ cần là loại hai mặt, lập trường lắc lư, Hạ quyết tâm chỉ phất cờ hò reo, như là bọn mạnh đa cùng cổ tư đạc, một người cũng chưa xuất hiện. Do đó, Lăng Thủ Kính muốn làm gì, không phải đã rõ ràng sao? Huyền Hổ thiết vệ động tác cực nhanh, đem tinh thạch, pháp bảo và binh khí đều chia làm 200 phần. Sau đó, bọn họ lại nâng ra mấy chục cái dương lớn bọc đồng thau, liên tiếp đập ra. Trong dương thứ nhất là chiến đao, cùng phi kiếm lập loè ánh sáng lạnh, trên đao kiếm trải rộng linh văn linh khí tản ra lúc còn ở trong dương liền phát ra từng đợt dòng ngâm hổ gầm làm không ít tu sĩ vu man đều nhịn không được lui nửa bước những đao kiếm này so với thần binh lợi khí vừa rồi trước mặt mọi người lấy ra càng thêm cao cấp trong dương thứ hai là dùng cỏ chanh sợi bông cùng tơ lụa cẩn thận bọc lại từng cục sắt to bằng nắm tay mặt ngoài cũng che kín linh văn huyền ảo phức tạp toàn bộ linh văn đều đan vào nhau ngưng tụ thành năm chữ thái ất chu tâm lôi trong mấy cái dương phía sau còn có linh giáp chế tác tinh xảo bên trong khảm phù lục cùng với áo choàng đi đêm che lấp linh khí tàng hình biệt tích trong một cái dương cuối cùng lại là tràn đầy quyển trục ánh vàng trói mắt vài tên huyền hổ thiết vệ mở quyển trục để đám đông tu sĩ vu man lần lượt quan sát không ít tu sĩ vu man không biết chữ nghe người ngoài giảng giải mới biết là văn thư đại kiền vương triều trao tặng chức quan trên quyển trục viết đều là chức vị quan trọng béo bở của vu nam ngũ lộ phía dưới còn đóng dấu đại ấn vu nam ngũ lộ chiêu thảo chế trí sứ chỉ là ô ghi tên để chống chưa điền chiến đao và phi kiếm kiểu cách không giống nhau các vị có thể chọn binh khí mình quen dùng thái ất chu tâm lôi mỗi người bốn viên thanh vân linh giáp mỗi người một bộ dạ hành vô ảnh y mỗi người một món về phần tên trên văn thư này sao lăng thủ kính cười cười trong nụ cười lại hiển lộ ra sát khí nồng đậm vậy phải đem xem các vị biểu hiện như thế này đám đông tu sĩ vu man nhìn nhau không khí quỷ dị như thế khao thưởng hậu hĩnh như thế ngay cả dã nhân núi rừng chỉ độ nhất cũng có thể cảm giác được không đúng. Một tu sĩ vu man tai to mặt lớn to gan, nơm nớp lo sợ hỏi, xin hỏi tôn sứ, đợi lát nữa biểu hiện thế nào? Lăng thủ kính cười lạnh một tiếng, nói từng chữ một, một canh giờ sau, trước khi bình minh đến, chúng ta cần đánh bất ngờ quân chướng đối diện, đem hỏa vô cữu tính cả người quỷ tần giết không còn một mảnh. Lúc ác chiến ban ngày, các vị biểu hiện đều khá xuất sắc, biểu hiện ra lòng son dạ sắt đối với triều đình, bản xứ tương đối hài lòng các vị chính là anh hùng hào kiệt thật sự của Vu Nam, còn cần kiểm tra cái gì? Trước lần tập kích đêm này, lại chuẩn bị cho các vị trang bị hoàn mỹ như thế, nhất định càng như hổ thêm cánh, hy vọng các vị tiếp tục biểu hiện thật tốt, tuyệt đối đừng để ta, để triều đình, để thiên tử thất vọng mới được. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đoạn lời này giống như một trận gió xoáy, nháy mắt chấn nhiếp tâm thần toàn bộ tu sĩ Vu Man tham lam đối với bảo vật cùng hưng phấn đối với chức quan, hết thảy trở thành hư không, toàn bộ tu sĩ vu man đều như bị xét đánh, trợn mắt há hốc mồm. Tập kích đêm hỏa vô cữ, giết sạch người quỷ tần. Cái này, cái này quá khoa trương rồi nhỉ. Chỉ có lý diệu ở đáy lòng lớn tiếng hò hét. Thì ra là thế. Lăng thủ kính ban ngày cố ý ở trước công chúng, tuyên bố ngày mai muốn chính thức thay thiên tử sắc phong hỏa vô kỵ, làm vu nam thổ ti. Buổi tối lại bày tiệc lớn, cuồng hoan thoải mái uống còn như thật tuyên bố ba ngày kế tiếp muốn tuyển chọn dũng sĩ. Mọi hành vi, đều là vì mê hoặc đối diện, để đối phương cho rằng hắn thật sự là, toàn tâm toàn ý muốn ở trên bách thắng đại lôi, gì đó ganh đua dài ngắn với người quỷ tần. Không biết, ngay từ đầu hắn vốn không tính toán đánh lôi đài cái quỷ gì. Vị vu nam ngũ lộ chiêu thảo chế trí sứ này, từ đầu tới đuôi chỉ một chủ ý, trực tiếp chém giết man di và địch tù không phục vương hóa, dứt khoát lưu loát kết thúc việc này. Từ trên sự quyết đoán này của lăng thủ kính, Lý Diệu ngược lại đã nhìn ra một chút khí thế thiên triều thượng bang, chấn áp bốn biển, vậy mới đúng chứ. Quân quốc đại sự há có thể thật sự giao cho lôi đài quyết đoán, còn liên tục đánh hơn một trăm trận lôi đài. Bệnh thần kinh à? Sự chờ mong của Lý Diệu đối với chỉ số thông minh của cao tầng cổ thánh, giới lại thoáng tăng lên một cấp số. Tu sĩ Vu Man đích thực lại không hắn nghĩ thông như vậy, không ít người ở sau khi yên lặng một lát, đều sao động hẳn lên. Cái này, mấy trăm năm qua quy củ của Vu Nam chúng ta chính là dùng bách thắng đại lôi để quyết đoán đúng sai thành bại nếu hai bên không đáp ứng dùng bách thắng đại lôi giải quyết tranh cãi thì thôi bây giờ đã nói muốn lên bách thắng đại lôi lại ở trước lôi đài đánh bất ngờ cái này cái này không ổn nhỉ sẽ bị âm hồn mấy trăm năm qua chết ở trên bách thắng đại lôi trách phạt hắc nguyệt tôn giả là chủ trì bách thắng đại lôi lần này hai huynh đệ hỏa ra là nể mặt hắn mới bãi binh đàm phán hòa bình chúng ta tùy tiện đánh bất ngờ hắc nguyệt tôn giả bên kia làm sao bây giờ Mọi người mồm năm miệng 10, ý kiến không đồng nhất, nói đi nói lại, không phải sợ người quỷ tần lợi hại bao nhiêu, mà là sợ lửa giận của Hắc Nguyệt Tôn giả. Lần đàm phán hòa bình này là nể mặt Hắc Nguyệt Tôn giả mới tiến hành, kết quả bên Đại Kiền lại muốn xé rách ra mặt đánh lén, đặt Hắc Nguyệt Tôn giả vào đâu? Cơn giận của Nguyên Anh không phải là nhỏ, lăng thủ kính có lẽ còn có thể chống đỡ quần sáng Đại Kiền, thiên sứ cứng rắn đối kháng, bọn họ các tu sĩ vu man sinh trưởng ở địa phương khẳng định ăn không tiêu to gan lớn mật đánh vào mặt Hắc Nguyệt Tôn giả như vậy, Lăng Thủ kính cười định liệu trước nhẹ nhàng vỗ tay phía sau quân chứng phát ra tiếng sụt soạt, có hai người đi ra kẻ thứ nhất là Vu Man Thủ lĩnh hỏa vô kỵ khuynh hướng Đại Kiền người thứ hai thế mà lại là cao thủ số một Vu Nam mũ lộ đại Vu địa vị tôn sùng ở trong Vu Nam trăm tộc người trung gian lần đàm phán này cùng người chủ trì bách thắng Đại Lôi Hắc Nguyệt Tôn giả trong lúc nhất thời trong đại chứng gia châu chỉ còn lại có tiếng hít khí kinh hãi muốn chết may mắn cái liều lớn này dùng trong ngoài chín tầng gia châu may trong tầng tầng gia châu lại kẹp vào phù lục ngăn cách dao động vô luận bên trong phát ra động tĩnh lớn bao nhiêu cũng không lo sẽ bị bên ngoài nghe được ta mắc bẫy hỏa vô cữ rồi trên khuôn mặt to trắng bệch như trăng tròn của hắc nguyệt tôn giả tràn đầy oán khí ban ngày không có gọn gàng dứt khoát nói hỏa vô cữ gạt ta nói là hỏa vô kỵ và thích khách đại kiền mưu hại hỏa lỗ tộc trưởng hắn chẳng qua là báo thù cho cha mà thôi ta nhất thời không phát hiện dễ tin chuyện ma quỷ của hắn mới chịu đáp ứng lấy danh nghĩa của ta đảm bảo bố trí bách thắng đại lôi quyết đoán việc này nhưng bây giờ ta lại phát hiện dấu vết để lại rõ ràng là thứ lòng lang dạ sói này giết chết phụ thân của mình hắn giết chết phụ thân của mình lại phản bội triều đình luôn luôn ưu đãi và an ủi có thừa đối với vu nam mưu toan đem toàn bộ vu nam thập vạn đại sơn đều cuốn vào trong chiến hỏa vô biên người như vậy nhất định là bị yêu ma xâm nhập tâm thần bị tà thần chiếm đoạt đầu não đã không có tư cách ở trên bách thắng đại lôi diễu võ dương oai nữa. thân phận của ta đặc thù theo trại bộ tộc đi theo hỏa vô kỵ cũng có không ít chịu ta che chở, tuy bây giờ nghiêng về phía quỷ tần, nhưng muốn ta hướng bọn họ tự mình động thủ lại cũng không đành lòng. dù sao từ lúc này thẳng đến trước khi ánh bình minh đầy trời, vô luận xảy ra chuyện gì ta tuyệt không truy hỏi là được. hắc nguyệt tôn giả nói xong câu đó, tựa như cơn giận còn sót lại chưa tan, lạnh như băng nhìn quét qua mọi người, lại quay về tới phía sau quân trưởng rất nhanh ngay cả khí tức của hắn cũng biến mất không thấy nữa đây cũng là một con hồ ly cáo già vẫn có ý đồ tọa sơn quan hồ đấu dù sao vô luận là lôi đài quyết chiến cũng tốt đánh bất ngờ trước lôi đài cũng thế Tùy các ngươi phân ra cao thấp thắng bại đừng thương tổn đến gân cốt của hắn là được có một phen cam đoan này của hắn lại khiến đám đông tu sĩ vu man đều hoan hô nhảy nhót mà lăng thủ kính kế tiếp nói một phen lại làm bọn họ huyết mạch sôi sục ngao ngao kêu loạn đợi lát nữa ở trong chiến trận ai có thể đủ chém dụng một cái đầu tu sĩ vu man đối phương, thưởng 100 cân hoàng kim, 10 cân tinh thạch, chém dụng một cái đầu quỷ tần tu sĩ, thưởng 300 cân hoàng kim, tinh thạch 30 cân. Nếu là chém giết hỏa vô cữ và thủ lĩnh quỷ tần, trọng thưởng trăm cân tinh thạch. Lý Diệu biết, tinh luyện tinh thạch cùng công nghệ rèn luyện của cổ thánh giới còn chưa phát triển, tinh thạch bọn họ vận dụng, đại bộ phận đều là quạng thô tạp chất rất nhiều. Dù vậy, tinh thạch bình thường lấy gram để luận, bây giờ lại 350 cân, 100 cân lấy ra, cũng tương đối làm người ta cứng lưỡi. Dưới trọng thưởng, tất có dũng phu, lăng thủ kính lại bày mưu nghĩ kế, ngay cả hắc nguyệt tôn giả cũng đàm phán ổn thỏa trước đó, mơ hồ ủng hộ bọn họ. Cái này càng cho đám đông tu sĩ vu man một loại cảm giác tính toán không bỏ sót, mã đáo thành công. Lập tức, sĩ khí tăng vọt lên tới cực điểm. Lăng thủ kính lựa chọn kỹ càng 68 tu sĩ vu man này, vốn chỉ là loại tứ chi phát triển, đầu óc đơn giản, lại thêm phen châm ngòi thổi gió này, quả thực biến thành những con hổ điên bụng đói kêu vang. Hắn còn ngại không đủ, còn muốn lửa cháy đổ thêm dầu, lại bưng tới từng thùng lăng tiêu túy. Lý rượu lại là từ trong chỗ rượu này, nếm được thành phần thuốc hưng phấn nào đó. Tương tự hắn ở phi tinh giới từng gặp được đoàn cướp phong vũ trọng tinh, ở trước khi chém giết, thích tiêm vào trước cho cướp vũ trụ một liều thuốc hưng phấn thiêu đốt, có tác dụng kích thích đầu dây thần kinh, thúc giục adrenaline phân bố, kích phát tiềm năng thần hồn. Uống xong rượu ngon trộn lẫn thuốc hưng phấn này, đôi mắt tu sĩ vu man càng biến thành màu đỏ rực không sợ trời không sợ đất như quỷ đói cùng hung cực ác sau nửa canh giờ chính là một khắc tối tăm nhất trước khi bình minh đến cũng là thời điểm người ta ngủ say sưa nhất sâu nhất không dễ tỉnh lại nhất trong doanh địa của hỏa vô kỵ sớm đầy tiếng ngáy nhưng cũng có số rất ít tu sĩ vu man tinh lực dư thừa còn đang uống tràn hát vang cười ha ha giống như còn đang mở tiệc vui vẻ một tiểu đội tập kích đêm toàn bộ do người tu chân tạo thành dùng dạ hành vô ảnh ý che đậy linh khí và thân hình, lại lặng lẽ rời khỏi doanh trướng, vòng qua phía sau hỏa lỗ thành trại, hướng doanh trướng đối diện đánh tới. Trong doanh địa của hỏa vô cữu, giờ phút này lại là một mảng yên tĩnh. Đã hẹn sẵn 3 ngày sau muốn dùng bách thắng đại lôi quyết một trận cao thấp, vu man cùng quỷ tần tu sĩ của hỏa vô cữu bên này, đương nhiên cũng cần nghỉ ngơi dưỡng sức, lấy khỏe đánh yếu. Quanh doanh địa, chỉ có cao thấp mấy cây đuốc, dưới ánh lửa mờ mịt phiêu diêu, còn có vài tên quỷ tần tu sĩ nhanh nhẹn dũng mãnh vẫn tỉnh táo. Nhưng bọn hắn từ đồng cỏ đất bắc gió lạnh thấu xương mà đến, đối với rừng rậm tây nam ẩm thấp, tràn ngập chứng khí cực không thích ứng, cũng bị chứng khí vào mỗi tra tấn giữ, mỗi kẻ mắt lim dim, đầu gục xuống. Tiểu đội tập kích đêm như một con cá sấu quanh thân bọc đầy bùn lầy, từ trong đầm lầy vô thanh vô tức bò ra, ở dưới bóng đêm yểm hộ, chậm rãi hướng con mồi bò tới. Lẻn vào cách doanh địa hỏa vô cữ hơn 100 mét cá sấu dần dần phân hóa thành năm con rắn độc càng thêm nhỏ bé nhanh nhẹn. Thẳng đến giờ phút này, trong doanh địa hỏa vô cữu vẫn gió êm sóng lặng như cũ, giống như bọn họ nằm mơ cũng không ngờ, quân đội Vương Triều sẽ không để ý bách thắng đại lôi ước định đến đánh lén. A! À, bỗng, một tiếng kêu thảm thiết thê lương xé rách bầu trời đêm yên tĩnh, cũng mở ra tấm màn che đánh bất ngờ thảm thiết. Oanh! Oanh oanh oanh! Thái ất chu tâm lôi liên hoàn nộ ở trong doanh trướng của hỏa vô cữu đem vô số doanh chứng tính cả binh sĩ Vu Man nổ lên giữa không trung. Lăng Thủ Kính dẫn mấy trăm tên cao thủ trong Huyền Hổ Thiết Vệ, ở trong doanh địa của Hỏa Vô cữ Tả Sung Hữu Đột, phóng hỏa, chém giết cùng trà đạp khắp nơi. Nữ kiếm tu kim đan Lăng Lan Nhi thì một mình một kiếm, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Tu sĩ Vu Man thì được trọng thưởng làm vắng đầu óc, cũng như là mãnh hổ ra khỏi lồng, thế mà so với ban ngày càng hung ác hơn gấp trăm lần. Một hòn đá ném ba con chim, vô số binh sĩ vu man còn ở trong giấc mộng đã bị đao quang kiếm ảnh chém chết cả tòa doanh địa đều ở trong một biển lừa tới bên bờ sụp đổ lăng thủ kính lăng lan nhi và tu sĩ vu man ba đầu mũi tên không cần tốn nhiều sức đã hội hợp ở trung ương doanh địa chiến sự tiến triển thật sự quá thuận lợi thuận lợi tới mức có chút làm trong lòng người ta sợ hãi thẳng đến giờ phút này bọn họ chém giết tuyệt đại đa số đều là man binh thổ tướng ngay cả nửa tu sĩ vu man dưới chứng hỏa vô cữ cũng chưa chạm tới lăng thủ kính và lăng lan nhi mơ hồ ngửi được một tia hương vị quỷ quyệt nhưng tu sĩ vu man giết đỏ cả mắt lại không để ý được nhiều như vậy phía trước chính là đại trướng hỏa vô cữu giết vào đi mấy chục tu sĩ vu man kêu ngao ngao lao vào một tòa quân trướng hoa mỹ nhất nhưng sau đó chuyển đến lại không phải tiếng đao kiếm giao kích trong dự kiến mà là một tiếng nổ oành ở sau khi một đợt khói bụi nổi lên bốn phía cả tòa quân trướng thế mà đều lún vào một cái hố khổng lồ dưới lòng đất trong hầm lượn lờ ngọn lửa màu xanh, hóa thành vô số cái tay quỷ, đem mấy chục tu sĩ vu man gắt gao dây dưa, thiêu chết tươi. Ô, ô, trong rừng núi Vu Nam vang lên tiếng kèn xương sói trên đại thảo nguyên U Vân, phương Bắc thường xuyên vang lên, làm người ta tim mật đều nứt, hồn phi phách tán. Bốp, 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 từng viên lửa khói như đạn pháo bắn lên giữa không trung nở rộ ra từng mảng dáng màu, đem mặt đất chiếu rọi giống như ban ngày. Tinh nhuệ huyền hổ thiết vệ lăng thủ kính mang đến, bao gồm nữ kiếm tu kim đan lăng lan nhi ở dưới ánh sáng trắng xóa chiếu rọi co lại thành một cục không trốn được vào đâu trong rừng rậm đen xì xung quanh đèn đốt lay động quỷ ảnh tầng tầng ngựa hy sói chu thế mà lại là quỷ tần kỵ sĩ không biết số lượng bao nhiêu đem bọn họ bao vây nhiều vòng chúng kế rồi giờ này khắc này hai cha con lăng thủ kính và lăng lan nhi nhìn nhau sao có thể không biết là chuyện gì người quỷ tần sớm có chuẩn bị đây rõ ràng là một cái bẫy hướng phía tây nam phá vây lăng thủ kính là lão tướng sa trường văn võ song toàn liếc một cái nhìn thấu chi tiết mỏng yếu trong bố trí của đối phương quyết định thật nhanh ở dưới phi kiếm của con gái yểm hộ vươn quân thẳng đến tây nam chẳng qua ngay tại lúc bọn họ sắp lao ra khỏi đại doanh của hỏa vô cữu trong rừng hướng tây nam lại truyền đến một đợt tiếng sói chu sắc bén ngay sau đó mấy chục vật tròn vo lóng lánh lốm đốm hào quang xanh lét từ không trung ném tới cẩn thận lăng thủ kính và lăng lan nhi còn tưởng đối phương ném tới là pháp bảo loại trưởng tâm lôi, vội vàng vận khiên linh năng bảo vệ, quần sáng lưu chuyển, đem huyền hổ thiết vệ bao phủ hết trong đó. Vài thứ kia từ trên khiên linh năng bảo vệ đập vào bật ra, vù vù lăn lộn trên mặt đất, vẫn chưa phát nổ, lại là từng cái đầu người nhe răng trợn mắt. Huyền quang lượn lờ chung quanh đầu người, tựa như ẩn chứa thần thông nào đó giữ tươi định hình, vết thương phía dưới đầu những người này khô cạn hết, hẳn là chặt đã nhiều ngày, lại như là vừa mới từ trên cổ chặt xuống, Vẻ mặt thần thái, trông rất sống động, ngay cả sự kinh hãi muốn chết động lại ở trong ánh mắt cũng thấy được rõ ràng. Tuy không phải trưởng tâm lôi, nhưng ở đáy lòng đám đông đại kiền hổ bí nhắc lên sóng to vạn trượng, lại là so với một trăm viên trưởng tâm lôi buộc vào nhau phát nổ còn lợi hại hơn. Đại sư huynh, nữ kiếm tu kim đan lăng lan nhi hoa dung thất sắc, tâm thần đại loạn, nhịn không được kinh hô một tiếng. Một cái đầu người phía trước tản mắt ra từng đống quỷ hỏa, bị chiếu dọi hiện ra hết thần thái vân gia, hình dung tướng mạo, không phải đại sư huynh của cô, cao thủ số một trong lứa trẻ tử cực kiếm tông, đã bước vào cảnh giới nguyên anh, danh chấn toàn bộ đại kiền tu chân giới lôi đình nhất tự kiếm lâu trùng tiêu, còn là ai nữa? Lần này chiêu thảo vu nam, trên danh nghĩa là do lăng gia huyền hổ thiết vệ phụ trách, trên thực tế lại do tử cực kiếm tông ở sau lưng ủng hộ. Tử cực kiếm tông ở bề ngoài phái ra một kim đan kiếm tu lăng lan nhi, theo đại quân của phụ thân cùng nhau hành động trong bóng tối còn có cao thủ mới nổi lôi đình nhất tự kiếm lâu trùng tiêu, cùng hơn trăm kiếm thủ tinh nhuệ trong tử cực kiếm tông, vượt trước một bước mai phục ở hai bờ sông Vu Giang, chuẩn bị ám sát cao thủ trong viện quân quỷ tần, đánh đối phương trở tay không kịp. Nếu tất cả thuận lợi, mấy ngày trước lâu trùng tiêu nên mang theo đầu lâu quỷ tần hội hợp với Lăng Lan Nhi, lại một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, quét sạch toàn bộ quỷ tần dương nghiệt trong rừng, cùng man di kháng cự thiên triều. Nào ngờ từ nửa tháng trước, sau khi trao đổi một phong thư với Lâu Trùng Tiêu, liền một mực mất đi tin tức của hắn, thẳng đến giờ phút này, lấy phương thức này gặp lại. Một trong các nguyên anh kiếm tu trẻ tuổi nhất đại kiến tu chân giới, lôi đình nhất tự kiếm Lâu Trùng Tiêu mở to hai mắt nhìn, đôi mắt thất thần cách một tầng khiên linh năng bảo vệ, khô khăn nhìn lăng lan nhi. Sâu trong đôi mắt hầu như khô cạn, tràn đầy kinh ngạc, chấn động, sợ hãi cùng tuyệt vọng. Đây, cũng là tâm tình lăng lan nhi giờ phút này phương hướng đầu người ném đến truyền đến một đợt tiếng cười dài. Một con long lang thú quanh thân lượn lờ linh hỏa màu đen, so với bò tót càng thêm to khỏe, như kỳ lân, bước ra một vệt lửa màu đen, chậm rãi thong thả đi ra. Sau lưng long lang chiến thú, là một người khổng lồ cao hơn 2 mét, mắt như chuông đồng, lưng hùm vai gấu. Người khổng lồ bình thường nếu là cao hơn 2 mét, lại lưng hùm vai gấu, cực dễ cho người ta cảm giác tứ chi phát triển, đầu óc đơn giản. Người này lại là miệng vuông mắt to, tướng mạo đường đường, ánh mắt sắc bén như tia điện, tràn ngập khí chất sông lớn biển sâu, không thể đo đếm. Diện mạo của hắn không có chút đặc thù nào của man di, ngay cả búi tóc cũng trải thành kiểu dáng trung nguyên, nếu không phải hai tay còn rủ xuống bảy tám vòng vàng che kín linh văn, đã là một quân nhân đại kiến tiêu chuẩn. Người này xuất hiện, lại làm trái tim của lăng thủ kính và lăng lan nhi, rơi vào trong hố băng sâu mười vạn tám ngàn trượng, như thế nào cũng không vớt ra được. Lại là tộc đệ của quỷ tần nhiếp chính hàn bạt lăng, trong quỷ tần bát bộ, đứng đầu côn bằng bộ, cao thủ thành danh đã lâu trong u vân tu sĩ hàn nguyên thái đích thân tới thể chế u vân quỷ tần khác với đại kiền tu chân giới ở đại kiền người tu chân lấy tông phái làm đơn vị cơ bản để sinh hoạt tu luyện cùng hoạt động trừ số rất ít tán tu hầu như toàn bộ người tu chân đều lệ thuộc tông phái nào đó mặc dù ở triều làm quan cũng phải chịu tông phái của mình tiết chế nên dành ích lợi cho tông phái không có tông phái ủng hộ từ quan trường đến thương giới đều là tuyệt đối thi triển không nổi trên U Vân Đại thảo nguyên phương Bắc vốn cũng có một ít tông phái, nhưng ở sau khi Hàn Bạt Lăng cường thế quật khởi, liền cải cách thể chế, đem số rất ít tông phái diệt sạch, đem toàn bộ U Vân tu sĩ đều tập hợp thống nhất, lại chia làm bát bộ. Tương đương là đem toàn bộ tu sĩ của toàn bộ U Vân, tu chân giới đều biên luyện thành một quân đội mạnh thiết huyết, từ đó đã không phân chia tông phái, cũng không có tán tu tiêu diêu tự tại, chỉ có một vũ phu oai hùng thiết huyết sát phạt, lấy quân công để đổi tài nguyên tu luyện. U Vân Tu Sĩ, tổng cộng chia làm 8 bộ. Hàn Nguyên Thái sở dĩ có thể trở thành đứng đầu côn bằng bộ. Một trong 8 đại tộc trưởng có quyền thế nhất trên U Vân, đại thảo nguyên dưới Hàn Bạt Lăng, dựa vào không phải huyết mạch mà là mưu lược cùng võ công. Hắn ở mấy chục năm trước đã là cao thủ Nguyên Anh danh chấn Bắc Địa, hiện nay thực lực ít nhất cũng ở Nguyên Anh kỳ trung giai trở lên. Hai tay dính đầy máu tươi đại kiến tu sĩ là một trong những đối thủ đại kiến đau đầu nhất. Không ngờ vì dụ vu na mũ lộ cục diện, ngay cả hắn quỷ tần quý tộc địa vị tôn sùng như vậy cũng đích thân ra trận trách không được ngay cả lôi đình nhất tự kiếm lâu trùng tiêu cũng không phải đối thủ hóa thành du hồn dưới đao của hắn quỷ tần thế mà coi trọng vu nam như vậy ngay cả côn bằng chi chủ cũng tự mình mạo hiểm sắc mặt lăng thủ kính trắng bệch không còn chút nào phong độ chấn định tự nhiên ngay cả hai tay cũng nhịn không được khẽ run lên từ trong nháy mắt hàn nguyên thái xuất hiện hắn liền biết đại thế của mình đã mất huống chi theo hàn nguyên thái cùng nhau từ trong bóng đêm hiện ra khuôn mặt như cái mâm bạc, mỉm cười, không phải Hắc Nguyệt Tôn giả vừa rồi còn ở trong quân trướng thể thốt với hắn, thì là ai? Hắc Nguyệt Tôn giả vị cao thủ số một Vu Nam này, thế mà đã sớm đầu phục người quỷ tần, toàn bộ đều là bọn họ bố cục, mục đích là đem tinh nhuệ đại kiền tụ tại để diệt. Tim Lăng thủ kính như bị đao cắt, một vạn cái hối hận không nên dễ tin lời Hắc Nguyệt Tôn giả nói, Liều Lĩnh muốn có công lao, tùy tiện tập kích đêm. Nhưng đây thật sự là bất đắc dĩ, Hắc Nguyệt Tôn giả tuy là tu sĩ Vu Man, lại khá tâm mộ vương hóa, tích cực dựa vào đại kiền tu chân giới. Trong mấy chục năm qua, hắn thường xuyên du lịch ở Trung Nguyên, đều bảo chỉ quan hệ tương đối không tệ với các đại danh môn chính phái, bao gồm Tử Cực Kiếm Tông chỗ dựa lớn của Lăng Già ở trong, mặc dù mười mấy năm không gặp, nhưng thư từ lui tới vẫn chưa từng đoạn tuyệt, các loại sơn chân thổ sản Vu Nam, cũng là hàng năm sai người cung kính đưa đến sơn môn Tử Cực Kiếm Tông. Đại kiền vương triều hôm nay hoàn cảnh bấp bênh, còn có man di kính cẩn nghe theo phụ thuộc như vậy, vậy còn có cái gì phải bắt bẻ cho nên hắc nguyệt tôn giả tuy cư trú một góc tây nam nhưng các đại tông phái đều không coi hắn là bàng môn tả đạo để đối đãi lại đem hắn coi là một thành viên của đại kiền tu chân giới trọng tài lần này quân đội vương triều đến chiêu thảo hắc nguyệt tôn giả ngại bởi thế lực quỷ tần cường đại không thể công khai đứng về bên đại kiền một điểm này cha con lăng ra đều có thể lý giải cho nên hai bên ngầm thông đồng hắc nguyệt tôn giả mở rộng tạo điều kiện để kế hoạch đánh bất ngờ ban đêm thuận lợi thực hiện cha con lăng gia cũng chưa sinh nghi. Không ngờ, gã lại ở thời khắc mấu chốt nhất quay giáo đánh một đòn. Hắc nguyệt tôn giả, ngươi, lăng thủ kính ôm ngực, thân hình nhoáng lên một cái, hầu như sắp ngã xuống ngựa. Hắn không có quá nhiều hận ý đối với Hàn Nguyên Thái, mọi người vốn là hai quân đối trọi, cùng thi triển mưu kế của mình, thắng bại không oán. Hắc nguyệt tôn giả phản bội đối với đại kiền vương triều, lại làm hắn ngũ tạng muốn cháy, giận không thể kiềm chế được vương triều thay đổi triều đại, khí vận lưu chuyển, mỗi người tự chọn minh chủ, được làm vua thua làm giặc mà thôi, tôn sứ cần gì phải nổi giận chứ. Hắc Nguyệt tôn giả mỉm cười, không mặn không nhạt nói. Vì sao? Lăng Lan Nhi nắm thật chặt phi kiếm màu xanh lam đậm, hàm răng bạc hầu như nghiến vỡ. Nữ kiếm tu kim đan không phải là vì cảnh ngộ của mình mà buồn bực, mà là chấn động bởi Hắc Nguyệt tôn giả không đem đại kiền, tu chân giới để vào mắt như thế. Thế mà xem trọng đám man di thối hoắc kia trên U Vân Thảo nguyên hơn. Hắc Nguyệt Tôn giả, đại kiền tu chân giới luôn luôn đối đãi ngươi không tệ, không chê ngươi là xuất thân vùng đất Vu Man, Bàng môn tả đạo, thật lòng thành ý tiếp nhận ngươi, đem ngươi đối đãi như đạo hữu, ngươi, ngươi sao có thể như thế? Lăng Lan Nhi tức giận đến hai mắt hoa lên, nói không lựa lời, ngươi đã sớm hạ quyết tâm muốn phản bội, cộng thêm Hàn Nguyên Thái, hai tên nguyên anh các ngươi đã sớm có thể đem chúng ta một lưới bắt hết, vì sao còn phải chơi thủ đoạn giảo quyệt như vậy, đem chúng ta dụ dỗ đến nơi đây? không lẽ là cố ý muốn làm nhục chúng ta sao? Cô Trung Quy quá trẻ tuổi, luôn ở lại tử cực kiếm tông tu luyện, tu vi tuy cao, tâm tư lại tương đối đơn thuần. Đạo lý Hắc Nguyệt Tôn Giả làm như vậy, cô không hiểu. Cha cô lăng thủ kính lại là tâm tư sáng như tuyết, trong nháy mắt đã hiểu. Không sai, Hắc Nguyệt Tôn Giả và Hàn Nguyên Thái hai gã nguyên anh liên thủ, quả thực có thể đem cha con lăng ra kết đan, kỳ và toàn bộ huyền hổ thiết vệ giết sạch. Nhưng vu na ngũ lộ, trên danh nghĩa đều là con dân Đại Kiền, trải qua Đại Kiền thống trị mấy trăm năm, không ít bộ tộc đều bảo chỉ vài phần trung thành mang tính thói quen đối với Đại Kiền. Nếu chỉ biết cường bạo, là có thể được vu nhân kính cẩn nghe theo thần phục mặt ngoài, nhưng trong khoảng thời gian ngắn tuyệt đối không thu nạp được lòng người. Vu Na ngũ lộ là hoàn cảnh rừng rậm địa hình cực phức tạp, cho dù vu nhân bình thường cũng nhanh nhẹ linh hoạt, dã tính khó thuần như khỉ. Chỉ cần bọn họ chui vào sâu trong núi rừng, mặc kệ ngươi kết đan hay là nguyên anh, muốn đem bọn họ tìm ra không sót một ai, cũng là chuyện cực kỳ tiêu hao tâm thần và thời gian. Cho nên, Hắc Nguyệt Tôn Giả mới cùng Hàn Nguyên Thái, hỏa vô cữu bố trí cục diện này, để lăng thủ kính trước dùng thủ đoạn vô sỉ không biết xấu hổ đánh lén đêm như vậy, phá hủy quy củ thần thánh của Bách Thắng Đại Lôi. Thủ đoạn xấu xa như vậy, nếu thành công, sạch sẽ lưu loát chém giết hỏa vô cữu và toàn bộ người quỷ tần. Vậy trăm tộc Vu Nam tự nhiên không có gì để nói. Nhưng ầm ý đến bây giờ thế này, thì tương đối xấu hổ hàn nguyên thái và hắc nguyệt tôn giả không chỉ là muốn giết chết bọn họ đơn giản như vậy còn muốn thông qua chuyện này hoàn toàn đánh vỡ sức ảnh hưởng thâm căn cố đế của đại kiền vương triều ở đây chuyện được đọc bởi kênh haleji audio nhớ lại hành vi của mình sau khi tới hỏa lỗ thành trại giống như vẫn luôn bị đối phương dắt mũi đi toàn bộ bố cục của đối phương từng vòng lồng vào nhau từng tầng tiến dần lên quả thực không có chút sơ hở hắc nguyệt tôn giả tuy âm hiểm giả dối nhưng kế sách như vậy hắn là tuyệt đối không nghĩ ra được nghe danh đã lâu côn bằng chi chủ hàn nguyên thái là kiêu tướng trí dũng song toàn trong quỷ tần bát bộ phụ tá đắc lực của hàn bạt lăng đây nhất định là ra từ tay hắn quả nhiên danh bất hư truyền giết chết một chiêu thảo sứ triều đình có thể phái người thứ hai người thứ ba phái một trăm người cũng được nhưng nếu hình tượng đại kiền vương triều bị hoàn toàn đánh nát lòng người mất hết tất cả đều không thể vãn hồi nữa lăng thủ kính liên thanh cười khổ không sai hắn là trong nháy mắt đã nhìn thấu tất cả cái này lại có ích lợi gì chứ chẳng qua là mã hậu pháo mà thôi quả nhiên hướng hỏa lỗ thành trại truyền đến từng đợt tiếng huyên náo vô số cây đúc tạo thành dòng lửa uốn lượn mà đến đều là tù trưởng động chủ trại chủ vu sư đại nhân vật địa vị tôn sùng trong vu man trăm tộc bọn họ vốn đều là được hắc nguyệt tôn giả mời đến quan sát bách thắng đại lôi ba ngày sau giờ phút này lại trở thành nhân chứng tốt nhất có thể tận mắt thấy hoạt động không tuân thủ quy củ không biết xấu hổ vô sỉ của đại kiền vương triều do đó lão tộc trưởng hỏa lỗ bộ tộc tự dưng chết bất đắc kỳ tử chậu cứt này úp đến trên đầu triều đình tựa như cũng không có gì không ổn giường cột đã nghiêng tất cả đều không thể vãn hồi đáy lòng lăng thủ kính tuyệt vọng còn hơn con gái gấp trăm lần quả nhiên hắc nguyệt tôn giả căn bản không để ý tới lăng lan như nghi vấn chỉ là cười có chút hòa ái với cô lộ ra hàm răng trắng loá dùng thanh âm khẽ không thể nghe thấy nói nghe danh đã lâu tử cực kiếm tông là huyền môn chính tông một bộ tử cực hỗn nguyên diệu pháp thuần khiết hùng hậu là bí pháp dưỡng khí luyện hồn hạng nhất lăng tiểu hữu trẻ tuổi như vậy đã có thể xông lên cảnh giới kim đan nghĩ hẳn cũng đem tử cực hỗn nguyên diệu pháp tu luyện đến mức tận cùng dưỡng ra một thân máu thì tuyệt không thể tả ta dừng lại ở nguyên anh kỳ sơ giai mấy chục năm không biết cắn nuốt bao nhiêu tinh huyết cũng không tiến thêm bây giờ có cơ thể kim đan này của lăng tiểu hữu có lẽ cũng có thể xông lên nguyên anh kỳ trung giai nhỉ ha 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 sắc mặt lăng lan nhi tái nhợt tuy chưa hoàn toàn nghe hiểu ý tứ đối phương nhưng hắc nguyệt tôn giả lấy thân nguyên anh tôn quý hướng cô phóng ra khí thức không có ý tốt lại là thứ cô căn bản không thể ngăn cản bị loại ánh mắt cực độ tà ác đó của hắc nguyệt tôn giả đánh giá cao thấp cô giống như dây con được tắm rửa sạch sẽ đã rơi vào trong miệng xài lang bị răng nanh sắc bén chậm rãi ma sát xung quanh tiếng người ồn ào vô số vu man tộc trưởng và vu sư đều kêu ngao ngao chạy tới quanh doanh địa của hỏa vô cữu Lúc này, chân trời đã thiêu đốt ra ánh bình minh đầu tiên, như đốm lửa cháy lan ra đồng cỏ, rất nhanh đỏ rực nửa bên trời, đem mọi thứ xảy ra trong doanh địa chiếu rọi càng thêm rõ ràng. Cha con lăng ra cùng nhiều huyền hồ thiết vệ, như vậy xuất hiện ở trong doanh địa của hỏa vô cữu, còn có khắp nơi có mảnh thi thể cùng máu chảy thành sông, đây đều là chứng cứ không thể cãi lại. Dũng sĩ trăm tộc Vu Nam, nhìn xem hoạt động vô sỉ không biết xấu hổ của bọn người Trung Nguyên này. Tà khí trên mặt Hắc Nguyệt Tôn giả chợt tắt, chậm rãi bay đến giữa không trung, hoàn toàn là bộ dáng chính khí nghiêm nghị không thể nhịn được nữa giận dữ phá ải hắn nháy mắt thay đổi một giọng điệu lòng đầy căm phẫn gầm khẽ chúng ta rõ ràng đã nói cùng ở trước mặt toàn bộ thần ma thập vạn đại sơn phát lời thể máu đem tranh đoạt vị trí tộc trưởng hỏa lỗ bộ tộc đặt tới trên bách thắng đại lôi dùng đàm phách cùng võ dũng của hai bên để quyết định bọn người đại kiền ti tiện vô sỉ khiếp đảm yếu đuối này lại là không nói quy củ thừa dịp trăng mờ gió lớn đến đánh lén doanh trại hỏa vô cữu cũng giết chết vô số người vu nam chúng ta bọn hắn sợ rồi không dám ở trên lôi đài đường đường chính chính cùng dũng sĩ chúng ta cùng vân tần dũng sĩ so đấu thế mà dùng loại thủ đoạn ác độc không thể lộ ra ngoài ánh sáng này nếu không phải bị ta kịp thời đánh vỡ bọn hắn nhất định sẽ giết chết hỏa vô cữu quy củ thần thánh chúng ta truyền lưu ngàn năm bị bọn hắn vũ nhục rồi tôn nghiêm của toàn bộ dũng sĩ vu nam bị bọn hắn vũ nhục rồi cả vùng núi non trùng điệp vu nam đại địa đều bị bọn hắn vũ nhục rồi mỗi một chữ của hắc nguyệt tôn giả đều như một tia sét nổ vang ở bên tai đám đông tu sĩ vu man cùng động chủ tù trưởng hắc nguyệt tôn giả ở trong vu nam trăm tộc địa vị tôn sùng vu sư không ít bộ tộc đều có muôn vàn sợ quan hệ với hắn huống chi chứng cớ ngay tại trước mắt nhiều huyền hổ thiết vệ như vậy trung quy không phải là hỏa vô cữ kiệu lớn tám người khiêng mời tới chứ thủ đoạn của triều đình quá mức không biết xấu hổ rồi Tu sĩ Vu Man vốn đã đứng ở bên hỏa vô cữu, tự nhiên ai cũng nổi giận, kêu quang quát. Phái trung gian luôn theo gió lắc lư, lập trường bất định, cũng nhíu chặt lông mày, cảm thấy khinh thường vì loại thủ đoạn không thể lộ ra ngoài ánh sáng này của đường đường quân đội vương triều. Mặc dù tu sĩ Vu Man cùng động chủ tù trưởng luôn khuynh hướng đại kiền, đứng ở lăng thủ kính cùng hỏa vô kỵ bên này, cũng tránh không được mặt lộ ra sự xấu hổ, lập trường xảy ra dao động. Đặc biệt các tu sĩ Vu Man ở trên tiệc rượu bị đám người lăng thủ kính chút say, Bây giờ hết cơn say tỉnh lại, đáy lòng lại sinh ra một tia lửa giận vô danh. Có ý tứ gì, tập kích đêm chuyện lớn như vậy cũng giấu bọn họ, còn đem bọn họ chút say hết, đây không phải bày rõ không tin được bọn họ, lấy bọn họ làm ngụy trang sao? Càng mấu chốt hơn là, nhiều tinh thạch cùng pháp bảo như vậy, hết thảy đều không có phần của bọn họ nữa nha. Thế này, thế này quả thực quá không biết xấu hổ rồi, quá vô sỉ rồi, quá đáng hận rồi. Trong lúc nhất thời, lòng người di động đến cực điểm không có bao nhiêu tu sĩ vu man thực lòng đứng về bên đại kiền nữa khóe miệng hắc nguyệt tôn giả cong lên một nụ cười âm hiểm lướt qua rất nhanh cánh tay phải hung hăng vung xuống giết sạch bọn hắn mấy trăm tên quỷ tần thiết kỵ luyện khí kỳ trở lên vừa rồi giống như khối băng hòa tan ở trong nước luôn ẩn nấp ở sâu trong rừng rậm không tra được một tia động tĩnh nào giờ phút này lại là bùng lên tạo thành mấy chục đầu mũi tên cuốn lên sát khí ngập trời lao về phía huyền hổ thiết vệ tu sĩ vu man vốn đã bố trí bên ngoài doanh địa chung với hỏa vô cữu cũng nhảy ra diễu võ dương oai, chặn đường cá lọt lưới. Hàn Nguyên Thái phụ tá đắc lực của quỷ tần nhiếp chính này, côn bằng chi chủ trên U Vân Đại Thảo Nguyên, khống chế long lăng yêu thú so với bò tót càng thêm cường tráng, so với báo săn càng thêm nhanh nhẹ, so với rắn độc càng thêm hung tàn, hướng lăng thủ kính trực tiếp trà đạp tới. Hắc Nguyệt Tôn giả lại liếm môi, cười tùm tìm tìm tới lăng lan nhi. Vù vù, mũi tên nhọn người quỷ tần, hết thảy đều là pháp bảo, khắc linh văn huyền ảo phức tạp ở giữa không trung kích phát ra hình ảnh ánh sáng thiên biến vạn hóa, từng mũi tên nhọn thế mà có thể phân hóa ra bảy tám tia sáng, tạo thành hiệu quả mưa tên như thác, phủ đầu huyền hổ thiết vệ. Dầm, lăng thủ kính trực tiếp bị long lang đánh bay ra bảy tám mét, khiên linh năng bảo vệ quanh thân tính cả áo giáp đều chia năm xẻ bảy, một ngụ máu tươi tiếp một ngụ máu tươi điên cuồng phun ra, căn bản không địch nổi hàn nguyên thái một hiệp. Nếu không phải hàn nguyên thái, có ý để vị đại kiền thiên sứ này tỏ ra chật vật hơn chút, chỉ sợ một lần trà đạp này có thể đem hắn va đập tan xương nát thịt vù hoa lan bí kiếm của lăng lan nhi ở giữa không trung nở rộ ra hào quang lấp lánh sáng lạn phốc một vòng khí đen mờ nhạt ngưng tụ thành bộ dáng vầng trăng dễ dàng đem kiếm khí hình thái hoa lan chém thành hai đoạn còn phóng ra như gợn sóng như quần trăng đem kiếm khí cắn nuốt hết đối phương có hai nguyên anh tọa trấn bên này lại chỉ có một kết đan sơ kỳ cùng một kim đan tội nghiệp đây căn bản là một cuộc chơi không chút hồi hộp lăng thủ kính Lăng Lan Nhi và toàn bộ huyền hổ thiết vệ đều tuyệt vọng đến cực điểm, vẻ mặt cùng giống đầu kiếm tu tử cực kiếm tông lan trên mặt đất như đúc. Việc hôm nay, chỉ chết mà thôi. Lăng thủ kính dãy ruộ từ trên mặt đất bò dậy, vừa học máu, vừa điên cuồng hét lên, đại kiên tu sĩ, thà chết không lùi. Đám đông huyền hổ thiết vệ, trên thân mỗi người ít nhất cắm 3 năm mũi tên nhọn, cũng phát ra tiếng giống giận, lăng ra hổ bí, tử chiến không lùi. Trên mặt nữ kiếm tu kim đan lăng lan nhi hiện lên một tia kinh hoàng và mê mang, sau một lát bị kiên nghị lạnh lùng thay thế trường kiếm chỉ hắc nguyệt tôn giả phía xa kiếm khí xuyên qua ánh sáng mặt trời vừa mới từ trong núi dâng lên hắc nguyệt tôn giả cười ha ha ở trên đất nhẹ nhàng điểm một phát thân hình như trăng non trong mây đen khó mà nắm bắt lướt về phía lăng lan nhi mắt thấy trò chơi sư tử vô thỏ này sắp phải chấm dứt ở trong nháy mắt quỷ tần quý tộc hàn nguyên thái vẫn luôn mặt không biểu cảm thâm trầm như biển khuôn mặt chữ điền miệng vuông mắt rông cũng là vặn vẹo thành ma hoa hình cẩn thận phía sau hắn phát ra tiếng cảnh cáo sắc nhọn hoàn toàn mất đi chấn định tự nhiên nguyên anh lão quái nên có so với lăng thủ kính vừa rồi nhìn thấy hắn xuất hiện còn khẩn trương hơn hắn bỏ qua lăng thủ kính nhẹ nhàng ho một tiếng có thể đánh chết như mũi tên rời cung bắn như điện về phía hắc nguyệt tôn giả lúc này hắc nguyệt tôn giả cách lăng lan nhi cũng chỉ có một bước mà phía sau lưng hắn lại đối diện trung ương doanh địa cái hố to ban đầu dựng lên quân trướng của hỏa vô cữu cái hố to này là cạm bẫy Hàn Nguyên Thái và Hắc Nguyệt Tôn giả đã sớm chuẩn bị sẵn, bên trong chôn lượng lớn trường tâm lôi và dầu độc, quỷ hỏa, vừa rồi một hơi bẫy chết mấy chục tu sĩ Vu Man chung với đại kiền. Lấy xác chết các tu sĩ Vu Man đó làm nhiên liệu, quỷ hỏa xanh lét, đốt tới giờ phút này vẫn chưa tắt, ngược lại ở lúc Hắc Nguyệt Tôn giả từ trên hố to nhảy qua, lao về phía Lăng Lan Nhi, đột nhiên trở nên mãnh liệt. Quỷ hỏa xanh lét, giống như có được sinh mệnh nhảy nhót không ngừng, sâu trong quỷ hỏa phát ra một đợt tiếng cười quái dị khặc 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 thế mà vươn hai cái xúc tu lửa to như mãng xà, một cái hung hăng vung về phía Hàn Nguyên Thái, một cái khác thì vô thanh vô tức cuốn về phía Hắc Nguyệt Tôn giả. Bốp! Hàn Nguyên Thái không né không tránh, và chạm mạnh với một xúc tu trong đó, nhấc lên linh diễm kích động muôn tiếng nghìn hồng. Chợt nghe thấy vài tiếng vang lạ sẹt sẹt, vị côn bằng chi chủ trên U Vân Thảo Nguyên này phát ra tiếng kêu thảm thiết xé tim xé phổi, ngã về phía sau, đưa tay sở loạn ở trên mặt. Thì ra, trong yêu hỏa nhìn như hư vô mờ mịt, trống không một vật, thế mà còn ẩn chứa từng cây kim dài so với tơ tóc còn nhỏ hơn mấy lần. Hàn Nguyên Thái vốn tưởng đối phương là thuần túy linh khí công kích, tự cao linh năng hùng hậu, không sợ cứng đấu cứng với đối phương một lần. Không ngờ tồn tại quỷ dị này ẩn nấp ở trong hố sâu yêu hỏa, thế mà ti tiện như vậy, chơi một trò trong bông giấu kim, mà kim dài lại không biết là dùng tài liệu, thủ pháp gì luyện chế, nhỏ như lông sói, mềm yếu không có xương, lấy sức cảm giác cấp bậc nguyên anh của hắn thế mà cũng không kiểm tra được. Nhưng nó lại cứng rắn vô cùng, dễ dàng đâm thủng khiên linh năng bảo vệ của hắn, đâm thật sâu vào trong miệng mũi hắn. Từng cây kim dài lông sói ẩn chứa thần thông quỷ dị, sau khi đâm vào mặt hắn, thế mà còn rụi rụi, như dòi trong xương khoan thẳng vào trong óc hắn. Đây là yêu thuật tà pháp gì? Hàn Nguyên Thái rất kinh hãi, như gặp quỷ vội vàng thối lui, toàn lực vận công bức ra cây kim lông sói, nào còn để ý được tới hắc nguyệt tôn giả. Hắc Nguyệt Tôn giả chỉ có Nguyên Anh kỳ sơ giai, thực lực so với Hàn Nguyên Thái càng kém hơn một bậc, huống chi xúc tu quỷ hòa chủ yếu là nhằm vào hắn mà phát, không đợi hắn phản ứng lại, đã đem cả cái chân phải cuốn lấy, mấy chục cây kim độc ẩn nấp trong quỷ hỏa sẹt sẹt đều đâm vào trong mạch máu của hắn, theo mạch máu tràn đi quanh thân. A, à. Hắc Nguyệt Tôn giả chỉ cảm thấy mạch máu quanh thân đều gặp đau đớn, như vạn con kiến cắn vào tim, linh khí vận hành hoàn toàn bế tắc. Bá ở trước mắt toàn bộ tu sĩ Vu Man, Huyền Hổ Thiết Vệ và Quỷ Tần Thiết Kỵ, chỉ thấy Hắc Nguyệt Tôn giả bị xúc tu quỷ hỏa hung hăng túm, hoàn toàn không có sức phản kháng, đã bị túm vào trong quỷ hỏa xanh lét quấn quanh, giống như cái hố to sâu không thấy đáy. Khặc khặc. Trong hố to yêu hỏa nhất thời truyền đến một đợt thanh âm tà ác yêu dị, làm đầu người ta đau muốn nứt. Ký như là ngàn vạn ma đầu từ sâu, trong cửu u hoàng tuyền phát ra tiếng cười dữ tợn, lại như là vô số côn trùng tụ tập cùng một chỗ vạn vẹo mấp máy vô luận tu sĩ vu man quỷ tần kỵ binh hy là huyền hổ thiết vệ tất cả đều cảm thấy màng nhĩ xé rách trái tim căng lên mơ hồ có cảm giác nôn mửa cho dù vận lên linh năng quanh thân ngăn cản cũng không cách nào áp chế sự chấn động cùng sợ hãi ở đáy lòng quỷ hỏa xanh lét trong cái hố khổng lồ kia lại như là bị người ta dội lên một gáo dầu nóng vù một tiếng bỗng bốc đến cao mấy chục trượng như một cái cây lửa giữ tận dương nanh múa vuốt vô số đốm lửa như thiên nữ tán hoa bắn về phía người xem ở xung quanh như ta muội chân hỏa gặp gió là bốc lên, trôi giạt tàn sát, làm khung cảnh đầy hỗn loạn, mọi người đều kêu cha gọi mẹ chạy chối chết. A! À, sâu trong hố to truyền đến tiếng kêu thảm thiết xé tim xé phổi của Hắc Nguyệt Tôn giả, giống như hắn đang thừa nhận tra tấn tàn khốc nhất trên đời. Toàn bộ tu sĩ Vu Man đều nhìn nhau, kinh hãi muốn chết, cần tiêu hao toàn bộ linh năng mới có thể khiến hai chân mình không đến mức phát run. Bọn họ vẫn là lần đầu nghe được Hắc Nguyệt, tôn giả vị cao thủ số một Vu Nam mũ lộ này, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương như thế. Theo Hắc Nguyệt Tôn giả kêu thảm thiết, còn có tiếng cười quái dị đợt sau cao hơn đợt trước, một thanh âm vừa chói vừa sắc, như từ sâu trong dì sắt cùng trong khe hở tầng nham thạch phát ra kêu, nham ôn, long, nhìn rõ ta là ai, nợ cũ mấy chục năm của chúng ta, rốt cuộc có thể tính toán cẩn thận một lần rồi. Nham ôn long chính là tên ban đầu của Hắc Nguyệt Tôn giả. Từ sau khi hắn trở thành nguyên anh lão quái hiệu lệnh mấy chục đồng trại, uy chấn vu nam ngũ lộ liền cực có ít ai dám có gan gọi thẳng tên hắn thậm chí ngay cả bốn chữ hắc nguyệt tôn giả cũng không phải vu nhân bình thường dám gọi ra khỏi miệng tuyệt đại bộ phận vu nhân nhìn thấy hắn đều phải phủ phục ở dưới đất cung kính gọi một tiếng lão tổ nhưng bây giờ vị lão tổ này lại là ở trước mắt bao người rơi vào kết cục cực kỳ bi thảm không ít tu sĩ vu man mặt đầy nếp nhăn già nua lớn tuổi mơ hồ cảm thấy thanh âm quái dị này có chút quen tai không phải âm điệu, mà là loại hương vị tà ác dữ tợn cản rỡ, sát khí ngập trời kia ẩn chứa ở trong giọng nói. Tất cả bọn họ đều nhíu mày, cẩn thận nhớ lại. Bỗng nhiên, một lão vu trong đó run bắn lên, da mặt xám ngắt, sâu trong yết hầu phát ra tiếng kêu quái dị a, à, lại là bị dọa vỡ mật chết tươi. Hắc Nguyệt tôn giả ở dưới nhân vật thần bí kia trà đạp, không có một chút sức đánh trả nào. Ngay cả tiếng kêu thảm thiết ngay từ đầu cao vút, cũng ở sau một lát biến thành tiếng rên rỉ đứt quãng tiếng rên rỉ đến lúc mỏng manh nhất, bỗng nhiên nghe được rắc rắc mấy trăm tiếng nổ vang ngưng tụ thành một đạo, như là xương toàn thân Hắc Nguyệt Tôn giả đều ở nháy mắt bị bẻ gãy đập vụn. Ngay sau đó, yêu hỏa vù một tiếng, lại lần nữa sáng ngời lên một bậc, từng mảng huyết tương từ sâu trong hố to phun trào, bị yêu hỏa đốt cháy hết. Chỉ còn lại có mấy cái xương cùng nửa cái xương sọ, nhưng cũng ở trong dây lát hóa thành cho bụi. Vù, quỷ hỏa xanh lét nháy mắt lùi hết về trong hố to, không thấy chút đốm lửa nào nữa, trong hố to bốc lên sương mù màu xanh lục, dần dần tuôn trào ra như một cái hồ lớn khói sóng mênh mông, giống như địa vị ngang hàng với ánh bình minh. Phạm vi vài trăm mét đều bị sương mù xanh lục bao phủ. Sương mù xanh lục này như do vô số yêu ma ngưng tụ mà thành, có sinh mệnh tà ác, hướng bốn phía phát ra tiếng tê tê, thường thường vươn ra từng cái xúc tua, muốn đem tu sĩ quanh mình đều kéo vào trong sương mù. Mặc dù tu sĩ vu man từ nhỏ sinh trưởng ở vùng chứng khí vu nam, sở trường bằng môn tả đạo vu cổ chi thuật cũng chưa từng gặp cảnh tượng quỷ dị như thế. Càng không cần phải nói huyền hổ thiết vệ cùng quỷ tần kỵ sĩ đến từ Trung Nguyên, Bắc Địa. Cảm giác được sâu trong sương mù xanh lục truyền đến linh năng uy áp mạnh vô cùng, như một con hồng hoang cự thú đang phá kén mà ra. Toàn bộ người tu chân đều cảm thấy miệng khô lưỡi khô, hai bờ mông run rẩy, không biết làm sao. Trung ương sương mù xanh lục điên cuồng nổi sóng, dần dần hiện ra một đám sương mù hình người. Đám sương mù phát ra tiếng xèo xèo, hướng bốn phía tản ra, nhân vật thần bí vừa mới chấn áp hắc nguyệt tôn giả rốt cuộc hiện ra nguyên hình thoạt nhìn người này vóc dáng không cao hơi gầy yếu khuôn mặt non nớt như thiếu niên nhưng khoái mắt che kín nếp nhăn nhỏ vụn cùng với đôi con ngươi đen kia thâm thúy như biển thỉnh thoảng lóe ra hào quang độc ác lại thêm môi hơi mím lại như hai con chát đao lại làm người ta không nắm rõ được tuổi thật sự của hắn hắn mặc một bộ áo bò xanh lục rộng thùng thình như do quỷ hỏa ngưng tụ thành mái tóc đen như thác nước tùy tiện phân tán ở sau đầu thỉnh thoảng ở dưới quỷ hỏa tô đậm, không gió mà dựng lên, vung vẩy cuồng loạn. Hắn lơ lửng giữa không trung, hai tay chắp sau lưng, không kiêng nể gì phóng thích linh khí mạnh mẽ vô cùng, từng đạo dao động xé rách không khí, hình thành gợn sóng mắt thường có thể thấy được, tạo ra hình tròn hướng bốn phía khoách tán. Vừa mới đem một nguyên anh lão quái hoàn toàn hóa thành nước mù, lại đem nước mù hóa hết thành cho bụi, với hắn mà nói, tựa như là một việc nhỏ không cần tốn nhiều sức. Giờ phút này, đối mặt mấy trăm tu sĩ bao gồm một nguyên anh, vài kết đan ở bên trong, hắn cũng không đặt ở trong lòng chút nào. Ánh mắt lạnh lùng đến cực điểm kia tùy ý quét đến, giống như quỷ mọp trên mặt đất đều là một đám gà đất chó ngói. Mỗi một tu sĩ bị ánh mắt hắn quét đến, đều cảm thấy mình đang nằm ở dưới một thanh chát đao, tùy ý kẻ này xử lý. Không ít tu sĩ vu man to gan nhìn trộm, lại thấy giữa mi tâm người này vốn có một cái bớt màu xanh lục nho nhỏ, như là một điểm nhỏ màu xanh lục, lại là ở dưới linh năng kích động, như mực nước nhỏ trên giấy tuyên thành chậm rãi lan ra, dần dần chiếm cứ nửa bộ phận cả khuôn mặt, hình thành hình dạng một con đại bàng lớn màu xanh. Con đại bàng lớn màu xanh này vỗ cánh muốn bay, chiếm cứ hơn nửa khuôn mặt hắn, lại giống đeo cho hắn một cái mặt nạ, làm người này tỏ ra càng thêm quỷ quyệt khó lường, khó có thể nắm lấy. Tướng Mạo Tà Dị đến cực điểm này, làm trái tim các tu sĩ Vu Man run lên, đều nhớ tới một cái tên đã sớm biến mất mấy chục năm, lại vẫn là người ta nghe tin đã sợ mất mật, đêm không thể ngủ. Linh, linh, linh thú không chờ bọn hắn hô ra tên người này người này đã ở trong một chuỗi tiếng cười quái dị khặc khặc áo bò xanh lục run lên thật giống như một con đại bàng lớn bụng đói kêu vang hướng hàn nguyên thái một tên nguyên anh khác ở đây đánh tới hàn nguyên thái vừa mới vận công đem kim độc quỷ bí đến cực điểm ở đây mặt rút ra liền cảm giác được một luồng linh năng uy áp so với mình càng thêm mạnh mẽ đập vào mặt trong lòng kinh hãi đến cực điểm hắn không hổ là cao thủ đứng đầu số một số hai trên u vân đại thảo nguyên gầm nhẹ một tiếng không lùi mà tiến một binh khí kiểu đặc biệt như được khảm mấy chục cái nanh sói đã giống chiến đao lại giống lưỡi cưa nắm ở trong tay linh diễm quanh thân ở giữa không trung ngưng tụ thành một con sói lớn lưng chắp hai cánh ngao ngao con sói lớn do linh diễm cô đọng mà thành giống như vật còn sống hiển lộ toàn bộ hai cánh rung lên lao về phía quái nhân thần bí kia khạc 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 quanh thân quái nhân quấn quanh sương mù xanh lục lại phát ra tiếng rít làm người ta ghê răng đau tai trong xương mù xanh lục bỗng sinh ra bảy tám cái tay quỷ gầy trơ cả xương một nửa chụp con sói lớn một nửa khác thì đánh về phía hàn nguyên thái lại là chiêu này hàn nguyên thái vừa sợ vừa giận lần này rốt cuộc cảm giác được ở trong quỷ trào do quỷ hỏa ngưng tụ thành còn ẩn chứa mấy trăm cây kim độc như lông sói mềm nhũn không xương theo gió lẻn vào đây rốt cuộc là pháp bảo gì âm hiểm ác độc như thế tuy nhìn thấu thần thông của đối phương nhưng loại kim độc ẩn giấu ở trong quỷ hỏa đem linh khí công kích cùng pháp bảo công kích hòa hợp một thể, thiên biến vạn hóa, khó mà ứng phó. Trong lòng Hàn Nguyên Thái âm thầm kêu khổ, chỉ có thể miễn cưỡng tập trung toàn bộ tinh thần, từng cây kim độc phân biệt dấu ở trong quỷ hỏa, tuyệt đối không thể bỏ sót nửa cây. Đúng lúc này, trong lòng hắn bỗng sinh ra báo động, xương khớp quanh thân vang lên hỗn loạn rắc rắc, cưỡng ép hướng bên trái bước ra nửa bước. Chiến đao nanh sói trong tay lại vô thanh vô tức gãy thành hai đoạn, mặt gãy trơn nhẵn như gương, nhìn không ra chút nào không trọn vẹn lại là một sợi tơ vân mẫu so với kim độc càng nhỏ hơn gấp 10, vô ảnh vô hình, sắc bén vô cùng, từ trước mặt hắn bay qua. Nếu không phải phản ứng nhanh nhẹn, sợi tơ vân mẫu này vừa rồi chặt đứt sẽ không là chiến đao nanh sói, mà là cổ tay hắn. Thẳng đến giờ phút này, hắn đã nhảy lên nhảy xuống, chật vật đến cực điểm. Đối phương lại mỉm cười, hai tay chắp sau lưng, thuần túy dùng linh khí công kích, thoải mái có thừa. Đây, đây rốt cuộc là quái vật từ đâu toát ra, lại có dị bảo âm độc đến cực điểm này. Hàn Nguyên Thái khóc không ra nước mắt, trong lòng điên cuồng hét lên. U Vân Quỷ Tần hung hãn không sợ chết, nhìn thấy chủ tướng bị nhốt, lập tức thét dài, thúc long lang, vây công. Quái nhân áo bò xanh lục hừ lạnh một tiếng, ống tay áo dài run lên, từ trong tay áo bay ra đến mấy chục cái đầu lâu lập lòe tỏa sáng, vèo vèo xoay hỗn loạn trên trời. Những cái đầu lâu này lại là dùng kim loại và tinh thạch tạo hình thành, xảo đoạt thiên công, sống động như thật trong hốc mắt cùng xương cầm trống rỗng có quỷ hỏa xanh lét thiêu đốt khi bay đến trước mặt quỷ tần kỵ sĩ rầm rầm vài tiếng ùn um ùn um phát nổ hóa thành ngàn vạn bộ xương lửa xanh lục cháy lên một bức tường lửa quỷ mị đem bọn họ cùng chủ tướng ngăn ra cảm giác được trong tường lửa ẩn chứa linh năng yêu dị đám đông quỷ tần kỵ sĩ cho dù còn lao lên long lang dưới khố bọn họ lại đều ở sau từng đợt rên dỉ chu lên sụi lơ xuống đất miệng sùi bọt mép run rẩy không thôi hoàn toàn bị khuất phục chờ quỷ tần kỵ sĩ ngã xuống đất ba chân bốn cẳng bò dậy cách quỷ hỏa khô lâu nhìn lại thấy đến một hình ảnh bọn họ vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng côn bằng chi chủ trăm trận trăm thắng đại cao thủ nguyên anh kỳ trung giai bắc đi anh hào hàn nguyên thái tung hoành u vân đại thảo nguyên mấy chục năm trong cảm nhận của bọn họ lại là bị một gông xiềng to lớn như hài cốt kên kên trói chặt hai cái cánh của kên kên đâm thật sâu vào hắn hai móng vuốt móc chặt xương tỉ bà hắn vừa nhỏ vừa dài cái cổ che kín răng cưa cũng quấn lấy cổ của hàn nguyên thái hàn nguyên thái bị gông xiềng hình thù kỳ quái này khóa chặt không thể động đậy biểu cảm trên mặt thật sự là muôn hồng nghìn tía cực kỳ ngoạn mục quái nhân áo bò xanh lục kia mở ra năm ngón tay đè đầu hàn nguyên thái như diều hâu bắt gà đem hắn nhẹ nhàng sách lên trong con ngươi đen sâu thẳm không nhìn ra được chút gợn sóng nào thản nhiên nhìn quét qua quỷ tần kỵ sĩ trong tích tắc mọi thứ đều xong hai nguyên anh một chết cực kỳ bi thảm một sống chật vật đến cực điểm. Nhìn thấy tình cảnh này, toàn bộ tu sĩ vu man xung quanh mới như ở trong mộng mới tỉnh, vu vu quỳ dạp hết xuống, không biết là ai ngẩng đầu đầu tiên, tiếng gào khóc thảm thiết lúc trầm lúc bổng, liền thành một mảng, vang vọng núi rừng. Linh thứ thượng nhân, linh thứ, lão tổ, cao thấp ngân lang sơn lang vĩ động, cung nghênh pháp giá linh thứ thượng nhân. Lão tổ, lão tổ, chúng ta, chúng ta khổ sở trông mong 60 năm, ngài cuối cùng đã về rồi truy cập haleji com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé chúc mừng lão tổ luyện thành thần thông nhất thống vu nam uy trấn thiên hạ linh thứ lão tổ thần uy vô địch trên dưới ngân lăng sơn ta theo lão tổ làm chủ sai đâu đánh đó lão tổ lão tổ lão tổ a à. lăng lan nhi từ trong cơn ác mộng kỳ quái tà ác đến cực điểm đột nhiên bừng tỉnh nhịn không được rên rỉ một tiếng lúc này mới phát hiện mình trong lúc ngủ mơ nghe được tiếng a du nịnh hót thế mà thật sự là từ quanh hỏa lỗ thành trại truyền đến cô như rơi vào hầm băng quanh thân phát run một viên kim đan trong bụng cũng lay động chập chờn như ngọn nến trong cuồng phong thở dốc thật lâu mới hồi tưởng lại nơi này không phải là doanh địa hỏa vô cữu đầy lộn xộn lại là sâu trong hỏa lỗ thành trại tạm thời là an toàn tuy không biết còn có thể an toàn bao lâu với lăng lan nhi mà nói mọi thứ xảy ra trong một ngày ngắn ngủn đã qua lại dài tới mức giống một cơn ác mộng vĩnh viễn cũng không thể thức tỉnh, cũng không cách nào dãy thoát. Trước ngày hôm qua, cô là con cưng của trời vạn người chú ý, thiên tài tu luyện vô cùng hiếm có, hoa lan tiên tử mỗi người hâm mộ. Cô từ nhỏ ở đại kiên thế gia lăng tộc trưởng thành, tuy là con gái, lại bởi vì sớm triển lộ tu luyện thiên phú, chưa bị gia tộc xem nhẹ, ngược lại đạt được tài nguyên tu luyện so với Nam Đinh còn càng thêm phong phú hơn. Mà cô cũng không cô phụ gia tộc kỳ vọng, lúc 12 tuổi liền bộc lộ sắc bén, chính thức bái vào môn hạ tử cực kiếm tông chỗ dựa của gia tộc, đường tu hành từ đó về sau thuận buồm xuôi gió, hát vang tiến mạnh, ngắn ngủn mấy chục tái, đã thành một trong các kim đan kiếm tu trẻ tuổi nhất tử cực kiếm tông, thậm chí toàn bộ đại kiền tu chân giới. Lăng Lan nhi tự đánh giá mình rất cao, cho rằng thiên hạ tuyệt không có việc hoa lan bí kiếm của cô không thể giải quyết. Lần này tuy là lần đầu tiên cô xuống núi lịch luyện, nhưng kẻ cần ứng phó chẳng qua là một đám thổ man vô tri, chưa được cô để ở trong lòng huống chi cô chỉ là phụ trợ đại sư huynh lôi đình nhất tự kiếm lâu trùng tiêu mới là chủ lực thật sự tất cả đều có đại sư huynh làm chủ cô còn có cái gì phải lo lắng chứ không ngờ trong một đêm gió mây biến ảo đại sư huynh cùng kiếm thủ tinh nhuệ trong tông môn đều đầu một nơi thân một nẻo hắc nguyệt tôn giả luôn luôn giao hảo với trung nguyên tu chân giới phản theo địch doanh địch quân cũng dám phái ra côn bằng chi chủ hàn nguyên thái nhân vật quan trọng như vậy mà ngay tại khoảnh khắc chỉ mảnh treo chuông vạn kiếp bất phục, lại không hiểu sao toát ra một tên linh thú thượng nhân âm trầm, tà dị đến cực điểm. Tất, tất cả cái này rốt cuộc là chuyện gì vậy? Lăng Lan Nhi hoàn toàn rối loạn phương tắc, lúc này mới nhận thức được thật sâu, mình đích thực bình thường ẩn nấp ở dưới lạnh lùng cùng cao ngạo, rốt cuộc là tái nhợt vô lực cỡ nào? Lan Nhi, đúng lúc này, phụ thân của cô, Vu Nam Ngũ Lộ chiêu thảo chế trí sứ Lăng Thủ Kính nghe được tiếng kêu, nhẹ nhàng gõ cửa, đi đến. Lăng Lan Nhi ở Tử Cực kiếm tông tu luyện mấy chục năm, cực ít về nhà, cảm tình với phụ thân luôn có chút xa cách. Hơn nữa, cô từ sau khi luyện thành kim đan, ở dưới mọi người thổi phồng, tâm tính dần dần xảy ra biến hóa, trái lại có chút không đem phụ thân kết đan kỳ sơ dai để vào mắt, cho rằng mình mới là cột chống của Lăng gia. Dọc đường Nam Hạ, phụ thân ở trước mặt cô cũng khúm núm, đối với thân phận kim đan kiếm tu của cô cực kỳ tôn kính, làm cô tăng thêm vài phần cuồng vọng tự đại. Thẳng đến giờ phút này, cục diện hỗn loạn đến tột đỉnh, mới biểu hiện ra sự trầm ổn lão luyện của Lăng Thủ Kính vị quan lớn này. Ở lúc Lăng Lan Nhi chân tay luống cuống, tâm thần đại loạn, hắn lại rất nhanh từ trong mờ mịt khôi phục lại, cẩn thận cân nhắc cục diện, ý đồ ngăn cơn sóng dữ. "Phụ thân, cục diện bên ngoài như thế nào?" Lăng Lan Nhi vội vàng lên đón hỏi. Bọn họ bây giờ bị linh thú thượng nhân giam lỏng ở trong hỏa lỗ thành trại, chưa được linh thú thượng nhân cho phép, ai cũng không được rời khỏi thành trại tuy tu sĩ vu man thủ vệ bên ngoài căn bản không ngăn được bọn họ nhưng vừa nghĩ đến bình minh nhuốm máu thủ đoạn tàn nhẫn đến cực điểm kia của linh thứ thượng nhân hai cha con có một thân tu vi kết đan kỳ lại không dám hành động thiếu suy nghĩ bây giờ địch ta chẳng phân biệt được tình huống không rõ ta đã bảo bọn nguyên vũ đi chính thức bái kiến linh thứ thượng nhân thuận tiện xem xem giọng điệu của hắn nguyên vũ làm việc trước nay thông minh nhanh nhẹn đợi lát nữa hẳn có tin tức chuyển đến con ta an tâm một chút chớ vội lăng thủ kính khoát tay áo đem một ấm trà lạnh trên bàn uống một hơi cạn sạch hiển nhiên trong lòng vị quan lớn triều đình nhìn như chấn định tự nhiên này cũng là mạch nước ngầm cuồn cuộn sóng chiều ngập trời không dứt xem xem giọng điệu lăng lan nhi có chút mờ mịt nghĩ nghĩ tự mình an ủi hỏi nhưng buổi sáng linh thú thượng nhân vừa xuất hiện đã hành hạ đến chết hắc nguyệt tôn giả còn đem hàn nguyên thái cũng đánh bị thương nặng như thế xem ra hắn hẳn là đứng về phe triều đình trung thành và tận tâm chứ Đoạn lời này khiến Lăng Thủ kính bật cười, nghĩ một chút, giải thích, khúc chết trong đó, con ta có điều không biết, nhưng cũng không trách được con. Linh thú thượng nhân vốn là nhân vật thế hệ trước hoạt động ở 80 năm trước, lại hàng năm chiếm cứ vùng Vu Nam, chưa bao giờ giao thiệp với Trung Nguyên, bởi vậy hung danh không hiện, người trẻ tuổi bọn con chưa từng nghe nói hung danh hiền hách của hắn, cũng là rất bình thường. Lăng Thủ kính thở dài, đem hành vi của Linh thú thượng nhân ngày xưa lần lượt hướng con gái giới thiệu. Nữ kiếm tu kim đan nghe xong liên tục chật lưỡi, hít khí. Thù hận giữa linh thú thượng nhân và hắc nguyệt tôn giả đôi sư huynh đệ này rất sâu. Nghe nói 6-70 năm trước, nguyên do sự việc kiểu như, bởi vì ham bảo vật để lại từ sư phụ bọn họ ngũ âm lão tổ, hắc nguyệt tôn giả tìm một cơ hội, giết linh thú thượng nhân. Lăng thủ kính cười khổ nói, nhưng bây giờ xem ra, linh thú thượng nhân lại là mạng không nên tuyệt, cũng chưa thật sự chết đi, có lẽ còn có một phen cơ duyên khác, lại che giấu tung tích mấy chục năm, bế quan tu luyện. Gần đây giúp cuộc luyện thành tuyệt học, trở về tìm Hắc Nguyệt Tôn giả báo thù. Hắn luôn ẩn nấp ở trong đại quân của chúng ta, thậm chí cố nén đau đớn bị lửa độc thiêu thân, chính là vì chờ một cơ hội tốt nhất, đem sư huynh hắn Hắc Nguyệt Tôn giả một chiêu kết thúc. Hung nhân này tuy giết chết Hắc Nguyệt Tôn giả, nhưng thuần túy là cắt đứt nỗi oán hận riêng, lại chưa chắc nhất định sẽ đứng về bên đại kiền. Nếu hắn lúc ấy thuận tay đem Hàn Nguyên Thái cũng một chiêu giết chết, vậy ngược lại dễ nói, chỉ tiếc Hàn Nguyên Thái chỉ bị thương nặng bắt lại, lại để lại biến số mới. Thế mà lại là Vu Man hung nhân gần trăm năm trước. Lăng Lan Nhi không thể tưởng tượng nói, vậy diện mạo hắn sao lại trẻ tuổi như thế? Vùng Vu Nam chứng khí, cổ thuật tà pháp cực nhiều, hắn bế quan mấy chục năm, chuyện cổ quái nào cũng có khả năng xảy ra, thậm chí đoạt xá đổi hồn, điều chế một cơ thể vu độc hoàn toàn mới, cũng là chuyện bình thường. Lăng Thủ kính nói, hung nhân này ở 6, 70 năm trước đã là kim đan cường giả Vu Nam hiếm thấy, bế quan mấy chục năm, nghĩ hẳn thật sự có được một phần tạo hóa to lớn. Luyện thành kỳ công tuyệt nghệ huyền diệu khó giải thích, một hơi sông lên nguyên anh kỳ trung giai thậm chí cao giai, trở thành tuyệt thế cường giả có hạng trong thiên hạ. Con ta tuyệt đối không thể vì hắn dung mạo non nớt liền mang lòng xem thường, hắn tuyệt đối là một trong các hôn nhân đáng sợ nhất thiên hạ. Lăng Lan Nhi liên tục gật đầu, nói dỡn, ai nếu là tận mắt nhìn thấy thủ đoạn tàn nhẫn của hôn nhân này lúc bình minh còn dám khinh thường, vậy thật sự là ngại mạng mình quá dài. Vậy Lăng Lan Nhi trầm ngâm một lát, lại hỏi phụ thân cho rằng. Vị linh thú thượng nhân này bế quan mấy chục năm, vừa mới thần công đại thành, phá quan mà ra, báo được thù lớn, rốt cuộc sẽ đứng ở bên nào, là đại kiên chúng ta, hay là u vân quỷ tần. Lăng Lan Nhi rất lo lắng. Cô luôn cảm thấy hung nhân này thủ đoạn tàn nhẫn, rất tương tự với phong cách tàn bạo ác độc người quỷ tần u vân. Sư môn hàng ngày tuyên dương, là cá mè một lứa. Khó mà nói, khó mà nói nha. Lăng thủ kính cười khổ lắc lắc đầu nói, dù sao cũng là nhân vật thế hệ trước may danh ẩn tích mấy chục trước, Trước kia ở Trung Nguyên lại không có tiếng tăm quá lớn, chúng ta đối với tâm tính cùng phong cách hành sự của Linh Thứ, thượng nhân đều biết rất ít. Huống chi kẻ này là một người tâm địa độc ác, trừng mắt tất báo, âm lệ thành tánh, hoàn toàn không thể phỏng đoán đánh giá, làm việc đều dựa vào hứng thú bản thân, quả thực là tên điên rõ đầu rõ đuôi. Kẻ này so với Hắc Nguyệt Tôn giả càng thêm khó có thể nắm bắt gấp 10, ai cũng không biết hắn rốt cuộc sẽ lấy lý do gì đứng ở bên nào, hoặc là một bên nào cũng không đứng, chỉ là độc lai độc vãng, làm theo ý mình mà thôi chẳng qua, con ta, vì đại kiền, vì lăng gia, cũng vì tử cực kiếm tông bọn con, chúng ta lại là nhất định phải nghĩ cách, đem người này mượn sức được. a à, trên khuôn mặt xinh đẹp của lăng lan nhi hiện ra vẻ kháng cự cực kỳ rõ ràng. Tử cực kiếm tông là danh môn chính phái, lý niệm giúp đỡ chính đạo, hành hiệp trượng nghĩa xâm nhập lòng người. Cô đối với linh thú thượng nhân loại vu man hung nhân nằm, giữa bảng môn tả đạo cùng tà ma ngoại đạo này có sự kháng cự trời sinh. Con ta, bây giờ là lúc nào rồi, cần phải lấy đại cục làm trọng. Lăng thủ kính thở dài một tiếng, lời nói thấm thía, ta cũng biết, con nhất định không quen nhìn phong cách làm việc độc ác của linh thú thượng nhân, đâu chỉ là con. Ngay cả vi phụ lại há muốn lá mặt lá trái với dã nhân như vậy. Chẳng qua, hắn có thể lấy một địch hai, nháy mắt chấn áp hai nguyên anh, một thân tu vi quả thực sâu không lường được, tuyệt thế cao thủ như vậy, nếu không đứng về bên triều đình, mà là đầu nhập người quỷ tần, sẽ mang đến cho đại kiến ta bao nhiêu phiền toái chứ. Huống chi, hung danh của hắn sớm ở mấy chục năm trước đã truyền khắp toàn bộ Vu Nam, hôm nay lại ở trước mắt bao người, hành hạ đến chết cao thủ số một Vu Nam Hắc Nguyệt Tôn Giả, chấn nhiếp vô số bộ tộc Vu Nam. Thái độ của hắn cũng có khả năng cực lớn, quyết định động hướng của toàn bộ Vu Nam, mà động hướng của Vu Nam ngũ lộ lại quan hệ đến trên dưới lăng gia chúng ta hơn ngàn người, cùng với toàn bộ tử cực kiếm tông bọn con tổn vong. Một điểm này, con trước khi xuống núi phía, sư phụ con hẳn là cũng nói rõ với con mặt lăng lan nhi lộ vẻ dối rắm có chút bất đắc dĩ gật gật đầu chuyến đi vu nam của chúng ta lần này những kẻ trong triều đình đều vui sướng khi người gặp họa chỉ chờ xem kịch hay của chúng ta lăng thủ kính hừ lạnh một tiếng nói nếu chúng ta chẳng những có thể ổn định được cục diện vu nam ngũ lộ thậm chí có thể dùng lễ mời một đại cao thủ nguyên anh kỳ trung giai trở lên trở về vậy quan to quan nhỏ trong triều đình còn có cái gì có thể nói còn lấy cái gì để trị tội lăng ra chúng ta thất tông bát phái trong tu chân giới lại lấy cái cớ gì để soát nhà tử cực kiếm tông của con lăng lan nhân muốn nói lại thôi trong đôi mắt đẹp tràn ra gợn sóng mê mang hiển nhiên là nghĩ tới mây đen bao phủ ở đỉnh đầu gia tộc cùng tông phái lại không kiên trì như vừa rồi nữa lăng thủ kính vội ho một tiếng nói con ta linh thứ thượng nhân này tuy tính cách cực đoan âm độc hung ác xuống tay độc ác cũng may hắn vẫn chưa ở trung nguyên phạm phải tội ác lớn bằng trời nào hắn là vu man dã nhân nơi kém văn minh sao ăn tươi nuốt sống không thông giáo hóa tu luyện một số vu cổ bí pháp nhìn như khủng bố cũng là điều bình thường. Trước mắt là cục diện biến đổi to lớn trước đây chưa từng gặp. Triều đình đang lúc dùng người, đại kiền tu chân giới cũng có kẻ địch càng thêm hung ác phải ứng phó. Chỉ cần hắn đồng ý góp sức cho triều đình, nghĩ hẳn tu chân giới cũng sẽ không quá mức so đo với quá khứ của hắn. Mà con ta nếu có thể dùng lễ pháp trung nguyên, quy củ chính đạo tu chân giới để giáo hóa hắn, làm hắn bỏ cái ác phát huy cái thiện, cải tà quy chính, càng là công đức vô lượng. Lăng Lan Nhân liên tục cười khổ, lòng dối như tơ vò, đôi môi thơm run rẩy hồi lâu, chỉ là lặng lẽ phun ra một ngụm khí đục, nói, cái này, cái này, cái này so với điều con gái trước khi xuống núi nghĩ, thật sự quá khác nhau. Là khác nhau. Lăng Thủ Kính cũng cảm thấy đoạn lời nói của mình vừa rồi có chút vô sỉ, thậm chí có chút ý tứ đem con gái đẩy vào trong hố lửa. Chỉ là thân ở trong vòng xoáy, ngay cả hắn đường đường kết đan này cũng chỉ có thể nước chảy bèo trôi, có chút vô ý toàn bộ gia tộc đều phải tan xương nát thịt, trừ không để ý tất cả dãy ruộng, lại có cách nào nữa? Con ta, con ngày sau sẽ biết. Vu Nam ngũ lộ chiêu thảo chế, trí sứ dầu dĩ nói, người đời đều nói tu chân gian nan, khó hơn lên trời, không biết ở trong hồng trần thế tục dãy ruộng cầu sinh, đến cuối cùng muốn toàn thân mà lui, lại so với tu chân luyện khí, ngự kiếm phi thăng, càng khó hơn gấp trăm lần, ngàn lần. Hai cha con đang lúc thở dài thở ngắn, âm thầm mưu tính, gia đình bên ngoài báo lại, hai người hầu cận đến bái kiến linh thú thượng nhân đã trở lại. Nguyên Vũ, linh thú thượng nhân có lời gì, khi nào có thể tiếp kiến chúng ta? Chuyện quá khẩn cấp, Lăng Thủ Kính cũng không để ý tới việc bày ra cái giá chiêu thảo sứ, thế mà tự hạ thân phận mình, dùng hai chữ tiếp kiến. Nguyên Vũ kia là một thanh niên rất tháo vát nhanh nhẹ, cũng sắp chạm đến ngưỡng cửa trúc cơ kỳ, giờ phút này lại như là cả phơi xương, mặt mày suy sụp nói, hồi bẩm lão ra, ta chưa gặp được linh thú thượng nhân, đã bị một đám tu sĩ vu man đẩy ra, nghe nói linh thú thượng nhân đi gặp Hàn Nguyên Thái trước, muốn sau khi xác định xử lý Hàn Nguyên Thái như thế nào mới có thời gian gặp chúng ta cái gì Lăng Thủ Kính và Lăng Lan Nhân như bị sét đánh hai cha con liếc nhau đều phát hiện sắc mặt đối phương trắng bệch đầu đầy mồ hôi Linh thú thượng nhân thật sự chưa hạ sát thủ đối với người quỷ tần còn gặp người quỷ tần trước mới gặp người đại kiền cái này cái này cái này trong lúc nhất thời hình tượng Linh thú thượng nhân ở đáy lòng bọn họ trở nên càng thêm cao thâm khó lường trung ương hỏa lỗ thành trại, một tòa nhà lớn kiểu dáng trung nguyên. Nơi đây vốn là chỗ ở của hỏa lỗ tộc trưởng, tường cao sân sâu, gạch xanh đầy đất, sân sau còn đào ra một cái hồ nước, trồng dương liễu thanh trúc, cả hồ có hoa sen củ sen, cá tôm lượn lờ. Có thể ở vùng Vu Nam, duy trì một căn nhà có sân thanh u lịch sự tao nhã như vậy, cái giá phải trả tương đối xa xỉ, bởi vậy cũng có. Thể nhìn ra thực lực hùng hậu của hỏa lỗ bộ tộc ở Vu Nam. Giờ phút này, gian nhã xá này tự nhiên trở thành chỗ ở lâm thời của linh thứ, thượng nhân cao thủ số một vu nam, một thế hệ mới. Nhưng ở bên cạnh hồ nước sân sau, nửa quỳ nửa ngồi trên mặt đất dưới rừng liễu lại không phải linh thứ thượng nhân, mà là một gã đại hán tám thức khí chất không hợp với nơi đây, côn bằng chi chủ hàn nguyên thái. Quanh thân hán tràn đầy vết máu, trên đầu còn lưu lại vài vết cào linh thứ thượng nhân cứng rắn cậy ra, trên mặt tràn đầy sẹo kim độc rậm rạp, mặt mũi bầm dập, chật vật không chịu nổi trên người bộ gông xiềng hài cốt linh thứ quỷ dị kia cũng chưa tháo xuống ngược lại càng lún càng sâu không những khiến hắn không vận chuyển được nửa phần linh khí hầu như trở thành phế nhân ngay cả há mồm thở dốc cũng biến thành chuyện đau khổ không chịu nổi vẻ mặt vị hào kiệt đất bắc này lại khá chấn định tự nhiên thậm chí mang theo một tia hương vị như có hứng thú ngồi ở bên cạnh ao hoa sen cũng không ngắm hoa sen mà là cúi đầu nghiên cứu gông xiềng trên người pháp bảo thật tinh xảo quả thực so với tử ngọ xuyên tâm tỏa thần đô thiên lao sử dụng còn tỉ mỉ chi tiết hơn đem huyệt khiếu cùng kinh lạc yếu hại quanh thân ta khóa hết vô luận dãy dụa như thế nào cũng không thoát được chỉ sợ đại la kim tiên nếu là chịu một món pháp bảo này cấm chế cũng phải quỳ xuống cầu xin tha thứ lại thêm kim độc lông sói xuất quỷ nhập thần kia còn có vân mẫu lợi nhận so với kim độc càng nhỏ hơn gấp 10, hầu như không cảm giác được từng thứ đều là pháp bảo đoạn tử tuyệt tôn nham hiểm ác độc đến mức tận cùng cẩn thận cân nhắc, trình độ linh năng hùng hậu của linh thú thượng nhân này, chưa chắc đã cao hơn ta bao nhiêu, nhưng hắn mang thần binh lợi khí, lại vẫn luôn dẫn mà không phát, nấp thật sâu ở trong hố sâu lửa độc chờ cơ hội, thẳng đến thời cơ thích hợp nhất mới phát động một đòn sấm sét. Phần tâm tính này, lại so với kim độc, đao sắc cùng gông xiềng, còn đáng sợ hơn gấp trăm lần. Lần này Nam Hạ, vốn là đến chiêu mộ anh hùng trong thiên hạ, người xuất sắc như vậy, nếu có thể để cho Vân Tần ta sử dụng, lo gì bá nghiệp không thành chứ? Hàn Nguyên Thái đang âm thầm cân nhắc, bỗng cảm thấy hoa sen trong ao khẽ run lên một phen, trái tim của mình cũng đau đớn như là kim đâm. Lúc ngẩng đầu nhìn, linh thứ thượng nhân tóc đen áo bào xanh lục, khuôn mặt non nớt, đôi mắt thâm thúy kia, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trước mặt hắn. Vết bớt, trên mặt tuyệt thế hung nhân này lại có rút thành một điểm màu xanh lục nho nhỏ, ở mi tâm, khuôn mặt tỏ ra khá thanh tú. Nhưng, ở trong mắt Hàn Nguyên Thái từng tự thể nghiệm thủ đoạn của hắn, phần thanh tú này lại biến thành một loại hương vị rất lớn khủng bố khác. Hàn Nguyên Thái cố nén sự sợ hãi trong lòng, bỗng cao giọng cười to nói, thượng nhân rốt cuộc đến rồi. Lý Diệu không có biểu cảm gì. Đáy lòng lại cộng thêm cho bên quỷ tần không phải 5 điểm. Hắn cố ý vứt quỷ tần và đại kiền hai bên một canh giờ, lại là đang âm thầm yên lặng quan sát phản ứng của hai bên. Quỷ tần kỵ sĩ cùng vị phụ tá đắc lực này của Hàn Bạt Lăng, biểu hiện đều tương đối chấn định tự nhiên, mặc dù là giả vờ cũng tốt, ít nhất nhìn từ mặt ngoài, đều như là làm bằng đồng bằng sắt, không có sơ hở quá lớn. Quân đội Vương Triều Đại Kiền bên này lại là than thở, chân tay luống cuống, ngay cả cha con Lăng Thị biểu hiện cũng tương đối không chịu nổi. Mà Hàn Nguyên Thái ở lúc nhìn thấy mình, rõ ràng trong lòng thấp thỏm bất an, lại còn có thể mặt không đổi sắc cất tiếng cười to, coi như là anh hùng hào kiệt. Ánh mắt Lý Diệu xẹt qua ở trên gông xiềng trên người Hàn Nguyên Thái. Bộ gông xiềng này là hắn dựa theo nguyên lý của độc hạt thực cốt xuyên tâm tỏa, lấy kỹ thuật luyện khí cổ pháp một lần nữa làm ra một bộ gọi là linh thú tiệt kinh đoạn mạch tỏa ngưng tụ tinh hoa luyện khí cấp bậc nguyên anh của bách luyện tông là hắn đo đếm theo nguyên anh của thế giới này hàn nguyên thái đeo khóa này diện mạo vẫn hiên ngang chuyện trò vui vẻ làm lý diệu mơ hồ sinh ra một phần hào cảm đối với hắn lý diệu trừng mắt không âm không dương nói hàn đạo hữu nhìn thấy bản thượng nhân bộ dáng tựa như cực kỳ cao hứng sao không sợ bản thượng nhân là tới lấy mạng ngươi sao linh thú thượng nhân nói đùa rồi muốn giết buổi sáng đã giết không cần chờ tới bây giờ hàn nguyên thái từ trong vết máu đầy trên mặt nở rộ ra một nụ cười sáng lạn tràn ngập tự tin nói linh thú thượng nhân là cao thủ trăm năm trước đã danh chấn vu nam nhưng người đời không biết gì thường thường đều đem thượng nhân coi là hạng người tàn nhẫn hiếu sát hỉ nộ vô thường sợ hãi đối với thượng nhân đến cực điểm thật sự sai lầm ghê gớm ồ lý diệu đánh giá cao thấp hàn nguyên thái cười lên âm trầm chẳng lẽ không đúng sao năm đó ta một hơi giết người cũng không tính là ít đâu. Đương nhiên không đúng. Hàn Nguyên Thái nghiêm mặt nói, thượng nhân năm đó giết chết, đều là người có muôn vàn sợ quan hệ với cửu địch ngày xưa. Những người này nếu không trừ, khó bảo đảm ngày sau sẽ không lại nhắc lên sóng gió mới. Đây là đạo lý nhổ cỏ tận gốc, cùng lạm sát kẻ vô tội là sự khác biệt rất lớn. Thượng nhân ở sau khi giết sạch những người này, lập tức dừng tay, còn hướng toàn bộ vu nam tu chân giới phát ra uy hiếp, bày rõ điểm mấu chốt cùng thủ đoạn trả thù của mình. Kết quả liền cam đoan mấy chục năm bình an vô sự, nước giếng không phạm nước sông. Mà mấy chục năm này, chỉ cần người khác không xúc phạm đến lợi ích của thượng nhân, thượng nhân cũng chưa bao giờ đại khai sát giới. Bởi vậy có thể thấy được, thượng nhân là một nhân vật lợi hại cực có trí tuệ, cực biết đúng mực, biết tiến thối, tuyệt đối không phải hung đồ hỉ nộ vô thường, trời xanh tính hiếu sát trong miệng người ngoài. Việc sáng nay cũng là chứng cứ rõ ràng, thượng nhân tuy dùng thủ đoạn cực kỳ tàn khốc hành hạ đến chết Hắc Nguyệt tôn giả, nhưng đây là các ngươi có mối hận cũ ở trước, mà đối với khách vân tần chúng ta, tuy thượng nhân ra tay nhìn như rất nặng, nhưng chưa thật sự giết chết một ai. Có thể thấy được tất cả đều ở trong lòng bàn tay thượng nhân, mà thứ thượng nhân mong muốn, tuyệt không chỉ có trả thù cho hà giận đơn giản như vậy. Hừ, Lý Diệu có chút không vui hừ lạnh một tiếng, sâu trong đôi mắt tối như mực bỗng toát ra hai tia sáng màu xanh lục, như đao sắc dạo qua một vòng ở trên cổ hàn nguyên thái. Giống như tâm tư lão quái vật bị nói toạc, sinh ra vài luồng sát khí sắc bén, bị Lý Diệu nhìn lướt qua, Hàn Nguyên Thái như đứng đống lửa như ngồi đống than, thiếu chút nữa kêu rên thành tiếng. Hắn biết ở trước mặt loại lão quái vật này nhất định không thể chịu thua, thế nào cũng phải thắng vì đánh bất ngờ, kích lên hứng thú của đối phương. Lập tức kiên trì, cười gượng nói, thiếu chút nữa quên, ta còn muốn thay huynh trưởng ta, Vân Tần Nhiếp chính Hàn Bạt Lăng, chúc mừng thượng nhân. Nghĩ hẳn trong mấy chục năm qua thượng nhân may danh ẩn tích, nhất định có một phen gặp gỡ không thể tưởng tượng. Trải qua mấy chục năm thiên truy bách luyện, hôm nay rốt cuộc một bước lên trời, chen thân hàng ngũ tuyệt thế cường giả thiên hạ vô song. Lấy tu vi kinh thế hãi tục của thượng nhân, vẻn vẹn một tên Hắc Nguyệt Tôn giả, thật sự không đáng nhắc đến, mặc dù giờ phút này thẳng tiến Trung Nguyên, ở trên Không Thần Đô Hoàng Cung, tranh phong với thiên hạ quần hùng cũng dư giả. Mí mắt Lý Diệu cũng không nâng lên, cười lạnh nói, đây là tự nhiên, Hắc Nguyệt Tôn giả chẳng qua là một tên nguyên anh sơ giai thôi, quả thực không được ta để ở trong lòng đi thần đô hoàng cung, xem ngai báu của thằng nhãi hoàng đế là bộ dáng gì, hoặc là đi u vân thảo nguyên, kiến thức một phen lão bà của hàn bạt lăng bên người mạnh mẽ cỡ nào, đây mới là việc bản thượng nhân bây giờ muốn làm nhất, ha ha, ha ha. Đáy mắt hàn nguyên thái hiện lên một tia lửa giận, cứng rắn gánh gông xiềng, thẳng sống lưng, cứng rắn nói, thượng nhân thần thông cái thế, có lẽ có thể chen thân 20 vị trí đầu trong thiên hạ, nhưng sức người cũng có lúc cạn, muốn lấy sức một người, đối kháng một quốc gia một dân tộc, thậm chí mệnh trời minh mông, trung quy là châu chấu đá xe, tự chịu diệt vong mà thôi. Lý Diệu nheo mắt, hừ một tiếng thật nặng, trong lỗ mũi bắn ra một luồng hào quang, đem Hàn Nguyên Thái đánh thật mạnh bay ra ngoài, ngã như chó cắn bùn. Ngươi thật đúng là không sợ chết nha. Hàn Nguyên Thái từ trong bùn dãy ruộng đứng dậy, phun ra nửa cái răng vỡ, cười ha ha, vì bá nghiệp vân tần ta, tuy muôn lần chết mà không hối hận. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sát y Lý Diệu dâng trào mạnh mẽ, ánh mắt âm u lạnh lẽo như đào thép cạo xương. Nhìn chằm chằm Hàn Nguyên Thái, Hàn Nguyên Thái đem răng nghiến vang lên rắc rắc, cứng cổ đối diện với Lý Diệu, vài lần đánh không lại mũi nhọn đáy mắt hắn, muốn quay đầu đi chỗ khác né tránh, lại bị ngọn lửa trong lồng ngực chống đỡ, cứng rắn kiên trì qua được. Bên cạnh hai người, hoa sen trong hồ nước run rẩy, từng đóa nhanh chóng điêu linh, cá chép cùng tôm nhỏ nhảy loạn trên mặt hồ, chỉ một lát đã là một mảng trắng xóa, giống như nơi bọn nó đang ở không phải hồ nước, mà là nồi chảo. Ngay tại lúc Hàn Nguyên Thái sắp kiên trì không được, sắp hoàn toàn sụp đổ, sát khí dương nanh múa vuốt quanh thân Lý rượu bỗng quét sạch, giống như là chưa bao giờ xuất hiện. Hắn cười nhẹ, thật can đảm. Hàn Nguyên Thái thở phào một hơi, Nam Nhi Bắc Địa thiết cốt bong bong, U Vân Nguyên Anh địa vị tôn sùng này, ở trước mặt lão quái vật sâu không lường được này, hầu như sắp rơi nước mắt. Thẳng đến giờ phút này, hai chân của hắn mới không tự chủ được run lên, mồ hôi đầy đầu cũng không có tay đi lau, dồn dập thở dốc mấy hơi, mới miễn cưỡng cười nói thượng nhân quá khen rồi ta đến bây giờ mới phát hiện mình vẫn đã xem nhẹ cảnh giới của thượng nhân lấy tu vi của thượng nhân hôm nay có lẽ có thể chen thân hàng ngũ người đại cao thủ trong thiên hạ thật có thể một người một kiếm đối kháng một dân tộc một quốc gia thôi đi mọi người đều đã là người sáng suốt không cần vòng vo như vậy lý diệu khoát tay áo nói tu chân chi đạo tài địa pháp lữ thiếu một thứ cũng không được đặc biệt tu luyện đến cảnh giới nguyên anh như ngươi với ta tài nguyên mỗi ngày tiêu hao đều là con số thiên văn Thế nào cũng cần một căn cứ cố định, dân cư khổng lồ để chống đỡ mới được. Lấy một người địch một quốc gia, phá hoại ngắn hạn có lẽ có thể, đối đầu thời gian dài, đó là tuyệt đối không có khả năng. Hừ, không cần ngươi nói ta cũng biết, vùng Vu Nam, địa phương xa xôi, núi rừng gập ghềnh, trướng khí tràn ngập, trừ côn trùng rắn rít không thể lên được mặt bàn, cực ít thiên tài địa bảo có thể tìm được. Hơn nữa nơi đây từ xưa đã cực kỳ hoang vắng, chưa bao giờ có tông phái cường đại đặt chân ở nơi này cho nên dưới lòng đất cũng rất khó tìm được động phủ và di tích. Trong hoàn cảnh ác liệt như thế, tu sĩ Vu Nam bị nhốt ở một góc, có thể lấy bằng môn tả đạo, thuật vu độc, tu luyện đến nguyên anh kỳ sơ giai đã là cực hạn. Mặc dù ta có một phen gặp gỡ khác, có thể tu luyện đến cảnh giới hôm nay, muốn tiếp tục chăm thức căn đầu tiến thêm một bước, thăm dò hóa thần chi cảnh huyền diệu khó giải thích, đều là người si nói mộng. Nói đi nói lại, Vu Nam cái hồ nước này quá nhỏ, ngay cả con rùa lớn chút cũng không nuôi được. Huống chi là nguyên anh kỳ cao giai chứ, muốn đột phá đến cảnh giới cường đại hơn, nhất định phải ngồi ôm dân cư càng thêm khổng lồ, đất đai càng thêm màu mỡ, càng nhiều động phủ cùng di tích hơn nữa, đạo lý đơn giản như vậy, ta sao có thể không biết? Chẳng qua, Lý Diệu bỗng nhiên cười lạnh vài tiếng, không nhanh không chậm nói, mấy thứ này, các ngươi có thể cho ta, đại kiền cũng có thể cho ta. Lấy ta bế quan khổ tu 60 năm, cuối cùng có cảnh giới, thần thông cùng pháp bảo hôm nay đi đến trời nam biển bắc nơi nào không phải khách quý cung phụng trưởng lão địa vị tôn sùng hắc nguyệt tôn giả nghĩ như thế nào ta không biết dù sao ta là không nghĩ ra dựa vào cái gì ta phải bỏ qua đại kiền màu mỡ cường đại đến đầu nhập u vân quỷ tần các ngươi chứ không sai u vân đại thảo nguyên quả thực rộng lớn vô biên trong mấy vạn năm cũng từng xuất hiện vài vương triều cường đại để lại dưới lòng đất không ít di tích bí bảo nhưng dân cư các ngươi thật sự quá ít liên quan số lượng người tu chân cũng ít ỏi không có mấy căn bản không có danh môn đại phái gì. Nghe nói Hàn Bạt Lăng các ngươi bây giờ lại làm cái gì cải cách sắc bén, đem toàn bộ tông phái tiêu diệt hết. Ha ha, cả một cái u vân tu chân giới, thế mà không có nửa cái tông phái, chẳng phải là chuyện cười sao? Trái lại đại kiền, thâm căn cố đế, cành lá um tùm, hơn trăm danh môn chính phái đều là truyền thừa ngàn năm thậm chí mấy ngàn năm, từ tiền triều đã luôn lưu lại, cường giả như mây, cao thủ như mưa, các loại công pháp điển tịch đo bằng xe bằng đấu thiên hạ nguyên anh 300, đại kiền đã có được hơn 200. Nghe nói các ngươi năm trước khai chiến với đại kiền, đánh thắng một trận nho nhỏ, quân tiên phong áp sát thần đô. Vậy thì sao, còn không phải vơ vét một phen rồi chạy. Dám lưu lại cứng đối cứng với nguyên anh đại kiền sao? Hừ hừ, hắc nguyệt tôn giả có lẽ sẽ bị hoa ngôn xảo ngữ của các ngươi mê hoặc, ta lại không dễ dàng tin tưởng những lời ma quỷ đó như vậy, đi lấy hạt rẻ trong lò lửa cho các ngươi. Hàn Nguyên Thái, đừng tưởng bản thượng nhân thật sự không dám giết ngươi, vẻn vẹn một tên nguyên anh kỳ trung giai, chỉ là con dẹp như, thực bóp chết cũng bóp chết, có cái gì phải vội vàng. Giữ lại một cái mạng chó của ngươi, chẳng qua, là muốn xem xem trong miệng chó của ngươi rốt cuộc có thể phun ra ngả voi gì, sẽ dùng lời quỷ gì, để kích động bản thượng nhân lên thuyền giặc của các ngươi mà thôi. Đến đến đến, bản thượng nhân vừa mới bế quan tu luyện 60 năm, một hơi phá quan ra, đối với đại thế thiên hạ quả thực không quá hiểu biết, ngươi cứ phóng ra thủ đoạn đến mê hoặc ta đi, nói, u vân quỷ tần các ngươi rốt cuộc có tư cách gì khiêu chiến đường đường đại kiền hắc hắc người cứ đem quỷ tần thổi lên trên trời cũng không sao bản thượng nhân trong thời gian ngắn quả thực không phân biệt ra thật giả nhưng đừng quên trong tay bản thượng nhân còn bắt hai kết đan tu sĩ đại kiền đến lúc đó đối chiếu qua lời hai bên các ngươi nói tự nhiên đen trắng rõ ràng nếu ngươi thật sự là đang lừa gạt bản thượng nhân lý diệu lại cười lên quái dị khặc khặc hàn nguyên thái dùng mình thật mạnh chỉ cảm thấy từng làn gió âm xâm nhập xương tủy mỗi một khớp đều như là cắm vào mấy chục cái đinh dì sắt, không thể động đậy, tê đau không chịu nổi. Thượng nhân mắt sáng như đuốc, ta không dám có nửa câu nói dối. Hàn Nguyên Thái hít sâu một hơi, đang muốn thao thao bất tuyệt, Lý Diệu lại khoát tay áo, cao mày nói, không cần dùng bộ lý do nho nhã đó, cả ngày nói như vậy, thật sự mệt quá. Bản thượng nhân là dã, nhân nơi kém văn minh, nghe không hiểu những thứ đau đầu này, ngươi cứ dùng tiếng thông tục đơn giản nhất nói, quỷ tần các ngươi rốt cuộc mạnh ở nơi nào, mà đại kiền lại yếu ở nơi nào, dựa vào cái gì các ngươi đám u vân tu sĩ ngay cả tông phái cũng không có này, có lòng tin chống lại đại kiền ngồi ôm hơn một ngàn tông phái lớn nhỏ, vô số tu sĩ. Hàn Nguyên Thái hít sâu một hơi, bỗng ngẩng cổ, cười ha ha, tiếng cười như sông dài, liên miên không dứt. Lý Diệu sầm mặt, không vui nói, nói chuyện hẳn hoi, làm bộ làm tịch tiếp, đánh dụng răng chó trong mồm ngươi trước. Hàn Nguyên Thái biết tuyệt thế hung nhân này tâm địa độc ác, tuyệt đối nói được thì làm được lúc này mới thu liễm tiếng cười nghiêm mặt nói thượng nhân luôn mồm đại kiền có rất nhiều tông phái rất nhiều nguyên anh chẳng lẽ cho rằng tông phái càng nhiều người tu chân càng nhiều quốc gia liền càng cường đại sao lý diệu đảo trong mắt bật cười nói lời thừa chẳng lẽ không đúng đương nhiên không phải hàn nguyên thái chém đinh chặt sắt nói tuy mười vạn năm qua cổ thánh giới hơn trăm vương triều đều cho rằng như thế nhưng người vân tần chúng ta lại nghĩ ngược lại cho rằng tông phái là u ác tính của quốc gia, tông phái càng mạnh, nguyên anh càng nhiều, quốc gia ngược lại càng suy yếu. Trước mắt, Đại Kiền có được tông phái lớn nhỏ 3.725 cái, nguyên anh cao thủ 221 người, đây không những không phải căn cơ Đại Kiền cường thịnh, ngược lại là dấu hiệu nó tới bước đường cùng, tự chịu diệt vong nha. Tông phái càng nhiều, quốc gia càng yếu, cái này ngược lại mới mẻ đấy. Lý Diệu cười vài tiếng, lười biếng nói, nói nghe một chút. Hàn Nguyên Thái dãy ruộng đứng dậy, trên người lại vang rầm rầm, lại là trong lòng hắn nổi sóng, huyết mạch sôi sục, kích hoạt cấm chế. Hàn Nguyên Thái rốt cuộc thét lớn một tiếng, mặt lộ vẻ thống khổ sắc. Lý Diệu gập lại ngón áp út tay phải, tùy tay một luồng chỉ phong bắn tới, linh thú tiệt kinh đoạn mạch tỏa, kia liền rầm một tiếng từ trên người Hàn Nguyên Thái chút bỏ, một lần nữa ngưng tụ thành một hài cốt kên kên nho nhỏ, vòng quanh đỉnh đầu hắn bay ba vòng, lại bay về đến bên người Lý Diệu. Lý Diệu vươn ngang cánh tay, để hai cốt kênh kiên đáp ở trên cánh tay, sau đó nhoáng lên một cái, nhét vào trong nhẫn càn khôn. Hàn Nguyên Thái thoát ra vẻ mặt không thể tưởng tượng, lẩm bẩm, nghe nói thượng cổ từng có thần khí khổn tiên tác, cấm chế này của thượng nhân, nghĩ hẳn không kém gì khổn tiên tác. Lý Diệu lạnh lùng nói, giải trừ cấm chế của ngươi, không phải vì để ngươi nói lời thừa hết bài này đến bài khác. Hàn Nguyên Thái lấy lại bình tĩnh, nháy mắt tiến vào trạng thái, nghiêm mặt nói, tông phái càng nhiều, quốc gia càng yếu, nhìn như cực kỳ vớ vẩn, cẩn thận nghĩ là biết đạo lý trong đó bất cứ quốc gia nào nếu muốn cường đại thế nào cũng phải có một triều đình cường đại đoàn kết mới được chính cái gọi là trên trời không có hai mặt trời dưới đất không thể có hai vua thiên tử khẩu hàm thiên hiến nói là làm ngay quyền sanh sát trong tay không ai có thể làm trái mới có thể khiến chính lệnh thông suốt địa phương ổn định dân chúng an cư lạc nghiệp đây là đạo lý mãi mãi không thay đổi nhưng tông phái tu luyện tồn tại đặc biệt các danh môn đại phái truyền thừa mấy ngàn năm lâu ở trên địa phương thâm căn cố đế, lấy thúng úp voi, có được tuyệt thế cường giả cấp nguyên anh tồn tại, lại suy yếu nghiêm trọng quyền uy của triều đình cùng thiên tử. Trời có chín mặt trời, lệnh ra nhiều cửa, cản tay lẫn nhau, nội đấu không ngớt, thậm chí ở trên địa phương, chỉ biết có tông phái nào đó, thế gia nào đó, nguyên anh nào đó, lại không biết có triều đình cùng thiên tử, quốc gia như vậy, sao có thể không suy yếu, sao có thể không diệt vong chứ? Mấy vạn năm qua, cổ thánh giới mấy trăm vương triều vô luận thời kỳ cường thịnh là cảnh tượng hoa cỏ gấm góc liệt hỏa phanh du bốn bể thái bình cỡ nào kết quả là đều tránh không được lọt vào cố tật này ăn mòn bị những u ác tính này hút khô tinh huyết và sinh khí cuối cùng hủy hoại chỉ trong một buổi đây là bệnh nan y của vương triều không thuốc nào chữa được đại kiền hôm nay lại có thể nào may mắn thoát nạn chứ linh thú thượng nhân ngài vừa rồi hỏi vân tần chúng ta dựa vào cái gì lấy hai châu u vân đối kháng toàn bộ đại kiền bốn biển chín châu ha ha nếu đại kiền thật sự là một quốc gia đoàn kết một lòng không có khe hở vậy chúng ta quả thực không có chút cơ hội nào nhưng trên thực tế cái gọi là đại kiền căn bản không tính là một quốc gia thật sự chẳng qua là con dối vỏ rỗng vô số tông phái tu luyện lục đục với nhau đều mang ý xấu đặt lên mặt bàn mà thôi căn bản là không có đại kiền quốc gia này chỉ có vô số tông phái giấu ở phía dưới quốc gia giả này năm bè bảy mảng đại kiền như là một con hồng hoang hung thú nhìn như hung mãnh độc ác lại bị vô số dòi bọ và chuột vét sạch lục phủ ngũ tạng chỉ còn lại có một tấm da trống rỗng nhẹ nhàng thổi một hơi nó liền chia năm xẻ bảy hoàn toàn sụp đổ mà khi con thú khổng lồ này sụp đổ lũ dòi bọ cùng chuột ẩn nấp trong cơ thể nó sẽ chỉ tranh nhau đào tẩu đi tìm con thú khổng lồ mới tiếp theo căn bản sẽ không cùng tồn vong với nó lý diệu không ngờ hàn nguyên thái tên cổ nhân này hơn nữa là man di trong miệng trung ương vương triều đối với quan hệ giữa người tu chân cùng quốc gia thế mà nhìn thấu triệt như thế. Hơn nữa, người này đảm lược hơn người, lối suy nghĩ lại tương đối rõ ràng, không hổ là phụ tá đắc lực của quỷ tần hùng chủ Hàn Bạt Lăng. Từ trên thân gã, đó có thể thấy được quỷ tần một phe thế lực này cường đại, cùng với Hàn Bạt Lăng kia đáng sợ. Lý Diệu nặn ra một nụ cười khinh miệt, lạnh lùng nói, nói chuyện giật gân à. Từ lúc có người tu chân, đã có tông phái tu luyện, 10 vạn năm qua đều là như thế, chẳng lẽ đều không chịu nổi giống ngươi nói sao? chính là không chịu nổi như vậy. Hàn Nguyên Thái lớn tiếng nói, chính bởi vì mười vạn năm qua, tông phái tu luyện khối u ác tính này vẫn luôn ký sinh ở trên thân quốc gia, mới có thảm kịch hơn trăm vương triều thay đổi triều đại, khí vận lưu chuyển, sinh linh đồ thán xảy ra. Xa không nói, chỉ nói lúc một 000 năm trước đại kiền vương triều quật khởi. Trước đại kiền, chính là mấy trăm năm loạn thế tanh máu, lúc ấy toàn bộ cổ thánh giới mấy ngàn tông phái đều chiếm núi làm vương, đều hùng bá một phương, sát phạt chinh chiến lẫn nhau không ngớt, Đừng nói người thường đều sinh hoạt ở trong nước sôi lửa bỏng, ngay cả tỷ lệ người tu chân mất mạng, cũng cao đến trình độ không thể tưởng tượng, cái gọi là ăn bữa hôm lo bữa mai, hoảng hốt không chịu nổi một ngày, chính là hình dung chân thật về tu sĩ lúc ấy. Thẳng đến khi tiền thân của đại kiền vương triều, lôi kiền môn cường thế quật khởi, chỉ huy tám mươi tông phái quét ngang càn khôn, nhất thống bốn biển, mới thành lập cơ nghiệp triều đại mới, khôi phục cổ thánh giới bình tĩnh. Nhưng sự bình tĩnh này chỉ là tạm thời thiên hạ là lôi kiền môn và tám mươi tông phái cùng nhau đánh hạ tự nhiên phải phân phong công thần khắp nơi mà khi đó lại có vô số tông phái cùng tu sĩ không phục tùng đại kiền có thể cắn nuốt sau khi đem các thế lực phản đối kia đều đánh giết sạch sẽ dựa vào tài nguyên bọn họ để lại tự nhiên có thể tường an vô sự mấy trăm năm nhưng trong mấy trăm năm đại kiền cao múa mừng cảnh thái bình bốn biển an tĩnh số lượng người tu chân liền cực kỳ bành trướng tuổi thọ người tu chân đã dài dã tâm lớn hơn nữa, ai cũng không muốn ở lâu dưới người khác. Sư huynh đệ trong một tông phái nếu thủ đoạn tương xứng, lại có chút mâu thuẫn khoảng cách, như vậy vì hóa giải mâu thuẫn, mở rộng thế lực, sẽ phân ra nhánh chính cùng nhánh phụ. Cứ như vậy, mấy trăm năm qua, 80 tông phái ban đầu phụ tá lôi kiền môn, không ngừng trổ cành ra lá, thành lập nhánh, chi mới, tán tu khắp nơi cũng tự lập môn hộ, khai tông lập phái, chậm rãi diễn biến thành hôm nay, có nhiều gần 4.000 tông phái. Lý Diệu hừ lạnh nói, tông phái tu luyện, càng nhiều càng tốt lại có cái gì không tốt nếu tài nguyên vô hạn vậy tự nhiên rất tốt hàn nguyên thái cười khổ một tiếng nói nhưng linh khí cùng bảo vật trong thiên địa tổng cộng chỉ nhiều như vậy nhiều thêm mỗi một người tu chân người tu chân khác liền được chỉ ít đi một phần thêm mỗi tông phái tu luyện áp lực của quốc gia phải tăng một phần nhìn như thực lực đại kiền tu chân giới càng ngày càng mạnh thật ra lại là hướng tới vách núi hủy diệt trong một đêm càng đi càng tới gần dựa theo quy củ khi đại kiền khai quốc lập ra thiên tử và người tu chân cùng cai trị thiên hạ, tông phái tu luyện là có được vô số đặc quyền. Chúng ta cũng không cần phải nói từ cực kiếm tông thiên hạ cường tông như vậy, cứ nói một tông phái trung đẳng quy mô bình thường là được, thường thường đều có được mấy trăm nội môn đệ tử, gần vạn ngoại môn đệ tử, chiếm mấy chục vạn khoảnh ruộng tốt nhất, số lượng dân chúng phụ thuộc vào tông phái này, càng có thể đạt tới trên 10 vạn hộ. Dựa theo quy củ, tông phái tu luyện ở trên nộp thuế cùng bắt lính, đều là cực ít cực ít, ruộng tốt một khi quy về tông phái tu luyện, quốc gia sẽ rất khó thu được thuế ruộng, dân chúng nếu là trở thành môn nhân của tông phái tu luyện, hoặc là tam thân lục cố của môn nhân, cho dù là vợ của cậu chồng của cô, có tông phái tu luyện chống lưng, liền cũng rất khó ép hán phục lao dịch cùng binh dịch. Một tông phái tu luyện như vậy, cắm dễ địa phương mấy trăm năm, thu nạp toàn bộ quyền lợi trên địa phương, từ quan lại địa phương đến quan thôn xóm, tất cả đều là môn nhân tông phái tu luyện, thậm chí lấy môn quỳ thay thế quốc pháp, lại nuôi dưỡng ngàn vạn hổ lang chi sĩ không sản xuất gì, suốt ngày luyện ngân cốt tu luyện thần thông, nghiễm nhiên là từng quốc gia tự phong độc lập. Phong quốc như vậy, dùng các loại thủ đoạn đa dạng, trợn mắt cứng lưỡi để giấu dụng đất, kháng cự triều đình trưng binh thu, thuế, động cái lại hướng triều đình khóc than khắp nơi, lấy nạn đói thiên tai, yêu ma hoành hành làm lý do, yêu cầu các loại ân điển chỗ tốt của triều đình, không phải u ác tính không hề cống hiến, chỉ biết hút máu, lại là cái gì? Đại kiền ban đầu, chỉ có 80 khối u ác tính như vậy, quốc gia thân thể to béo, còn có thể miễn cưỡng chống đỡ. Nhưng bây giờ, u ác tính lớn thì càng lúc càng lớn, lại sinh ra một chuỗi u ác tính nhỏ, mà thủ đoạn bóc lột thậm tệ cũng càng ngày càng độc ác, càng ngày càng bất chấp hậu quả. Bốn ngàn khối u ác tính như vậy đè ở trên người, đại kiền đã sớm vàng ra gầy gò, có thể nào không suy sụp chứ? Trong mắt Lý Diệu trượt loài ánh sao, lạnh lùng nói, ngay cả ngươi gã quỷ tần này cũng nhìn thấu triệt như thế, đại kiền thiên tử há có thể không để ý tới. Ngươi không phải nói, lôi kiền môn tương ứng thiên tử chính là tông phái mạnh số một ngày xưa, Vậy bọn họ không thể nghĩ cách diệt trừ những khối u ác tính này sao? Hàn Nguyên Thái mỉm cười, lắc đầu nói, vốn nên là thiên tử ngôi cửu ngũ, kiền cương độc đoán, tự nhiên không thích nhìn thấy trong quốc gia của mình. Có nhiều u ác tính làm theo điều mình cho là đúng, kiệt ngạo bất tuân như vậy tồn tại. Nhưng muốn diệt trừ những khối u ác tính này, lại là khó như lên trời. Không sai, lôi kiền môn ngàn năm trước, quả thật là tông phái mạnh số một thiên hạ. Nhưng lôi kiền môn có mạnh nữa, nhiều nhất đối kháng 12 người tông phái tu luyện, nhưng 80 tông phái còn lại nếu là buộc vào nhau, Lôi Kiền Môn liền không làm gì được bọn họ. Cho nên, Lôi Kiền Môn mới không thể không bịt mũi hợp tác với 80 tông phái tu luyện, cùng nhau thành lập Đại Kiền Vương triều này. Đại Kiền này, so với nói là một quốc gia, chẳng bằng nói là liên minh 81 tông phái cổ thánh giới, cái gọi là Ngôi Cửu Ngũ, đương triều Thiên Tử, cũng chỉ là vẻn vẹn một minh chủ mà thôi. Đại Kiền khi vừa mới thành lập, mâu thuẫn của Lôi Kiền Môn, lấy Thiên Tử làm đại biểu cùng các tông phái địa phương còn chưa kịch liệt hai bên bình an vô sự mấy trăm năm đợi tới lúc tông phái địa phương từ từ bành trướng đuôi to khó vẫy mâu thuẫn hai bên trở nên gay gắt lôi kiền môn lại là không ngừng suy sụp có lòng mà không có sức lý diệu trầm ngâm một lát nói lôi kiền môn đã chiếm cứ trung tâm là đại kiền vương tộc theo lý nên chiếm tài nguyên phong phú nhất thần thông thượng đẳng nhất pháp bảo huyền diệu nhất cho dù tông phái địa phương đang bành trướng vương thất cũng có thể không ngừng mạnh lên sao ngược lại sẽ suy sụp Hàn Nguyên Thái cười nói, thượng nhân có điều không biết, đại kiền vương tộc suy sụp, chủ yếu có ba nguyên nhân lớn. Thứ nhất, sau khi lên làm thiên tử, thì trăm công nghìn việc, chủ tính trung thiên hạ, mỗi ngày đắm chìm ở trong biển văn thư, đi cào xé với vô cùng vô tận vấn đề. Nếu thiên tử cần chính yêu dân, đích thân làm, vậy căn bản không có thời gian để tu luyện, mặc dù cảnh giới tăng lên, nhưng chiến lực ngược lại trượt xuống. Nếu thiên tử đem các quốc gia đại sự điều giao cho đại thần xử lý, bản thân chuyên tâm tu luyện, vậy lại cho tông phái địa phương cơ hội quật khởi, bởi vì tuyệt đại bộ phận thần tử đều đến từ tông phái tu luyện khác, không có khả năng do lôi kiền môn một nhà độc đại. Thứ hai, ngai vàng thiên tử, địa vị trí tôn, mặc dù chỉ là vị chủ nhân chung của thiên hạ trên danh nghĩa, cũng bị vô số người như hổ rình mồi. Bên trong cung đình tranh đấu gay gắt, tay chân tương tàn, thậm chí giết cha giết con nhân luân thảm kịch, nghìn năm qua chưa bao giờ đoạn tuyệt. Thiên tử tất nhiên không yên tâm đem quốc gia đại sự điều giao, cho tông phái tu luyện khác xử lý, lại càng thêm lo lắng giao cho huynh đệ của mình, giao cho môn nhân lôi kiền môn. Từ khi đại kiền thành lập tới nay, lôi kiền môn và toàn bộ vương tộc đều lâm vào trong tự giết lẫn nhau vô cùng tàn khốc, tính cả tân đế năm trước đăng cơ, nghìn năm qua đại kiền tổng cộng truyền thừa 66 hoàng đế, bình quân mỗi hoàng đế tại vị còn không đến 20 năm đã long ngự quy thiên, cũng chính là chết bất đắc kỳ tử. Với người tu chân số tuổi thọ động cái hai ba trăm tuổi mà nói, quả thực đều là quỷ đoàn mệnh không thể tưởng tượng. Trung quy không thể là, bọn họ mỗi người đều hết dương thọ chứ, trong đó cất giấu bao nhiêu đao quang kiếm ảnh, chuyện xưa âm độc hiểm ác, không thể nói được với người ngoài. Thứ ba, thiên hạ này, trên danh nghĩa đều là thiên hạ của đại kiền vương tộc, cho nên thiên tử trở thành bia ngắm chung của toàn bộ tông phái tu luyện, vô luận giữa tông phái tu luyện lục đục với nhau, tranh đấu gay gắt như thế nào, một khi gặp phải thiên tử làm khó dễ, lại đều biến thành bền chắc như thép để đối kháng với thiên tử. Thiên tử ở sâu trong thần đô hoàng cung, đã không biết tình hình thực tế trên địa phương, đại bộ phận binh mã trong tay lại đến từ chính địa phương, thật sự xé rách ra mặt, ngay cả các binh mã dũng sĩ đó rốt cuộc sẽ nghe hiệu lệnh của ai cũng không, biết làm sao có thể chống lại bốn biển chín châu chứ. Đại kiền vương triều gắng ngượng chống đỡ ngàn năm, đi tới hôm nay, trên địa phương tông phái như rừng, dân chúng chỉ biết có trưởng môn, không biết có hoàng đế, gặp chuyện đều đi tìm người tu chân hành hiệp trượng nghĩa, mà không đi báo quan xin giúp đỡ từ quốc pháp, chính lệnh thiên tử không ra khỏi thần đô thậm chí không ra khỏi hoàng cung cũng chẳng có gì lạ lý diệu như có chút đăm chiêu nghe người nói như vậy đối với thiên tử mà nói tông phái tu luyện giống như thật sự là những ưu ác tính lấy không ra ép không vỡ ghê tởm đến cực điểm đâu chỉ đối với thiên tử là như thế đối với dân chúng mà nói cũng là như thế thậm chí càng thêm khốc liệt gấp trăm lần hàn nguyên thái nghiêm mặt nói trong bất cứ một tông phái tu luyện nào bồi dưỡng tuyệt đại đa số đều là vũ phu thích tranh đấu tàn nhẫn hổ lang chi sĩ giết người như ma những người này không sản xuất không biết canh tác làm việc mỗi ngày tu luyện chính là các loại thủ đoạn giết chóc huống hồ dạ dày bọn họ quá lớn mỗi một bữa đều phải ăn thịt tốt nhất tiêu hao so với dân chúng bình thường nhiều hơn mấy chục lần muốn nuôi sống một người tu chân cả ngày không làm việc thuần túy chỉ rèn luyện gân cốt tu luyện thần thông mặc dù là tu sĩ cấp thấp nhất luyện khí kỳ cũng cần mấy chục thậm chí hơn trăm nông phu một ngày một đêm chịu khổ ở ruộng đất. Huống chi, người tu chân không phải là chỉ ăn uống no đủ thì thôi, còn cần hưởng thụ các loại khí cụ, các loại tinh thạch tài nguyên khoáng sản, các loại linh đan rượu dược. Cho nên, sau khi người tu chân cùng tông phái tu luyện của Đại Kiền, vương triều điên cuồng bành trướng như nấm mọc sau mưa, áp bức với dân chúng liền càng thêm tàn khốc, dân chúng phụ thuộc vào tông phái tu luyện là hoàn toàn không qua ngày được nữa. Lý Diệu càng nghe càng cảm thấy kinh hồn táng đảm, rất nghiêm túc đánh giá Hàn Nguyên Thái một phen trước khi đối thoại với Hàn Nguyên Thái, đặc biệt ở lúc hắn dễ dàng trấn áp hai tên Nguyên Anh, vô luận hắn cảnh cáo bản thân như thế nào, đáy lòng cũng tránh không được sinh ra vài phần xem thường đối với cổ tu khinh thị, có chút lâng lâng. Hắn thậm chí rất khó đem việc này coi là loại nhiệm vụ nguy hiểm kia ở huyết yêu giới, ngược lại có loại cảm giác ở trong công viên chủ đề thời đại cổ tu du sơn ngoạn thủy. Không ngờ, một thế giới cổ tu hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài, thế mà cũng có thể sinh ra kẻ sĩ có kiến thức như Hàn Nguyên Thái. Hàn Nguyên Thái đã khá như thế, vậy quỷ tần hùng chủ Hàn Bạt Lăng, rốt cuộc là anh hùng nhân vật cỡ nào? Nhân vật như vậy, nếu không phải sinh ra ở cổ thánh giới bị hắc ám tinh vân bao vây tầng tầng, mà là trong vũ trụ rộng lớn vô ngần bên ngoài, lại sẽ có một sự từng trải đặc sắc cỡ nào? Nhưng, bây giờ có lẽ còn chưa muộn. Vô luận Lý Diệu có muốn hay không, các cổ tu này tung hoành ngang dọc, tiếu ngạo phong vân ở cổ thánh giới, đều có cơ hội lấy phương thức khác nhau, phá tan hắc ám tinh vân, xuất hiện ở trong thế giới tu chân hiện đại. 300 nguyên anh cổ đại, xuất hiện ở giữa liên bang, đế quốc cùng thánh minh, đó sẽ là một cảnh tượng như thế nào? Lý Diệu Thu nhiếp tinh thần, giả bộ không tin tưởng gì cả, cười lạnh nói, nói quá sự thật rồi nhỉ, Vu Nam tu chân giới chúng ta cũng phát triển lâu như vậy, vì sao không có loại chuyện này? Vu Nam và Đại Kiền là khác nhau. Hàn Nguyên Thái cực kỳ bình tĩnh nói, ta ăn ngay nói thật, thượng nhân đừng ngại khó nghe, Vu Nam tu chân giới, thật ra còn ở một giai đoạn khá lạc hậu, số lượng tu sĩ Vu Man vốn đã không nhiều cũng không có tông phái quá mức mập mạp, thay trò truyền thừa, thường thường chỉ ba năm người, mười mấy người mà thôi. Như tôn sư ngũ âm lão tổ, tổng cộng cũng chỉ thu thượng nhân và hắc nguyệt tôn giả hai đồ đệ, ở núi sâu trong động phủ, đối với bộ lạc nghiêu trại cũng không có quá nhiều yêu cầu. Hơn nữa rừng cây vu nam, tuy trướng khí nồng đậm, nhưng đối với người thường mà nói, sản vật cũng khá phong phú, thật sự bất đắc dĩ, cho dù không trồng được lương thực, chỉ ăn chuối cũng có thể no. Cho nên, ở thời điểm bên ngoài khói lửa nổi lên khắp nơi, nước sôi lửa bỏng, Vu Nam Ngũ Lộ, ngược lại tính là một chỗ thanh tĩnh được trời thương. Lý Diệu nhất thời nghẹn lời. Hàn Nguyên Thái tên Nguyên Anh Thảo Nguyên này, thật sự là thiên văn địa lý không gì không biết. Vu Nam Ngũ Lộ địa phương này, là điển hình hoàn cảnh rừng mưa nhiệt đới cùng á nhiệt đới, muốn phát triển văn minh quá mức phồn vinh hưng thịnh cường đại hình như khả năng không lớn, nhưng nếu yêu cầu không cao, dân bản xứ dựa vào ăn chuối sắn mít, thật ra cũng có thể sống sót. Cho nên, đừng nhìn tu sĩ vu man giống như mỗi người đều nghịch rắn chơi quỷ, đầu trâu mặt ngựa, mặt xanh nanh vàng. Nhưng cho dù thật sự mỗi ngày ăn một người sống, một năm cũng chỉ ăn ba năm trăm người. Bên ngoài một hồi một năm tới một năm rưỡi chết đói mấy chục vạn, trên trăm vạn người, đó cũng là việc, đã nhìn quen mắt. Rất nhiều thời điểm, thống trị tàn khốc hay không, lại không thể chỉ nhìn mặt ngoài. Đáy lòng Lý Diệu thở dài, dựng thẳng lông mày nói, đại kiền chẳng lẽ khác, đương nhiên khác, với dân chúng bình thường mà nói, hoàn cảnh đại kiền, lại so với Vu Nam hiểm ác hơn quá nhiều. Hàn Nguyên Thái không chút hoang mang nói, số lượng người tu chân đại kiền so với Vu Nam phải nhiều hơn gấp trăm lần, hơn nữa vừa có tổ chức cao độ, vừa ham các loại hưởng thụ, sức khống chế lại mạnh, yêu cầu đòi hỏi đối với dân chúng cũng cao hơn tu sĩ Vu Man gấp trăm lần. Ở các châu phủ của đại kiền, chỉ cần nơi bị tông phái tu luyện chiếm lấy, cho dù là đất lành đông nam đất đai màu mỡ, dân chúng cũng ở dưới tông phái tu luyện chấn áp, ở giữa sự sống cái chết đau khổ dãy ruộng, kéo dài hơi tàn mà thôi. Sao có thể? Lý Diệu chớp chớp mắt nói, ta nghe nói Đông Nam Đại Kiền là chỗ linh khí cực kỳ đầy đủ màu mỡ, 108 chỗ động thiên phúc địa của cổ thánh giới. Đông Nam đã chiếm cứ hơn phân nửa, dân chúng sao có thể không sống nổi. Thượng nhân chỉ biết một, không biết hai. Hàn Nguyên Thái cười một tiếng quái dị nói, là vì linh khí Đông Nam quá đầy đủ, đất đai quá màu mỡ. Đại bộ phận đồng ruộng đều là linh điền được mạch khoáng tinh thạch tẩm bổ ra, cho nên dân chúng nơi đó mới không sống nổi. Ồ, lý diệu thật sự kỳ quái, đây là vì sao? Rất đơn giản, đã là linh điền, thứ gieo trồng ra đương nhiên là thuộc người tu chân hưởng dụng, bình thường dân chúng nào có xứng. Hàn Nguyên Thái nói, ở vùng Đông Nam phụ cận thành trấn, bị tông phái tu luyện nắm giữ, một khoảnh linh điền 15 mẫu, trong đó ít nhất có 7, 8 mẫu phải dùng để gieo trồng linh đạo chuyên môn cấp người tu chân dùng ăn, loại linh đạo này long lanh trong suốt, từng hạt no đủ to bằng viên ngọc trai, ẩn chứa linh năng cực kỳ sung túc, lại được xưng là ngọc tinh tử, đối với cố bản bồi nguyên, bổ sung linh khí, tăng tiến tu vi có lợi thật lớn, là món chính tông phái tu luyện thường gặp nhất. Ngọc tinh tử này đã có rất nhiều chỗ tốt, dân chúng bình thường gieo trồng nó đương nhiên là không có tư cách hưởng dụng, tông phái tu luyện điều mệnh lệnh rõ ràng cấm dân chúng dùng ăn ngọc tinh tử. Huống chi, cho dù dân chúng muốn ăn cũng ăn không nổi, trong thứ này ẩn chứa linh năng quá mức nồng đậm, thế nào cũng phải dùng tâm pháp các đại tông phái giữ kín không nói ra hỏa tan, mới có thể tẩm bổ thân thể, tưới kinh mạch, lớn mạnh linh căn. Nếu người thường không biết nặng nhẹ ăn vào, cho dù chỉ là một hạt, cũng sẽ bị linh khí phình vỡ bụng, lục phủ ngũ tạng nổ tung mà chết. Lý Diệu nói, vậy còn có 7-8 mẫu thì sao? Hàn Nguyên Thái cười nói, người tu chân cũng không thể chỉ ăn cơm mà, còn có 7-8 mẫu đất, đại bộ phận đều phải dùng để gieo trồng các loại đan dược nguyên vật liệu, còn có thức ăn gia súc chim quý thú lạ, còn có tờ lụa người tu chân mặc, nguyên liệu các loại pháp bảo tiên phiên, cũng cần từ trong linh điền sản xuất. Kết quả, một khoảnh đất 15 mẫu, tuyệt đại bộ phận sản xuất đều phải cung cấp tông phái tu luyện, thật sự có thể rơi vào trong tay dân chúng, chẳng qua nửa mẫu trong đó mà thôi. Lý Diệu sửng sốt, chỉ có nửa mẫu. Nào có nửa mẫu? Hàn Nguyên Thái nói, tông phái tu luyện trên địa phương, không đem đại kiền thiên tử để vào mắt như thế nào nữa, ít nhiều tóm lại vẫn cần giao nộp một chút thuế má, tuyệt đại bộ phận thuế má, không phải sẽ từ trong nửa mẫu đất này vơ vét ra sao? Lý Diệu không còn gì để nói. Hàn Nguyên Thái tiếp tục nói, ngọc tinh tử là thứ tốt, ăn ngọc tinh tử, tu luyện làm ít hưởng nhiều, lại thêm động thiên phúc địa tăng phúc, người tu chân vùng đông nam liền càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh, tu sĩ càng nhiều càng mạnh, nhu cầu đối với ngọc tinh tử cũng tăng lên gấp bội. Càng ăn ngọc tinh tử, người tu chân càng nhiều, người tu chân càng nhiều, tiêu hao đối với ngọc tinh tử càng lớn. Nước nhiều thêm mì, mì nhiều thêm nước, thượng nhân nghĩ xem khi nào mới là điểm cuối chứ? Mi tâm lý diệu kết thành một cục. Cho nên, cho dù là đông nam màu mỡ, đất lành màu mỡ có thể ép ra nước, dân chúng cũng là mấy năm liên tục nạn đói, sắp sống không nổi nữa, bằng không sao có thể bùng nổ bạch liên chi loạn chứ? Lý Diệu hơi động tâm, duỗi cổ hỏi, tên của Bạch Liên Giáo, ta mấy ngày qua cũng từng nghe, đó rốt cuộc là cái gì? Nghe nói là một nữ tử tên là Bạch Liên Thánh Mẫu Vạn Minh Châu đi ra, nữ nhân này được xưng thiên hạ vạn quỷ chi mẫu, thủ đoạn thực lợi hại như vậy sao? Hàn Nguyên Thái gật gật đầu nói, Bạch Liên Thánh mẫu vạn Minh Châu, quả thật là vua quỷ tu khá khó chơi của cổ thánh giới, tuyệt đối có thể chen thân hàng ngũ người đại cao thủ của cổ thánh giới, ngay cả huynh trưởng ta Hàn Bạt Lăng, đối với nàng cũng tán thưởng có thừa. Nhưng, vị thánh mẫu này xuất hiện, thuần túy là người tu chân vùng Đông Nam Đại Kiền tự làm tự chịu mà thôi. Ta lúc trước không phải đã nói sao, tông phái tu luyện vùng Đông Nam, vì bồi dưỡng nhiều, người tu chân hơn, mạnh mẽ mở rộng diện tích gieo trồng ngọc tinh tử cùng các loại linh dược trong linh điền. 89 phần 10 ruộng đất sản xuất đều là thứ người thường không thể hưởng thụ, làm dân chúng Đông Nam hàng năm ở trạng thái bụng đói kêu vang, thời tiết có chút thay đổi, sẽ xảy ra nạn đói. Trong nạn đói, người ta đói tới cực điểm, cái gì cũng làm ra được, mặc dù biết rõ ăn ngọc tinh tử sẽ chết, vẫn tránh không được có lượng lớn dân chúng, nhịn không được mùi thơm lạ lùng của ngọc tinh tử sộc vào mũi, trâu tròn ngọc sáng dụ hoặc không ăn là chết đói, ăn là chết no, chẳng bằng trước khi chết ăn no nê, làm ma no. Dân chúng người trước ngã xuống, người sau tiến lên, loại hiện tượng này cấm mãi không hết, nhưng vô luận thảm thiết như thế nào, người tu chân cũng không có khả năng để mình đói bụng, lại dùng linh điền quý giá để gieo trồng thực vật có thể cho người thường ăn. Người tu chân lại không ngờ, ngọc tinh tử loại cực phẩm linh đạo này mấy trăm năm gần đây mới tạp giao ra, lại có một diệu dụng không tưởng được. Ngọc tinh tự ẩn chứa linh năng cực kỳ cường đại, người thường tuy vô phúc tiêu thụ, sau khi ăn sẽ căng bụng mà chết, nhưng luồng linh năng này lại có thể ở lúc hắn hấp hối, tầm bổ hồn phách của hắn, làm hồn phách của hắn trở nên tương đối cường đại tinh túy, tăng lên rất nhiều khả năng biến thành quỷ tu của hắn. Ha ha, thường thường một nạn đói qua đi, vô số dân chúng ăn vụng ngọc tinh tử mà chết, lưu lại thi hài thùng bụng đứt ruột đầy đất, cùng với vô số âm hồn lòng đầy hận ý. Những người dân này, khi còn sống đều là con kiến tay trói gà không chặn, đối với người tu chân hoàn toàn không có uy hiếp, nhưng ngọc tinh tử lại cường hóa âm hồn bọn họ rất nhiều, làm bọn họ có được năng lực phun ra nuốt vào thiên địa linh khí. Hơn nữa tử trạng của bọn họ thê thảm như thế, tự có một luồng oán khí ngập trời tích tụ trong hồn phách, liền biến thành lệ quỷ cực kỳ khó chơi. Bạch liên giáo này sao, chính là tổ chức do vô số lệ quỷ, cùng với người nhà lệ quỷ như vậy tạo thành. Bởi vì ngọc tinh tử gột rửa hồn phách bọn họ, làm bọn họ bảo trì thần hồn thanh minh, còn giữ lại một ít ký ức lúc còn sống, trái lại không phải lệ quỷ bình thường đần độn, lạm sát kẻ vô tội, đối với người nhà vẫn nhận ra, lại đem toàn bộ thù hận đều chút xuống trên đầu tông phái tu luyện. Tự nhiên, những người thường này chuyển hóa lệ quỷ, đều là quỷ tu cấp bậc cực thấp, mặc dù người tu chân luyện khí kỳ cũng có thể dễ dàng diệt sát mấy chục con, ngay từ đầu cũng không được tông phái tu luyện để ở trong lòng. Nhưng, diện tích gieo trồng ngọc tinh tử và linh đan rượu dược một ngày không thu nhỏ lại, nạn đói Đông Nam sẽ một ngày không thể chấm dứt, số lượng lệ quỷ chỉ có thể càng ngày càng nhiều. Lệ quỷ trăm vạn, tàn sát đông nam, ngay cả tông phái tu luyện có thể tiêu diệt giết chết 99 vạn chín con, một con cá lọt lưới duy nhất kia, lại sẽ hấp thu oán khí cùng thù hận của đồng bạn, trở nên càng thêm cường đại. Đạo lý này cùng vùng Vu Nam các ngươi luyện chế cổ vương là giống nhau, vô số cổ trùng, khôn sống mống chết, cuối cùng còn lại một con, tuyệt đối là kẻ mạnh trong kẻ mạnh. Bạch Liên Thánh mẫu Vạn Minh Châu, đó là hấp thu oán khí của trăm vạn lệ quỷ mà sinh, vạn quỷ chi mẫu danh xứng với thực truy cập haleji com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé lý diệu nghe tới mức nhập thần dọc theo đường đi hắn từ trong cha con lăng ra cùng tu sĩ vu man nói chuyện phiếm nghe được không ít tên đỉnh phong cường giả của tu chân giới bạch liên thánh mẫu vạn minh châu đó là một vị tần suất nhắc tới cao nhất nhưng tu sĩ vu man đối với tình huống bên ngoài biết không nhiều mà cha con lăng ra tự nhiên đứng ở trên lập trường triều đình và chính đạo đem vạn minh châu giáng chức thành quỷ vương hung tàn dữ tợn lại là đối với quỷ vương này sao có thể, ở vùng đông nam thế lực tu chân giới cường đại nhất sinh ra cùng hoạt động, thì nói không kỹ. Đây là lần đầu tiên, Lý Diệu nghe được một ý kiến góc độ khác, thật giả hay không tạm thời bất luận, ít nhất đủ mới mẻ. Hàn Nguyên Thái nói, Bạch Liên giáo thật ra 7, 80 năm trước đã lặng lẽ quật khởi ở đông nam vùng, tu chân giới đem Bạch Liên giáo biếm thành yêu ma tội ác tày trời, nói cái gì chiếu yêu trừ ma, bảo vệ chính đạo, diệt sát tàn khốc đối với Bạch Liên giáo mấy chục lần, mấy trăm lần công phân đà thậm chí tổng đàn phá bạch liên giáo. Nhưng, tu chân giới, sau mỗi một lần gióng chống khua trương tuyên bố hoàn toàn dẹp yên bạch liên giáo không lâu, bạch liên lệ quỷ mới lại sẽ sinh ra ở nơi màu mỡ treo đầy ngọc tinh tử. Bản thân bạch liên thánh mẫu vạn minh châu, càng mấy chục lần, hơn trăm lần bị các lộ người tu chân chu sát, chính pháp, hóa thành cho bụi. Nhưng không cần bao lâu, nàng tương tự sẽ ở trong tiếng oán dậy mượn sắc hoàn hồn, hiện thân một lần nữa vùng Đông Nam, là trọng trấn tu luyện của Đại Kiền, Vương Triều. Thượng nhân cũng đã nói, cổ thánh giới 108 tòa động thiên phúc địa, Đông Nam đã có được một nửa, hầu như toàn bộ cường tông đại phái, đều đem tổng đàn Sơn Môn, ít nhất là cứ điểm quan trọng thiết lập ở Đông Nam. Đông Nam là thiên hạ của người tu chân, vì sao còn có hung thần lệ quỷ như vậy tung hoành mấy chục năm, vẫn diệt không hết, trừ không dứt, thậm chí làm quỷ vương tu luyện thành người đại cao thủ trong thiên hạ. Cái này không phải đại kiền vương triều khí số đã hết, lại là cái gì? Lý Diệu khẽ gật đầu, ô, Hàn Nguyên Thái quan sát, cho rằng lập trường của lão quái vật này đã xảy ra chuyển hóa, trong lòng mừng rỡ như điên, vẻ mặt càng thêm kịch liệt, để cao thanh âm nói, tình huống vùng Đông Nam vẫn coi như tốt chút, trung quy có hơn một ngàn tông phái tu luyện chấn áp, mấy chục lần bạch liên chi loạn đều là nổi lên rồi diện, trên cục diện có thể duy trì bình tĩnh nhất thời. Nhưng ở trên mặt đất Tây Bắc Đại Kiền, hỗn thiên vương thích trường thắng chạy nhảy tàn sát, thì càng thêm càng không thể vãn hồi lý diệu ồ một tiếng gật đầu nói tên của hỗn thiên vương thích trường thắng ta gần đây cũng có nghe nghe nói là siêu cấp cao thủ mới quật khởi giống ta bế quan mấy chục năm độ nổi bật thậm chí còn trên bạch liên thánh mẫu vạn minh châu hắn lại là xuất thân gì có gốc gác gì hàn nguyên thái cười to nào có gốc gác gì chỉ là xuất thân chuột nhất mà thôi chỉ là anh hùng không hỏi xuất xứ thời nay gió cuộn mây vần thay trời đổi đất oanh oanh liệt liệt đại thời đại nam nhi tốt dựa vào một bầu huyết dũng hai nắm đấm cũng có thể làm lớn một phen mà. Tây Bắc Đại Kiền, tuy ở thời đại thượng cổ 10 vạn năm trước từng là trung tâm của cổ thánh giới, mấy chục vương triều cổ xưa đều quật khởi từ đây, là nơi long hưng không hơn không kém, nhưng vật đổi sao rời, ruộng bể nương dâu, mấy vạn năm tiêu hao làm linh khí khô kiệt, sản vật không phong phú, là đất cằn lạnh lẽo không hơn không kém. Dân chúng đất lành Đông Nam, còn có tư cách thừa nhận tông phái tu luyện áp bức và bóc lột, nhưng ở Tây Bắc, bọn họ ngay cả cơ hội bị áp bức cũng không có, bởi vì nơi đây vô luận linh điền, phàm điền, ruộng tốt, ruộng hoang, ruộng nước, ruộng cạn, ruộng bậc thang, tất cả đều tìm không ra được mấy mảnh. Đất đai cằn cỗi như thế, thoáng có mấy mảnh ruộng coi như tạm đặt vào mắt, hết thảy nắm giữ ở dưới ngọn cờ tông phái tu luyện, ngay cả một chút xíu cũng không có khả năng tiết ra cho dân chúng bình thường. Mặc dù lúc mưa thuận gió hòa, cũng có rất nhiều dân chúng chết đói, càng không cần phải nói lúc thiên tai nhân họa, nạn đói nghiêm trọng cỡ nào khắp nơi nạn đói, lưu dân đầy đất, kêu gọi tập họp hoàng thổ, thổi quét thành họa, trở thành đám ô hợp giống như châu chấu, di chuyển tàn sát nơi nơi, có thể đốt giết đánh cướp một ngày, thì chịu đựng thêm một ngày, thật sự đói quá, ngay cả sơn môn của tông phái tu luyện cũng dám dùng đại quân đánh vào, ngay cả đường đường cường giả nguyên anh cũng dám lao lên cắn hắn một miếng thịt. Lý Diệu cười lạnh một tiếng nói, dân đói đông nam, có ngọc tinh tử chuyển hóa thành lệ quỷ, còn có vài phần chiến lực, Lưu dân Tây Bắc không có khả năng kiếm được ngọc tinh tử nhỉ. Vậy cho dù có trăm vạn ô hợp bụng đói kêu vang, lại có thể làm gì tông phái tu luyện phòng thủ kiên cố, cùng người tu chân thần thông quảng đại chứ? Hàn Nguyên Thái trịnh trọng gật đầu, thượng nhân nói rất đúng, triều đình và tu chân giới ngay từ đầu cũng nghĩ như vậy, cho nên mấy chục năm trước, luôn đem trọng điểm đặt ở Đông Nam. Trên việc đối phó bạch liên giáo, dù sao lưu dân trên mặt đất Tây Bắc nhiều nữa, cũng đều là người thường, người thường đánh vào sơn môn của tông phái tu luyện, đơn giản là lấy trứng trọi đá, châu chấu đá xe, chỉ mua tiếng cười. Chẳng qua, đại kiền vương triều là thật sự chạy trời không khỏi nắng, chuyện cổ quái nào cũng có thể xảy ra. Tây Bắc đại kiền là nơi long hưng sớm nhất của toàn bộ cổ thánh giới, bao gồm đại vương triều đầu tiên nhất thống 10 vạn năm trước cổ thánh, giới vân tần đế quốc đều là từ Tây Bắc quật khởi. Mấy chục vương triều cùng vô số tông phái cổ xưa đều từng định đô Tây Bắc, dưới lòng đất Tây Bắc che giấu vô số cổ mộ, động phủ, Di tích và bí bảo, cho dù trải qua các thế hệ khai quật khắp nơi, vẫn có không ít cá lọt lưới. Cho nên, trên mặt đất Tây Bắc có không ít người là lấy khai quật lăng mộ cổ đại, động phủ và di tích mà sống, gọi thổ háo tử, chính là trộm mộ tặc. Lăng mộ cổ đại, đặc biệt lăng mộ của tu sĩ bậc cao, thường thường bố trí ở phong thủy bảo địa rồng cuộn hổ ngồi, linh khí đầy đủ, hơn nữa sẽ dùng trận pháp cấm chế đặc thù, đem một bộ phận linh khí bảo tồn lâu dài ở trong lăng mộ thậm chí lượng lớn pháp bảo chủ nhân lúc còn sống sử dụng đều sẽ chôn cùng nếu lý diệu lạnh lùng xen lời hắn lại lửa ta đã là lăng mộ của tu sĩ bậc cao cấm chế nhất định cường đại vô cùng cho dù người tu chân tùy tiện xâm nhập có chút vô ý cũng phải hóa thành nước mù trộm mộ tặc bình thường làm sao có thể qua lại tự do hàn nguyên thái giải thích nếu là lăng mộ cận đại trong vòng một vạn năm tự nhiên như thế nhưng lực lượng tu chân có mạnh nữa cũng đánh không lại thời gian trôi qua thế đạo biến thiên linh khí là sẽ bốc hơi, nọc độc là sẽ khô cạn, pháp bảo cơ quan cũng sẽ mục nát và hỏng hóc, cho dù là lăng mộ chắc chắn nhất của 10 vạn năm trước, chỉ cần gặp phải một trận động đất kinh thiên động địa, toàn bộ cơ quan đều có thể bị kích hoạt hết, mất đi hiệu lực, đem lăng thất trung tâm nhất bại lộ ra, chỉ cần cơ duyên đến, ngay cả người thường cũng có cơ hội dễ dàng tiến vào trong đó, và thắng lợi trở về. Lý Diệu nghĩ qua cũng thấy đúng. Hắn cũng từng khai quật một ít di tích cổ đại, vô luận là chiến bảo trong lòng đất tinh hải đế quốc của chi chu Sào tinh hay là mộ việt hỗn độn ba ngạn trực thậm chí hành tinh chiến hạm côn luân văn minh bàn cổ lưu lại đều có sự mục nát và sụp đổ tương đối nghiêm trọng cho nên bọn họ những kẻ sau này mới có thể dễ dàng tiến vào trong đó cũng toàn thân lui ra hàn nguyên thái tiếp tục nói thổ háo tử trộm những lăng mộ này cho dù ban đầu là người thường nhưng hoạt động thời gian dài ở trong lăng mộ linh khí đầy đủ như thế chỉ cần may mắn không chết liền có cơ hội đạt được một ít kỳ ngộ thậm chí một bước lên trời trở thành người tu chân hỗn thiên vương thích trường thắng ban đầu là một gã thổ háo tử đó cũng là số rất ít mấy loại nghề nghiệp có cơ hội làm người ta may mắn sống sót trên mặt đất tây bắc tu chân giới đồn đãi hắn từng trong lúc vô tình phát hiện một tòa mộ thượng cổ chính vạn năm trước nhưng chủ nhân lăng mộ lại đã sớm chuyển hóa thành vạn năm hạn tiêu sau không biết thích trường thắng ở trong cổ mộ có một phen gặp gỡ gì hoặc là vạn năm hạn tiêu nhìn chúng cái gì của hắn làm hắn cũng có được một khối hạn tiêu chi thể bất tử bất diệt, đất cằn ngàn dặm. Thổ háo từ loại nghề nghiệp này, đương nhiên là không được lòng bất cứ tông phái tu luyện nào. Phát khâu trộm mộ, thăm dò di tích, đây là quyền lực người tu chân mới có, nếu ngay cả người thường dối bù, hồi hám cũng có tư cách đi kế thừa động phủ thượng cổ, vậy không phải lộn xộn sao. Cho nên, thích trường thắng rất nhanh trở thành hung ma hãn phỉ hơn, trăm tông phái Tây Bắc Liên Hợp truy nã. Nói hắn là hãn phỉ, thích trường thắng này thật sự dũng mãnh đến cực điểm, một bộ thần thông đất cằn ngàn dặm bá tuyệt vô cùng chưa luyện thành đã lọt vào mấy chục tông phái mấy trăm người tu chân vây giết mà hắn cứng rắn dựa vào một thanh đao nát mở một đường máu nghênh ngang rời đi trốn xa ngàn dặm một trận chiến đó nghe nói phạm vi mấy chục dặm mặt đất khô cạn cũng bị máu tươi nhộn đỏ mây máu bốc hơi ba ngày ba đêm cũng chưa tiêu tán thật sự là kinh tâm động phách đến cực điểm sau khi xông ra khỏi vòng vây thích trường thắng hoặc không làm đã làm phải làm đến cùng liền triệu tập toàn bộ thổ háo tử trên đất tây bắc cùng nhau gia nhập đại quân lưu dân thổ háo tử có thể quanh năm lăn lộn ở trong cổ mộ mấy vạn năm trước sao có thể không có một chút bản lãnh bọn họ gia nhập tăng cường thực lực đại quân lưu dân rất nhiều không biết hy sinh bao nhiêu lưu dân rốt cuộc phá tan sơn môn của tông phái tu luyện đầu tiên sơn môn vừa vỡ sự tình liền dễ xử lý lượng lớn tinh thạch pháp bảo linh đan diệu dược thiên tài địa bảo còn có công pháp điển tịch của tông phái tu luyện, ất cả thuộc về lưu dân. Còn có lượng lớn người tu chân đều trở thành tù binh của Thích Trường Thắng. Thích Trường Thắng cố ý lưu lại lượng lớn đệ tử bậc thấp, tu sĩ luyện khí kỳ trong tông phái, lại bảo bọn họ đem tu sĩ bậc cao trong tông phái, sư phụ, sư thúc, sư tổ của bọn họ, đều thiên đao vạn quả, lại chia nhau ăn máu thịt của họ. Cho dù các tu sĩ bậc cao đó đã sớm bị Thích Trường Thắng giết chết, cũng phải cắt lấy máu thịt để ăn. Ai dám không ăn, lập tức bầm thây vạn đoạn cũng là kết cục bị mọi người chia nhau ăn, tự tay giết chết sư phụ, thậm chí cắn nuốt máu thịt sư phụ, chính là phạm tội lớn khi sư diệt tổ, ai cũng không cứu được những tu sĩ bậc thấp đó. Từ đó, các tu sĩ bậc thấp này, chỉ có thể cam tâm tình nguyện đầu nhập dưới trướng thích trường thắng, không có khả năng được bất cứ tông phái tu luyện nào tiếp nhận nữa. Cùng lúc đó, hắn phát ra tin tức giả, giả ra biểu hiện giả dối bản thân còn đang bây công tông phái này, dẫn tông phái khắp nơi đến cứu viện hắn lại đem lượng lớn lưu dân đều để lại tại chỗ trở thành mồi bản thân tự dẫn tu sĩ bậc thấp vừa mới tới góp sức tạo thành tiểu đội tinh nhuệ thừa dịp đại quân tông phái xung quanh đến cứu viện phía sau trống rỗng ngược lại đi đánh lén sơn môn của bọn họ đánh hạ một sơn môn lại ngựa quen đường cũ đem toàn bộ tu sĩ tù binh đều chia làm hai nhóm tu sĩ bậc thấp đi vây giết tu sĩ bậc cao sau khi phạm tội lớn khi sư diệt tổ lại gia nhập đoàn đội của hắn sau khi nhập bọn một khác không ngừng, lại đi tấn công xào huyệt tông phái tu luyện thứ ba. Cứ như vậy, đại quân tu sĩ bậc thấp dưới trướng thích trường thắng, tựa như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, một đường bão táp đột tiến, thổi quét toàn bộ Tây Bắc. Khi người tu chân bốn phương đến cứu viện đem đại quân lưu dân hắn cố ý để, lại tại chỗ đều tiêu diệt sạch sẽ, hắn đã liên tục công phá hang ổ 12 tông phái tu luyện, cướp bóc lượng lớn tinh thạch, pháp bảo, công pháp cùng tu sĩ bậc thấp, đem đám ô hợp ban đầu, biến thành một mũi đại quân tu sĩ hung tàn vô cùng, hỗn thiên quân tuy biết rõ Hàn Nguyên Thái không khỏi có hiểm nghi nói chuyện giật gân, quá mức khoa trương, nhưng Lý Diệu vẫn bị con đường hỗn thiên vương thích trường thắng, quật khởi làm rung động thật sâu. Có thể ở thế giới cổ tu nhắc lên gió tanh mưa máu, sưng vương sưng bá, quả nhiên không một ai là hạng người dễ chọc. Hàn Nguyên Thái tiếp tục nói, thế cục trước mắt chính là như thế, Bạch Liên giáo nổi lên ở vùng Đông Nam, hỗn thiên quân lại ở đại địa Tây Bắc tung hoành ngang dọc, còn có vân tần chúng ta ở phương Bắc như hổ rình mồi. Đại kiền vương triều nhìn như thịnh cực nhất thời, lại là miệng cọp gan thỏ, loạn trong giặc ngoài, lung lay sắp đổ. Cái này thành mùa thu sinh tử tổn vong, đại kiền tu chân giới lại vẫn chết không chừa, đấu đá nhau, nội đấu không ngớt, căn bản không có chút ý tứ đoàn kết một lòng. Trung hưng đại kiền, lông mày lý diệu càng lúc nhíu càng chặt, đối đầu kẻ địch mạnh, đại kiền tu chân giới còn muốn nội đấu sao? Đại địch, Hàn Nguyên Thái làm ra một bộ dáng cố nén ý cười, hỏi, xin hỏi thượng nhân, ngài cảm thấy kẻ địch lớn nhất của đại kiền tu chân giới là ai? Lý Diệu trầm ngâm một lát, trên trời không có hai mặt trời, mặt đất không có hai vua, nếu ta là cử ngũ chi tôn, nhất định sẽ không dễ dàng tha thứ địa phương hào cường mọc lên như rừng, tông phái trở thành vương quốc độc lập, cho nên đại kiền thiên tử, chính là kẻ địch lớn nhất của đại kiền tu chân giới. Hàn Nguyên Thái lắc đầu, Lý Diệu lại nói, Bạch Liên giáo tàn sát Đông Nam, hỗn thiên quân càn quét Tây Bắc, nếu Đông Tây cùng đánh, nói không chừng có thể đem bốn biển chín châu cứng rắn xé rách ra, đây là đại địch của đại kiền tu chân giới. Hàn Nguyên Thái vẫn là lắc đầu. Lý Diệu không vui nói, chẳng lẽ ngươi muốn nói là U Vân Quỷ Tần các ngươi sao? Hàn Nguyên Thái tiếp tục lắc đầu, cười vang nói, đã không phải thiên tử, cũng không phải Bạch Liên giáo, Hỗn Thiên quân, càng không phải Vân Tần chúng ta, kẻ địch lớn nhất của đại kiền tu chân giới, là bản thân bọn họ. Con mắt Lý Diệu không rời đi chút nào, lạnh lùng nhìn hắn. Hàn Nguyên Thái ở dưới ánh mắt lạnh lẽo như lưỡi đao của hắn, hơi thở không khỏi nghẹn lại, vẫn nghiến răng giải thích, ta nhớ rõ thượng nhân ban đầu từng nói, tu chân chi đạo, quan trọng nhất chính là bốn chữ tài địa pháp lữ, thậm chí có thể đơn giản hóa thành hai chữ tài nguyên. Có linh khí, có tinh thạch, có pháp bảo, có công pháp điển tịch, thiên tài địa bảo, mới có thể tu luyện, không có tài nguyên, tư chất tốt nữa cũng là không tốt. Cho nên, đối với mỗi một tông phái tu luyện mà nói, bản năng của bọn họ chính là dốc sức bảo vệ tài nguyên đã có, lại phải không để ý tất cả đoạt lấy càng nhiều tài nguyên hơn. Vấn đề đến rồi, bốn cái gọi là tài địa pháp lữ, đều tập trung ở nơi nào. Thiên tử bốn biển giàu có, vương tộc đương nhiên nắm giữ lượng lớn tài nguyên tu luyện, nhưng mấy trăm năm qua vương tộc đã dần dần suy sụp, các loại tài nguyên tiêu hao gần hết, hơn nữa mục tiêu quá lớn, dư uy vẫn còn, ai dám tùy tiện cường thủ hào đoạt, khó tránh khỏi sẽ bị vây công. Bạch Liên giáo là một đám cô hồn dã quỷ, hấp thu oán khí để tu luyện, khác với phép tu hành chính của tu chân giới, lại bị tiêu diệt mấy chục lần sao có khả năng có tài nguyên gì hỗn thiên quân là giặc cỏ sau mỗi lần cướp bóc đều sẽ đem toàn bộ tài nguyên tiêu hao hết ngay tại chỗ nghèo phát điên vân tần chúng ta cũng không khác lắm hai châu u vân đều là nơi lạnh khủng khiếp căn bản không có bao nhiêu động thiên phúc địa u vân tu sĩ là nổi tiếng khổ sở trừ long lang thú loại tài nguyên này hầu như không có quá nhiều thứ đáng giá xuống tay vô luận khai chiến đối với bạch liên giáo hỗn thiên quân hay là người vân tần chúng ta đều không kiếm được lợi ích quá lớn liều chết chơi một trận thậm chí phải ngã xuống mấy kết đan cùng nguyên anh cuối cùng lại trúc giỏ múc nước công dã tràng vậy cần gì phải thế làm ăn mất đầu có người làm mua bán lỗ vốn không có ai làm vô luận đánh bạch liên giáo đánh hỗn thiên quân hay là đánh người vân tần chúng ta đều là làm ăn lỗ vốn cho nên người tu chân các danh môn chính phái kia của đại kiền tu chân giới trừ phi là bị chúng ta tìm tới cửa trước lửa xém lông mày nếu không ai sẽ chủ động đem chúng ta coi là đối tượng chiến tranh chứ Nói đến đây, thượng nhân hẳn là hiểu rồi chứ. Toàn bộ cổ thánh giới, 89 phần 10 tài địa pháp lữ, không ở nơi khác, chính là nắm giữ ở trong tay các danh môn chính phái kia. Giết người đoạt bảo, giết người không phải mục đích, đoạt bảo mới là mục đích, bảo ở trong tay ai, muốn giết tự nhiên chính là kẻ đó. Tài địa pháp lữ thứ đồ chơi này, không phải rau hẹ trong ruộng, không thể thấy gió là mọc, thậm chí sẽ từ từ tiêu hao, khô kiệt, ô nhiễm, càng ngày càng ít. Ở đại kiền tu chân giới, lúc ban đầu là 80 tông phái chia đều toàn bộ tài địa pháp lữ, cuộc sống tự nhiên tiêu dao khoái hoạt, bây giờ lại là 3 bốn ngàn tông phái chia đều chút tài địa pháp lữ như vậy, sư nhiều cháo ít, sói nhiều thì ít, có thể nghĩ, quan hệ giữa những tông phái này khẩn trương bao nhiêu. Cho nên, đại kiến tu chân giới ở mặt ngoài hòa hợp êm thấm, âm thầm lại là lục đục với nhau, người chết ta sống, thảm thiết đến cực điểm. Lý Diệu trầm giọng nói, đều đã tự xưng là danh môn chính phái, lại có thể nào ngươi chết ta sống, hoạt động kiểu giết người đoạt bảo, cũng không thể to gan lớn mật đi làm chứ. Hàn Nguyên Thái cười nói, kết bè kết cánh, đấu đá với nhau, theo dệt tội danh, mưu hại nói xấu, biện pháp sẽ luôn có. Nói xuông, thượng nhân tự nhiên không tin, đưa cái ví dụ gần trong gang tắc là được. Thượng nhân biết, ta chính là một trong vân tần bát bộ, chủ côn bằng bộ tộc, lại là em trai của Hàn Bạt Lăng, ở hai châu U Vân, cũng coi như có chút tiếng tăm nho nhỏ. Do đâu ta dám một mình dấn thân nguy hiểm, từ xa vạn dặm lẻn vào Tây Nam chẳng lẽ ta không sợ đại kiền tu chân giới phái ra đám đông nguyên anh, đem ta về giết sao? Lý Diệu nheo mắt, cũng đúng, ta xuất hiện, cũng không ở trong tính toán của ngươi, ngươi là rất tự tin có thể toàn thân mà lui. Vì sao? Ha ha! Hàn Nguyên Thái cười to ba tiếng nói, bởi vì ta sớm đã biết, phương diện đại kiền chấp hành lần nhiệm vụ chiêu thảo này, trừ lăng ra cùng tử cực kiếm tông, thì không có ai khác, mặc dù tử cực kiếm tông cũng không có khả năng dốc toàn bộ lực lượng, có thể phái ra một kim đan, một nguyên anh kỳ sơ giai đã là cực hạn. Bởi vì, ở trong đại kiền, có vô số người đều không hy vọng lần chiêu thảo này thành công, là cố ý muốn nhiệm vụ lần này thất bại, do đó đánh sập lăng ra, cũng thông qua lăng ra bị diệt, mở ra một cửa đột phá, cuối cùng đi đối phó kiếm phái số một thiên hạ, tử cực kiếm tông, do đó đem các tài địa pháp lữ tử cực kiếm tông nắm giữ chia cắt hết. Ồ, Lý Diệu đảo trong mắt, hừ mạnh nói, tử cực kiếm tông truyền thừa gần ngàn năm, là thiên hạ cường tông thế lực hùng hậu, sao có thể bỗng nhiên trở thành đối tượng mỗi người kêu đánh? Trung Quy cần có cái cơ chứ? Cơ đương nhiên là có. Hàn Nguyên Thái cười quỷ dị, nói, bởi vì tử cực kiếm tông, cùng với lăng gia đám thế gia hào tộc dưới tử cực kiếm tông che chở, đều là hoạn đảng. Hoạn đảng, kỹ năng diễn xuất của Lý Diệu đang thừa nhận khảo nghiệm rất lớn. Hắn có một loại xúc động rất lớn muốn học máu. Chuyện này phải bắt đầu nói từ đại kiền khải nguyên hoàng đế năm trước vừa mới mất mạng. Hàn Nguyên Thái không chút hoang mang nói, Chúng ta vừa rồi nói, hoàng đế nếu là trăm công ngàn việc, xử lý chuyện quan trọng quân sự quốc gia rắc rối phức tạp, vậy sẽ không có thời gian tu luyện, thực lực không đủ, không những không thể uy hiếp cường giả nguyên anh của các tông phái lớn, còn dễ dàng không cẩn thận chút, u u ca cạc băng hà. Mặt khác, nếu hoàng đế dã tâm bừng bừng, muốn tu luyện thành cường giả đỉnh phong, do đó chấn nhiếp nguyên anh trên địa phương, vậy chỉ có thể đem chuyện quan trọng quốc gia quân sự điều giao cho người ngoài đến xử lý. Giao cho đại thần là không được bởi vì đại bộ phận đại thần đều đến từ tông phái trên địa phương, đã sớm cùng một ruột, kết bè kết cánh, cả đầu óc nghĩ, đều là như thế nào đem thiên tử nâng lên cao cao nhưng mất quyền lực, mưu lợi cho tông phái của mình. Giao cho huynh đệ cũng không được, ngài báo cử ngũ chi tôn, người nào không muốn ngồi lên đi thử hương vị, vô duyên vô cớ khơi mở dã tâm của huynh đệ, không phải tự tìm phiền toái sao. Nghĩ đi nghĩ lại, thiên tử chỉ có thể đem việc lớn quân sự quốc gia phó thác cho một loại người, đó là thái giám bên cạnh hắn thái giám không thuộc về bất cứ tông phái nào, trung thành và tận tâm đối với thiên tử, lại không có con nối dõi, dã tâm có lớn nữa cũng không có tác dụng, ở trong mắt thiên tử, là người so với đại thần cùng huynh đệ càng đáng giá tín nhiệm hơn. Cho nên, đại kiên truyền thừa 66 đế, nếu hoàng đế đi là tuyến đường thuần vũ lực, lấy tu luyện tuyệt thế thần công làm điều theo đuổi, thường thường sẽ xuất hiện một ít quyền hoạn đại yêm quyền khuynh triều dã. Khải nguyên hoàng đế khi tại vị, là như thế. Hắn là cùng nhân tu luyện nổi tiếng, say mê trong tuyệt thế thần thông một lòng noi theo thái tổ võ hoàng đế ngày xưa muốn tu luyện đến cảnh giới hóa thần lấy vũ lực không thể ngăn cản để uy áp các công phái hắn ngày đêm tu luyện kỳ công tuyệt nghệ nào có rảnh rỗi để xử lý triều chính bởi vậy liền bồi dưỡng một người phát ngôn của mình ở trong triều đình đại thái giám vương hỷ vương hỷ lý diệu lặng lẽ nhấm nuốt cái tên này nghe qua rất bình thường nhưng nếu có thể bị hàn nguyên thái lấy ra hao phí thời gian của hắn nghĩ hẳn đều là nhân vật siêu cấp hung dữ bất phân cao thấp, với Bạch Liên Thánh mẫu vạn minh châu, Hỗn Thiên Vương thích trưởng thắng. Quả nhiên, Hàn Nguyên Thái nói, đại kiền triều từng xuất hiện không ít quyền hoạn đại yêm, lượng lớn tông phái tu luyện cũng biết tâm tư hoàng đế, không tiện đem hắn bức bách quá đáng, bởi vậy cũng mặc kệ, thậm chí nghĩ cách cùng các quyền hoạn đại yêm đó cấu kết với nhau làm việc xấu, cùng nhau lừa bịp hoàng đế, trái lại cũng chưa từng có nhiễu loạn quá lớn. Cho nên, đại thái giám vương hỉ này sau khi bộc lộ tài năng, Lượng lớn tông phái tu luyện cũng không coi hắn ra gì cả, cưỡng bức lợi dụng như cũ, ý đồ đem hắn kéo đến trên một con thuyền. Nào ngờ, Vương Hỉ này lại không phải thái giám tầm thường, tâm cơ, mưu lược, lòng dạ thậm chí tu vi của hắn đều đạt tới cảnh giới tuyệt đỉnh. Vương Hỉ ở mặt ngoài giả bộ tương đối kính sợ, lại tham tài háo danh đối với lượng lớn tông phái tu luyện, đồng ý hợp tác với bọn họ, đem nhất cử nhất động của hoàng đế đều nói cho bọn họ, lại đối với hoạt động ngang ngược của bọn họ ở trên địa phương đều coi như không thấy thậm chí cố ý dung túng, âm thầm lại hợp tung liên hoành, châm ngòi ly gián, nghĩ cách làm gay gắt thêm mâu thuẫn giữa lượng lớn tông phái tu luyện, chủ đạo vài lần va và chạm lớn không thể lộ ra ngoài ánh sáng giữa tông phái tu luyện. Hắn thậm chí được không ít tông phái tu luyện lén bày mưu đặt kế, xây dựng một cơ cấu ám sát cùng dò hỏi, gọi là quỷ họa phù, chuyên môn giúp các tông phái tu luyện đó đi xử lý một ít phiền toái, không thể cho ai biết. Cứ như vậy, Vương Hỉ một mặt để các đại tông phái lâm vào tiêu hao nội bộ không ngừng suy yếu thế lực của bọn họ một mặt khác lại nuôi thích khách tử sĩ còn đem điểm yếu của vô số tông phái đều nắm ở trong tay mình lấy một thân thể ngũ thể không trọn vẹn đem toàn bộ thiên hạ đều đùa bỡn trong bàn tay khi thời cơ chín mùi hắn rốt cuộc xé rách ra mặt đám đông tông phái tu luyện lúc này mới phát hiện hoạn quan thoạt nhìn không âm không dương không chút bắt mắt này không những cánh chim đã sớm cứng cáp thích khách tử sĩ dưới trướng đông đúc hơn nữa bản thân cũng là kiếm tiên thiên hạ vô song tu vi cao đến cảnh giới đỉnh phong làm người ta giận sôi. Cái gì? Lý Diệu rốt cuộc nhịn không được, thất thanh hô lên, một tên thái giám, lại là kiếm tiên thiên hạ vô song. Không sai. Hàn Nguyên Thái cười khổ nói, một tên thái giám chết bầm, lại là một trong các kiếm tu mạnh nhất thiên hạ, ngay cả kẻ địch của hắn cũng không thể không bịt mũi thừa nhận một điểm này, thực lực mạnh mẽ của Vương Hỷ, có thể thấy được phần nào. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lý Diệu nheo mắt nói, nói như thế, Vương Hỷ này thật sự là một nhân vật, đã có thủ đoạn là mưa làm gió, lại có năng lực thành lập quỷ họa phù, còn có kiếm thuật thiên hạ vô song. Bị ngươi nói như vậy, trong lòng bản thượng nhân cũng có chút ngứa, rất muốn kiến thức một phen. Hàn Nguyên Thái tiến một bước giải thích, các đời quân vương đại kiền, nếu là một lòng tu luyện, sẽ đem việc lớn quân sự quốc gia giao cho hoạn quan thân tín xử lý, mặt khác, nếu quân vương một lòng đặt vào trên triều chính, vì tránh bản thân chết không minh bạch, cũng sẽ nuôi dưỡng tử sĩ, huấn luyện đại nội cao thủ đảm đương bảo tiêu mà thái giám ngày đêm hầu hạ ở bên người hắn, chính là nhân tuyển tốt nhất cho đại nội cao thủ. Cho nên, đại kiền vương triều một ngàn năm qua mưa gió, đã toát ra không ít quyền hoạn đại yêm quyền khuynh triều giã, giỏi về thủ đoạn, nhưng cũng có không ít đại thái giám, có được thực lực tương đối cường hãn. Lôi kiền môn khi quật khởi, thành lập đại kiền, từng tiêu diệt hơn một ngàn tông phái, bí điển cùng pháp bảo của các tông phái đó, phần lớn đều nhét vào khi riêng của vương tộc. Thiên tử từ bên trong lấy một chút ra cho thái giám bên cạnh tu luyện, đó là không có chút vấn đề nào cả. Mà các thái giám này đã không có môn phái, lại không có con cái, có tâm đắc tu luyện gì, hoặc là sáng chế kỳ công tuyệt nghệ gì, còn có thể truyền thừa cho ai chứ? Tự nhiên là truyền thừa cho tiểu thái giám bên người. Cứ như vậy, đại thái giám truyền tiểu thái giám, tiểu thái giám lại truyền cho tiểu tiểu thái giám, trải qua mấy chục đại thái giám tương truyền đời đời, bọn họ lại là nhào nạn tinh túy của mấy trăm tông phái tu luyện tiền triều, tổng kết ra một bộ pháp môn chuyên môn thích hợp thân thể không âm không dương. Ngũ thể không chọn vẹn của mình, quỷ bí đến cực điểm, gọi là Thiên Huyễn Ngưng Âm. Vương Hỉ này, đó là kẻ đại thành tập hợp tinh hoa tu luyện của mấy chục đời đại nội cao thủ vào một thân, đỉnh phong cường giả đem bí pháp Thiên Huyễn Ngưng Âm tu luyện đến cảnh giới cao nhất, ngàn vạn thần thông, không gì không tinh. Trước Vương Hỉ, tuyệt đại bộ phận thái giám đều ẩn nấp trong Thâm Cung Lục Viện, vẫn chưa xuất đầu lộ diện ở tu chân giới, chỉ là đảm đương bảo tiêu của hoàng đế, cũng phụ trợ hoàng đế tu luyện. Bọn họ ngũ thể không được đầy đủ, trời sinh tự ti từng thế hệ truyền thừa cực kỳ kín đáo thế mà chưa bao giờ bị người ngoài phát hiện thẳng đến vương hỉ cường thế quật khởi quyền diễm ngập trời đám đông tông phái tu luyện lúc này mới biết thiên huyễn ngưng âm tồn tại mới phát hiện hoạn quan cao thủ trong thâm cung lục viện đã mạnh đến loại trình độ này vương hỉ ẩn núp nanh vuốt mấy chục năm khúm núm hiếu thuận đến cực điểm đối với đại kiền tu chân giới mưu đồ chỉ có một việc đó là tận khả năng lớn nhất dẫn dắt đại kiền tu chân giới nội loạn suy yếu thực lực các tông phái lớn thậm chí nghĩ cách làm các nguyên anh cường già đồng quy vu tận hoặc là làm bọn họ theo đuổi trường sinh bất tử cùng phá vỡ hư không hư vô mờ mịt do đó trải phẳng con đường cho thiên tử thật sự nắm giữ thiên hạ lý diệu cười nói nói như thế vương hỉ còn là đại đại trung thần hàn nguyên thái cười nhạt nói hắn đối với khải nguyên hoàng đế có lẽ thật sự trung thành và tận tâm mà bộ phận mục đích của hắn quả thực cũng đã đạt tới nhưng như vậy biến thành đại kiền tu chân giới chia năm xẻ bảy tranh đấu gay gắt càng ngày càng nghiêm trọng lại sáng tạo cơ hội cực tốt cho bạch liên giáo hỗn thiên quân cùng người vân tần chúng ta quật khởi nói như vậy vương hỉ rốt cuộc xem như trung thần hay là gian thần đây trời biết lý diệu nghĩ qua cũng thấy đúng thiên tử muốn thu nạp quyền lực nhất định phải suy yếu tông phái trên địa phương nhưng tông phái địa phương quá mức suy yếu không khỏi làm cả đại kiền đều hấp hối đây là chiêu thức giết địch một ngàn tự tổn hại tám trăm không thể tùy tiện vận dụng lý diệu tiếp tục hỏi các đại tông phái nghe lời vương hỉ như vậy Vương Hỉ bảo bọn họ tự giết lẫn nhau, bọn họ liền tự giết lẫn nhau sao? Hàn Nguyên Thái nói, một mặt là thủ đoạn châm ngòi thổi gió, ly gián của Vương Hỷ thật sự quá cao minh, nhưng càng thêm chủ yếu, các đại tông phái nghìn năm qua tích lũy mâu thuẫn, tranh đoạt lẫn nhau ở trên bốn thứ tài địa pháp lữ, đã sớm đạt đến cực điểm, hoàn toàn không thể thỏa hiệp. Quan hệ giữa các đại tông phái, giống như là nước lũ tràn bờ đê, không thể vãn hồi, Vương Hỷ chỉ là trợ giúp mà thôi. Lý Diệu cười lạnh nói ta thường nghe người ta nói, Vu Nam chúng ta là man bang nơi kém văn minh, tu sĩ Vu Man cũng là dã nhân ăn tươi nuốt sống, trời xanh tính hung tàn, mà trung nguyên tu sĩ bọn họ lại chú ý đạo lý công chính bình thản, lấy đức phục người, đại nhân đại nghĩa, không ngờ lại thế. Lấy đức phục người. Ha ha. Hàn Nguyên Thái vỗ đùi cười to, không biết thượng nhân từng nghe một câu hay không, thân mang lợi khí, sát tâm tự khởi. Cho dù nông phu bình thường đạt được một thanh bảo đao thổi tóc qua là đứt, cũng nhịn không được nóng lòng muốn thử cổ cũng sẽ to chút. Huống chi mỗi một tông phái tu luyện đều nuôi dưỡng một lượng lớn đệ tử không sản xuất gì, một lòng tu luyện. Các đệ tử này một bữa cơm phải ăn nửa con trâu, một nắm tay hạ xuống có thể đập vỡ một tảng đá lớn, phi kiếm vừa ra, trong chớp mắt có thể cắt ba năm cái đầu. Nhưng trừ đánh người giết người, cái gì cũng không biết, cũng không thèm đi học đi làm. Không đem các đệ tử huyết khí phương cương, kiệt ngạo bất tuân này thả ra đi tranh đấu, chẳng lẽ ở lại trong tông phái hát tụng sao? Lấy đức phục người, thật muốn lấy đức phục người, nuôi dưỡng nhiều đệ tử không sản xuất, chỉ biết giết chóc như vậy làm gì. Đức là không no bụng được. Dù sao, đạo lý phương diện này cũng không khác lắm với đạo lý ngọc tinh tử kia. Một tông phái tu luyện nuôi dưỡng càng nhiều đệ tử, thì cần càng nhiều tài nguyên như tài địa pháp lữ để cung cấp nuôi dưỡng bọn họ, mà muốn cấp lấy càng nhiều tài nguyên, thì lại phải nuôi dưỡng càng nhiều đệ tử cùng hung cực ác, như sói như hổ, lại là một cái vòng lẩn quẩn không dứt. Toàn bộ tông phái, đều lâm vào trong vòng lẩn quẩn như vậy ai nếu là muốn nhảy ra khỏi vòng này chưa có đủ vũ lực để bảo vệ sơn môn của mình sẽ bị người khác nuốt gọn tuần hoàn ác tính như thế liền tạo nên niên đại này gió tanh mưa máu vô tình vô nghĩa không huyết không lệ cái gì lấy đức phục người đánh rắm chó mà thôi lý diệu im lặng không nói gì suy tư thật lâu thở dài một tiếng nghe người nói như vậy vương hỉ kia cuối cùng là thất thế không sai hàn nguyên thái gật đầu nói chính cái gọi là vật cực tất phản Vương Hỷ Đồ cùng chủy kiến, sau khi bộc lộ sự sắc bén, tuy trong lúc nhất thời chấn áp các tông phái thiên hạ, nhưng đại kiền tu chân giới lúc trước ở, dưới sự xúi dục của hắn trở nên chia năm xẻ bảy, lại âm thầm, miễn cưỡng đoàn kết lại. Hơn nữa, theo tu vi tăng lên, quyền thế mở rộng, được vô số tông phái thổi phồng cùng đón ý nói hùa, tâm tính của chính Vương Hỷ, có lẽ cũng đã xảy ra biến hóa vi diệu, không cam tâm làm con dối của Khải Nguyên, hoàng đế nữa. Sau đó, Đại kiền tu chân giới, Vương Hỉ cùng Khải Nguyên Hoàng đế giữa ba phe này, rốt cuộc trình diễn một vở kịch hay kinh tâm động phách cỡ nào, người ngoài không được biết. Dù sao, Vương Hỉ quyền diễm ngập trời, uy hiếp thiên hạ gần 10 năm, thẳng đến đầu năm trước, chỗ dựa lớn của hắn, Khải Nguyên Hoàng đế lại u u cà cà chết bất đắc kỳ tử. Vương Hỉ đối với Khải Nguyên Hoàng đế có lẽ thật sự trung thành và tận tâm, chưa bao giờ nghĩ tới muốn phản bội, nhưng đối với tân đế thì chưa chắc, thậm chí có ý tư ức hiếp tân đế còn trẻ ngược lại muốn đem tân đế biến thành con rối của mình. Một lần này, hắn lại phạm vào sai lầm giống với tông phái tu luyện trong quá khứ, quá mức khinh thường tân đế, lại không biết khe rãnh trong lồng ngực vị thiếu niên thiên tử này, không ít hơn hắn bao nhiêu, lại càng không phải người tình nguyện ở dưới người khác, làm hoàng đế con rối. Vương hỉ có mạnh nữa, cũng cần mượn vương khí thiên tử, mới có thể đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, cái này cũng có vài phần ý tứ cáo mượn oai hùm. Nếu thiên tử và đại kiến tu chân giới đều phản đối hắn, hắn là vô luận như thế nào cũng không ngăn được. 10 năm khổ tâm kinh doanh, liền ở, trong nửa năm sau khi khải nguyên hoàng đế chết bất đắc kỳ tử hoàn toàn sụp đổ. Nhưng, người này trung quy là siêu nhất lưu kiếm thủ thiên hạ vô song, lại tâm tư kín đáo, rất hiểu đạo lý thỏ khôn có ba hang. Sau khi thất thế rơi đài, chưa đợi thiên tử cùng đại kiến tu chân giới đuổi giết, lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chẳng những bản thân vương hỉ bỏ trốn mất dạng, hắn còn mang đi lượng lớn pháp bảo, bí điển cùng đan dược trong kho riêng của thiên tử, cùng với vàng bạc tài bảo tích lũy trong hơn 10 năm, càng quan trọng hơn là thông qua tổ chức ám sát dò hỏi quỷ họa phù, sưu tập được điểm yếu và bí mật của các đại tông phái trong thiên hạ. Pháp bảo, bí điển, đan dược và vàng bạc tài bảo có lẽ đều không quan trọng, nhưng các điểm yếu riêng tư hôi thối, không thể lộ ra ngoài ánh sáng rơi vào trong tay Vương Hỷ, lại làm các đại tông phái đều như mắc nghẹn ở cổ, đứng ngồi không yên. Cho nên, bây giờ Vương Hỷ đã trở thành kẻ địch chung của toàn bộ đại kiền tu chân giới không một tông phái nào không muốn hắn hồn phi phách tán, vĩnh không siêu sinh. Chỉ tiếc bọn họ ngay cả Vương Hỷ rốt cuộc trốn ở nơi nào, cũng hoàn toàn không biết gì cả. Đại Thái Giám Vương Hỷ, Bạch Liên Thánh Mẫu Vạn Minh Châu, Hỗn Thiên Vương Thích Trường Thắng, còn có huynh trưởng nhà ta, Vân Tần Nhiếp Chính Hàn Bạt Lăng, chính là bốn nhân vật hiện nay làm đại kiền đau đầu nhất, bị đại kiền gom lại xưng là tứ hung. Thật ra, nếu không phải đại kiền tu chân giới chia năm xẻ bảy, nội đấu không dứt, tự chịu diệt vong, tứ hung này có hung nữa, lại làm sao nhắc lên được chút sóng gió. Trong lòng Lý Diệu lặng lẽ tính toán, trầm ngâm hồi lâu, lại hỏi, tử cực kiếm tông và lăng gia thật sự là nhân mã phe vương hỉ sao? Hàn Nguyên Thái cười nói, vương hỉ rơi đài, liên lụy rất nhiều, đại kiền tu chân giới lấy triều đình làm chiến trường, thiêu đốt trở lại chiến hỏa nội đấu, cái mũ hoạn đảng bay loạn đầy trời, còn không phải bộ thủ đoạn bẻ cánh đấu đá, mưu hại nói xấu. Thật muốn nói hoạn đảng, trong 10 năm đó vương hỉ quyền khuynh triều giã, một tông phái nào không lá mặt lá trái, không có một chút quan hệ với hắn chứ. Nếu thật là tông phái cứng đầu đối nghịch với hắn, đã sớm bị hắn liên hợp tông phái khác diệt rồi. Tử cực kiếm tông sao, coi như bọn họ xui xẻo. Vương Hỷ là siêu nhất lưu kiếm tu, tự nhiên say mê kiếm đạo huyền diệu, mà tử cực kiếm tông là kiếm phái số một thiên hạ, đương nhiên là có vô số kiếm điển chân quý, cùng kiếm tu cường giả nổi tiếng. Bởi vậy, khi Vương Hỷ nắm quyền, thường xuyên đi tử cực kiếm tông luận bàn kiếm pháp, tham thảo đại đạo, lấy quyền thế cùng tu vi của hắn lúc đó, tử cực kiếm tông chẳng lẽ còn có thể để hắn chịu cảnh đóng sập cửa vào mặt sao? Cho nên, ở bề ngoài, tử cực kiếm tông không khỏi đi lại gần gũi chút với Vương Hỷ. Sau khi Vương Hỷ rơi đài, đây liền là tội trạng lớn của tử cực kiếm tông. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.